chương 2050, Tiểu Linh Thiên, hiện tại người đang ở luân hồi kỳ, tu vi chân chính cũng không phải là kết đan kỳ thì phải. Hai mắt hàn lập nhíu lại, câu nói của hắn khiến trong lòng đối phương trầm xuống. Thì ra tiền bối đã nhận ra, vẫn bối rõ là hồ đồ, nếu tiền bối đã biết tố nữ luân hồi công, biết hiện tại vãn bối đang ở giai đoạn luân hồi, quả thật không có gì ngạc nhiên. Sắc mặt chu quả nhi trở nên hơi khó coi, khẽ trả lời. Tu vi trước kia của ngươi ở cảnh giới nào? Nguyên Anh, hay là hóa thần, Hàn Lập hỏi thẳng, Vãn Bối đã tu luyện đến cảnh giới nguyên anh, nếu không phải bản thân đang ở giai đoạn luân hồi, cũng sẽ không bị người khác ám toán, càng không bị bắt làm tù binh. Chu Quả Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng rồi chậm rãi trả lời. Nhìn thì tuổi tác thật sự của người cũng không quá lớn, vậy mà đã có thể tu luyện tố nữ luân hồi công đến cảnh giới như vậy, ngoại trừ thiên tư hơn người, xem ra cũng cần phải có một người vô cùng tinh thông tố nữ công để chỉ điểm mới đúng nếu mẫu thân của ngươi cũng tu luyện công pháp này cảnh giới chắc hẳn cũng không thấp nhỉ ánh mắt hàn lập lóe lên tiếp tục hỏi nếu tiền bối muốn hỏi về những việc riêng của vãn bối đương nhiên vãn bối sẽ không dám giấu giếm gì nhưng nếu hỏi đến ra mẫu vãn bối chỉ có thể từ chối trả lời nhận thấy dường như hàn lập rất có hứng thú với mẫu thân dù sắc mặt trở nên khó coi nhưng vẫn cắn răng trả lời ngươi quả là một người con hiếu thảo điều này thật sự hiếm thấy chỉ có điều ngươi cho rằng mình không nói ta sẽ không có biện pháp để tìm hiểu sao hàn lập cười nhạt nói một câu rất thâm ý nếu tiền bối muốn dùng siêu hồn thuật vãn bối thà lập tức tự bạo nguyên anh mà chết cũng tuyệt đối không để tiền bối đạt được thiếu nữ hoàng sam vừa nghe được câu nói của hàn lập lập tức liên tưởng đến điều gì đó khuôn mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt cùng lúc đó chân lực trong cơ thể điên cuồng lưu truyền dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát nhưng đúng lúc này hàn lập lại nhẹ nhàng cười nói ở trước mặt ta cho dù nhà đầu nhà ngươi muốn tự bảo, cũng phải được ta đáp ứng mới được. Vừa dứt lời, một cái tay áo của hắn đột nhiên phất nhẹ về phía thiếu nữ. Ngay tức khắc, một luồng sáng màu xám cuồn cuộn xuất hiện, bao phủ toàn thân của thiếu nữ. Chu Quả Nhi chỉ cảm thấy thân thể tê dần, tứ chi nhất thời không thể nhúc nhích, cùng lúc đó, pháp lực trong cơ thể đột nhiên ngưng lại, không cách gì điều động chút nào, pháp lực vốn đang điên cuồng tập trung ở đan điền không ngờ lại như tuyết giữa mùa xuân, thoáng chốc đã tiêu tan tản mất. Giờ phút này, cho dù nàng muốn tự bảo Nguyên Anh như đã nói, căn bản là việc si tâm vọng tưởng. Ngươi đã làm gì với ta? Chu Quả Nhi vừa sợ vừa giận, hét lên hoảng hốt. Không có gì, chẳng qua là muốn ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta mà thôi. Bây giờ hãy nhìn vào mắt của ta, giọng điệu hàn lập nhẹ nhàng như không có việc gì lớn. Hả, mắt gì, mặc dù tuổi tác của Chu Quả Nhi không lớn nhưng cũng biết vào lúc này tuyệt đối không được làm theo lời đối phương nói. Nhưng lời nói của Hàn Lập vừa đến tai lập tức khiến thân thể nàng chấn động, cuối cùng theo bản năng nghiêng đầu về phía trước, hướng đôi mắt long lanh của mình về phía hai mắt của đối phương. Trong phút chốc, thiếu nữ chỉ cảm thấy ở trước mặt có hai điểm sáng màu xanh lóe lên, xoay tít một vòng, thần thức của mình đột nhiên trở nên ngẩn ngơ, đồng thời mí mắt nặng trĩu như ngàn cân. Không tốt, thiếu nữ hoàng sam chỉ kịp nói một tiếng mơ hồ, hai mắt liền khép lại, thần trí bất tỉnh. Hàn lập thấy mọi chuyện như vậy, thần sắc không thay đổi nhưng một tay thì kết quyết, đánh một đạo pháp quyết về phía thiếu nữ, cùng lúc đó hai tia sáng màu xanh trong mắt càng thêm trói lọi nếu lúc này có thể nhìn thấu thân thể của thiếu nữ có thể phát hiện nguyên anh cao một tấc vốn đang xếp bằng ngồi ở giữa đan điền của chu quả nhi hiện đang bị tầng tầng những tia sáng màu xám quấn chi chít đồng thời hai mắt nguyên anh nhắm nghiền như có vẻ đã hôn mê bất tỉnh trong nháy mắt khi pháp quyết màu xanh nhập vào thân thể thiếu nữ mí mắt chu quả nhi khẽ cử động đôi mắt long lanh vốn đang nhắm nghiền lại chậm rãi mở to tròn xoe chỉ có điều đồng tử của nàng lúc này hơi nở ra ánh mắt ván loạn cử động giống hệt như khôi lỗi pháp quyết của tố nữ luân hồi công mà ngươi tu luyện có được từ đâu đồng tử của hàn lập xoay chuyển một luồng sáng màu xanh động lòng người không ngừng chớp lên cùng lúc đó trong miệng phát ra âm thanh trầm thấp của câu hỏi tố nữ luân hồi công là do ra mẫu truyền thụ vẻ mặt chu quả nhi đờ đẫn nhưng câu trả lời lại vô cùng rõ ràng ngày thường ai là người chỉ điểm cho ngươi tu luyện công pháp mẫu thân của ngươi có tu luyện tố nữ luân hồi công hay không là ra mẫu chỉ điểm mẫu thân không tu luyện tố nữ công mà là thanh khí quyết. Thanh khí quyết, đó là pháp quyết rất bình thường của đạo gia. Mẫu thân người tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Không tu luyện tố nữ luân hồi công mà vẫn có thể tiến hành chỉ điểm cho ngươi, chẳng lẽ cảnh giới rất cao? Hàn lập có phần bất ngờ nhưng ngữ khí vẫn không thay đổi, tiếp tục hỏi. Cảnh giới của gia mẫu chỉ là nguyên anh, về phần chỉ điểm tu luyện. Đối với câu hỏi này của Hàn Lập, sau khi thiếu nữ Hoàng Sam trả lời một vế, vẻ mặt đột nhiên trở nên mờ mịt, câu nói cũng dừng lại một lát. Thế nào, chẳng lẽ việc mẫu thân chỉ điểm cho ngươi còn có điểm gì khác thường, hãy nói chi tiết toàn bộ. Vừa thấy vẻ mặt của thiếu nữ, trong lòng hàn lập nảy ra điều gì đó, truy hỏi đến cùng. Việc chỉ điểm tu luyện tố nữ công của gia mẫu đối với ta quả thật có điều không bình thường. Trước kia khá bình thường, nhưng từ sau khi ngưng kết nguyên anh, đối với một ít nghi vấn của ta khi tu luyện, phần lớn gia mẫu không thể giải đáp ngay tại chỗ, mà phải cách vài ngày nửa tháng mới có thể đưa ra được đáp án ta nghi ngờ sau lưng gia mẫu có một người sư phụ khác chân chính tinh thông tố nữ luân hồi công. lời thiếu nữ hoàng sam nói ra khiến hàn lập nhảy dựng lên, lập tức hỏi sau lưng còn có một sư phụ khác, người có từng hỏi gia mẫu mình thật sự có kẻ khác hay không? đã hỏi nhiều lần, nhưng mỗi lần mẫu thân đều phủ nhận. mẫu thân người tên là gì, có dáng vẻ như thế nào? hàn lập hơi nhíu mày, gia mẫu tên là lăng phi tiên, vẻ mặt giống ta năm phần. thiếu nữ trả lời không chút chần chừ có năm phần giống ngươi ánh mắt của hàn lập quan sát thiếu nữ vài lần nữa nhưng cuối cùng chỉ lắc lắc đầu thì thầm một câu rồi trầm ngâm không nói gì ngươi đến ma giới như thế nào là người ở đâu trước khi trở thành nô lệ sau một lúc lâu hàn lập như nghĩ đến việc gì đó đột nhiên hỏi tiếp ta bị người khác đuổi giết vô tình rơi vào vết nứt không gian mới đến được ma giới đến từ tiểu linh thiên chu quả nhi đờ đẫn trả lời tiểu linh thiên đó là địa phương nào hàn lập nghe vậy liền giật mình tiểu linh thiên chính là tiểu linh thiên chu quả nhi vẫn đờ đẫn trả lời hàn lập nghe xong câu trả lời này lông mày liền nhíu chặt lại sau một lúc lâu mới thở dài một hơi rồi lẩm bẩm như tự nói với mình quên đi ta còn chút phiền toái tự mình thu thập phần tư liệu này vậy vừa dứt lời pháp quyết trong tay hắn liền biến đổi âm thanh suy suy vang lên một tia sáng trong suốt từ giữa trán phát ra lóe lên rồi nhập vào giữa trán của thiếu nữ hoàng sam ngay sau đó lam quang trong mắt hàn lập càng trở nên uy phong hơn bắt đầu lặng lẽ tiến hành thi pháp. Tu vi chân chính của thiếu nữ tên Chu Quả Nhi này cũng chỉ là nguyên anh kỳ, với tu vi hợp thể của Hàn Lập để tiến hành điều tra nguyên thần, chỉ cần tận lực cẩn thận, đương nhiên sẽ không gây tổn thương gì đến nguyên thần của nàng. Vừa mới hết thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập đã dễ dàng tìm được toàn bộ thông tin cần thiết, tia sáng trong suốt giữa chán cũng được thu lại. Ngay sau khi tia sáng trong suốt biết mất, thân thể thiếu nữ lập tức nghiêng ngả rồi ngã xuống mặt đất. Nhưng chỉ một lát sau, từ miệng nàng nhẹ nhàng truyền ra âm thanh ngủ say. Chu Quả Nhi này vậy mà thật sự ngủ say trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy chỉ mỉm cười, hai mắt nhắm lại, bắt đầu lặng lẽ nhớ lại toàn bộ tư liệu lấy được từ thiếu nữ. Không biết qua bao lâu sau, khi hắn mở hai mắt, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm: "Không ngờ Tiểu Linh Thiên cũng là giới diện vỡ nứt giống như Quảng Hàn giới, bên trong còn có hơn ước nhân tộc sinh sống, điều này thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng được." thì ra tiểu linh thiên này là một bộ phận không gian nhỏ bị mất đi của một giới diện nào đó, hơn nữa sau một thời gian dài biến đổi, gần như đã hình thành một giới diện cỡ nhỏ độc lập. Từ những tư liệu lấy được từ Chu Quả Nhi, kích cỡ của giới diện này dường như sắp xỉ với quảng hàn giới, nhưng mức độ linh khí bên trong tuyệt đối không thể so sánh với nhau, thậm chí còn kém hơn so với linh giới một chút. Nhưng mà có những chủng tộc sinh sống lẫn lộn bên trong tiểu linh thiên này, ước chừng có khoảng 7-8 dị tộc cùng sinh tồn với nhân tộc, điều càng khiến hàn lập kinh ngạc chính là tuy rằng không biết ban đầu tiểu linh thiên này bị tộc nào phát hiện ra nhưng dường như không ít người trong các tộc ở giới này là do từ những giới diện cấp thấp như nhân giới phi thăng lên linh giới thất bại mới vô tình đi đến không gian này nếu như vậy nam cung uyển quả thực hoàn toàn có khả năng đang dừng lại ở trong giới diện này điều này cũng có thể giải thích rõ tại sao hắn không thể tìm được tin tức liên quan khi ở linh giới hàn lập vừa nghĩ đến vợ cả cho dù tu vi đã tu luyện đến bước này trong lòng cũng không kìm được mà nóng như lửa chỉ hận không thể lập tức chắp cánh bay đến bên cạnh nam cung uyển dốc bầu tâm sự về nỗi khổ tương tư trong lòng vẻ mặt của hắn liên tiếp biến đổi không ngừng sau cùng lại ngồi im lặng trong chốc lát không lâu sau rốt cuộc hàn lập cũng khôi phục tâm tình đang hỗn loạn khi cân nhắc đến vấn đề làm sao mới có thể đến được tiểu linh thiên này sắc mặt không khỏi lập tức trở nên u ám tiểu linh thiên này khác xa với quảng hàn giới Liên tục chậm rãi chuyển động theo một quỹ tích nhất định trong hư không, có thể tìm được cửa vào trong đó hay không gần như hoàn toàn là vấn đề vận khí. Chu Quả Nhi có thể thông qua vết nứt không gian mà vô tình lạc đến ma giới hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp. Chỉ có điều những tư liệu này đều được lấy từ trí nhớ của Chu Quả Nhi, tình hình thật sự có đúng như vậy hay không, hắn còn phải tìm cách dò hỏi vài người thử xem mới có thể biết được. Nếu Chu Quả Nhi có thể từ Tiểu Linh Thiên vô tình lưu lạc đến ma giới, xem ra cũng sẽ có người trở lại được linh giới do đó nhất định có thể tra được tin tức liên quan. Nghĩ đến đây, Hàn Lập thở dài một hơi, mạnh mẽ dồn nén những lo lắng trong lòng xuống, ánh mắt khẽ thay đổi, một lần nữa hướng về phía thiếu nữ Hoàng Sam. Tuy rằng hắn không thể khẳng định chính xác rằng người truyền thụ tố nữ luân hồi công cho nàng chắc chắn là con cháu của Nam Cung Uyển, nhưng khả năng này quả thật cũng không nhỏ. Dù sao ngay cả khi hắn đã ở linh giới một thời gian dài, cũng chưa bao giờ nghe nói đến tông môn nào của nhân tộc có được công pháp này. Dường như thần thông này thực sự cực kỳ hiếm thấy, cũng không biết hiểm nguyệt tông ở nhân giới trước đây có đại vận như thế nào, không ngờ lại có thể đoạt được truyền thừa công pháp như vậy. chương 2051, Phúc Thiên Cư Sĩ Sau khi tự cân nhắc trong lòng xong, Hàn Lập hơi lo lắng, khẽ thở dài một hơi, cánh tay khẽ động, một ngón tay nhẹ nhàng búng về phía Chu Quả Nhi đang nằm trên mặt đất. Một viên cầu màu xanh bắn ra, lóe lên rồi lập tức nhập vào thân thể của thiếu nữ. Ngay sau đó, thiếu nữ đang ngủ say chớp chớp mí mắt, từ từ tỉnh lại. Nhưng khi Chu Quả Nhi từ trên mặt đất ngồi dậy, sau khi nhớ lại cảnh xảy ra trước khi mình mất đi thần trí, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Người đã tiến hành siêu hồn ta, thiếu nữ nhìn chằm chằm hàn lập, gần từng chữ hỏi. Nếu không siêu hồn ngươi, làm sao ta có thể biết được những điều mình muốn? Chẳng qua là ngươi cứ yên tâm, đối với những tư liệu mà ta không cảm thấy có hứng thú, ta sẽ không tốn tâm tư đi điều tra, ngoài ra, với tu vi của mình, ta cũng không gây ra bất cứ tổn thương nào cho nguyên thần của ngươi. Nhưng không ngờ ngươi lại không phải là người của linh giới mà từ tiểu linh thiên đến đây, điều này thật sự ngoài dự đoán trước đó của ta. Hàn Lập thản nhiên trả lời, nghe thấy Hàn Lập nói ra được cả cái tên tiểu linh thiên, Chu Quả Nhi khẽ cắn chặt môi, cả nửa ngày cũng không hề mở miệng nói gì nữa. Ta đã hạ cấm chế trong cơ thể ngươi, trong thời gian ta ở huyễn dạ thành, trước hết ngươi cứ làm tỷ nữ cho ta rồi tính sau. Nếu có thể khiến ta vừa lòng, cho đến khi ta rời khỏi thành này, việc trả lại tự do cho ngươi cũng không phải là không thể. Bây giờ ngươi cứ tùy tiện tìm một căn phòng để nghỉ ngươi đi. Không có việc đặc biệt thì không cần thiết phải đến nơi này. Mặt khác, từ giờ trở đi ngươi hãy gọi ta là chủ nhân. Hàn Lập không để ý đến thần sắc của thiếu nữ, trái lại dặn dò qua loa vài câu. "Vâng thưa chủ nhân, tiểu tỳ xin cáo lui trước." Thiếu nữ Hoàng Sam chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, đồng thời sau khi thi lễ với Hàn Lập liền ngoan ngoãn đi xuống lầu dưới xem ra nàng cũng rất hiểu chuyện, trước mặt một gã ma tôn hợp thể kỳ, làm bất cứ hành động chống đối nào cũng chính là tự mình chuốc khổ vào thân mà thôi. Chỉ có điều thấy bộ dạng vô tình của Hàn Lập, hiển nhiên nàng cũng thật sự không ôm hy vọng gì đối với lời hứa hẹn của hắn. Sau khi Hàn Lập thấy bóng dáng của Chu Quả Nhi biến mất ở cầu thang, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đến ngơ ngẩn. Trong ba ngày tiếp theo, Hàn Lập đều trốn trong tầng cao nhất của lầu các, lặng lặng tĩnh tọa nghỉ ngơi, không hề rời khỏi nơi này nửa bước nhưng vào ngày thứ tư đã có người chủ động tìm đến cửa người đứng đầu triệu gia phái người đến đây hàn lập đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn khi thấy thiếu nữ hoàng sam tiến vào bẩm báo liền nhíu chân mày hỏi đúng vậy thưa chủ nhân vừa rồi có một vị trưởng lão của triệu gia tự mình đưa thiếp mời đến nói rằng nhất định phải giao tận tay cho chủ nhân chu quả nhi nâng tấm thiếp mời màu bạc sáng rực trong tay lên bình tĩnh nói để ta xem xem hàn lập híp hai mắt lại một tay chụp vào hư không ngay sau khi một tiếng vù vang lên tấm thiếp mời đã bay đến trong tay một cách khó hiểu nhẹ nhàng mở ra một tiếng phù phù vang lên trên tấm thiếp bạc tỏa ra một luồng kim quang từ từ nhạt dần nhưng lại huyễn hóa thành hư ảnh khuôn mặt nho nhã của một gã nam tử trung niên ẩn dưới khóe mắt của nam tử này là lân phiến màu đen song con mắt lại lấp lánh kim mang xem ra đây là người đứng đầu triệu gia hư ảnh hướng về phía hàn lập chắp tay thi lễ sau đó mỉm cười nói mấy câu giọng điệu của hắn vô cùng khiêm nhường Nói về hai chuyện chính. Thứ nhất, hắn từ hoàng trưởng quỹ của vạn tháp Nô mà biết được vị ma tôn Hàn Lập đến đây. Triệu gia thân là địa chủ ở huyễn giả thành hy vọng có thể giao hảo với Hàn Lập. Hơn nữa còn ám chỉ rõ ràng rằng Triệu gia sẽ không vì một nữ Nô mà có bất cứ bất mãn gì đối với Hàn Lập. Một chuyện khác là một tháng sau chính là ngày tế tổ của Triệu gia, hắn hy vọng Hàn Lập có thể làm thường khách đến Triệu gia tẩy sơn. Hư ảnh vừa nói xong liền chắp tay vái Hàn Lập, sau một tiếng phanh lập tức toán loạn rồi biến mất chỉ để lại tấm thiếp bài bạc sáng rực. Hàn lập đảo ánh mắt lên trên tấm thiếp bạc, chỉ thấy đại thể được khắc chi chít ma văn đen kịt, còn ở giữa thì lại có một chữ triệu vàng rực. Vẻ mặt hàn lập không thay đổi nhưng hai tay đột nhiên trả sát. Một âm thanh trầm đục vang lên, một luồng hỏa diễm bạc đột nhiên xuất hiện từ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt đã thiêu cháy tấm thiếp mời thành cho bụi. Nếu lần sau có người của triệu ra đến để hỏi về câu trả lời, hãy nói ta chấp nhận lời mời của bọn họ, một tháng sau sẽ đến nơi hẹn đúng thời gian. Hàn Lập dặn dò thiếu nữ, "Tuân lệnh." Chu Quả Nhi cúi đầu vâng lời, sau đó liền xin cáo lui. Hàn Lập một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngồi thiền. Chỉ có điều ngoài dự tính của hắn, chỉ vẻn vẹn một ngày sau thiếu nữ Hoàng Sam đã lần nữa đến đây, thông báo có một nữ tử họ Bạch đến chơi, tự xưng là người quen cũ của Hàn Lập. Hàn Lập vừa nghe xong lập tức đoán được người đến hơn phân nửa là Bạch Vân Hinh. Xem ra việc mình đột nhiên trở thành ma tôn cuối cùng cũng chuyển đến tai Bạch gia, nếu không nàng sẽ không vừa về nhà mấy ngày đã lập tức vội vàng đích thân đến đây. Trong lòng Hàn Lập cân nhắc như vậy nhưng không hề có ý định lập tức gặp nàng, liền dặn dò Chu Quả Nhi mời khách đến một căn phòng ở đại sảnh, sau một khoảng thời gian hắn mới từ tầng cao nhất thong dong đi xuống. Khi đi đến đại sảnh, Hàn Lập liếc mắt liền nhìn thấy đúng là người mình nghĩ thiếu phụ có diện mạo duyên dáng đang ngồi trên ghế, khóe miệng lập tức nhếch lên nở nụ cười, mở miệng nói một câu. Thì ra là Bạch Tiên tử đến chơi, Hàn Mỗ xuống đây chậm chạp, mong rằng đạo hữu không trách móc hàn lập miệng nói vậy nhưng không hề có ý định che giấu khí thức hợp thể kỳ trên người thản nhiên phóng thích ra thần niệm của bạch vân hinh thoáng quét qua người hàn lập sắc mặt lập tức đại biến từ trên ghế đứng dậy vội vàng chỉnh đốn trang phục thi lễ lúc trước vẫn bối không biết chân thân của ma tôn đại nhân nên có chỗ đắc tội mong rằng đại nhân không trách tội vãn bối người không biết không có tội trước kia ta sợ các người quá câu nệ nên mới áp chế khí thức ở cấp bậc luyện hư sao lại oán trách chứ Hàn lập cười hắc hắc, khoát khoát tay về phía thiếu phụ, ra hiệu hãy ngồi xuống nói chuyện. Mà chính hắn cũng đi đến ghế chủ, an nhàn ngồi xuống. Không dám, trên đường vãn bối có nhiều lần không được chu đáo, thực sự có phần bất kính đối với tiền bối. Bạch Vân Hinh vừa nghe vậy, trong lòng hơi buông lỏng nhưng vẫn cẩn thận trả lời, thực sự không dám ngồi xuống ghế lần nữa. Hàn lập thấy bộ dạng cẩn thận như vậy của thiếu phụ cũng không tiếp tục miến cưỡng, trái lại chớp chớp mắt hỏi một câu nhanh như vậy bạch đạo hữu đã đến thăm hẳn không phải chỉ là đến đây nhận lỗi chứ tiền bối minh giám vãn bối đã bẩm báo chuyện của tiền bối với gia tổ phúc thiên hiện tại phụng lệnh lão tổ đặc biệt đến mời tiền bối qua phủ một lần bạch vân hinh trả lời vô cùng ngắn gọn thì ra là phúc thiên đạo hữu cho mời nếu đã như vậy ta nhất định phải gặp một lần mới được được rồi bạch đạo hữu hãy đi trước dẫn đường cho ta hàn lập nghe vậy không hề có bất ngờ gì đồng thời lập tức đồng ý Bạch Vân Hinh nghe xong, trên mặt đương nhiên lộ vẻ mừng rỡ, luôn miệng vâng dạ. Hàn Lập cũng không mang theo Chu Quả Nhi đi cùng, sau khi dặn dò thiếu nữ ở lại lầu Các liền cùng Bạch Vân Hinh đi thẳng ra đại môn. Khi hai người đến gần đại môn khổng lồ của tòa lầu, ở đó đã có một chiếc thú xa do bốn con độc giác mã kéo đứng đợi. Trên đỉnh thú xa có một cây phiên kỳ màu tím, một chữ bạch đen nhánh lờ mờ như ẩn như hiện trên tấm cờ. Dễ nhận thấy đây là xe chuyên dùng để đón khách quý của Bạch gia mà ở hai bên hông của thú xa thì có 16 tên kỵ sĩ mặc giáp đen cưới cự lang song đầu, lẳng lặng chờ ở đây. Tất cả vệ sĩ lẫn ma thú để cưới đó đều được che phủ bởi một lớp giáp màu đen, sau lưng mỗi người đều cắm hai cây cự kiếm, trên người loáng thoáng có một luồng sát khí như ẩn như hiện, song những người này chỉ có tu vi hóa thần kỳ. Hổ sát vệ này là đội quân tinh nhuệ do bạch gia chúng tôi huấn luyện đặc biệt, mỗi một người đều đã từng sinh sống một mình ở những vùng đất hoang vu hơn trăm năm, Chảm sát vô số ma thú, không biết Tiền Bối cảm thấy như thế nào. Bạch Vân Hình vừa thấy Hàn Lập chú ý đến những kỵ sĩ ma tộc này lập tức dịu dàng cười hỏi: "Không tôi, so với tinh nhuệ chính thức của một tòa thành lớn cũng không chênh lệch lắm." Hàn Lập vuốt cầm rồi nói, sau đó liền đi lên thú xa, hai mắt nhắm lại không nói câu nào nữa. Thấy bộ dạng của Hàn Lập như vậy, Bạch Vân Hình cũng không dám hỏi nhiều nữa, cũng theo sau đi lên xe, sau đó dặn dò một tiếng. Ngay lập tức thú sa khổng lồ cấp tốc dọc theo con đường ầm ầm lao về phía trước, còn 16 tên hổ sát vệ thì hối thúc cự lang song đầu bám sát hai bên hông. Dọc đường đi, những ma nhân phổ thông đi trên đường vừa nhìn thấy thú sa khổng lồ cùng ma kỵ mặc giáp đen hai bên liền nhau nhau tránh né, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ kính sợ cùng hâm mộ. Trên đường, thú sa khổng lồ gần như không bị ngăn trở, không ngừng băng băng về phía trước, ước chừng mấy canh giờ sau, cuối cùng cũng dừng lại trước một thành chỉ tương tự như trong thành. Hàn lập đi xuống thú sa sau khi lướt mắt về phía thành trì ở phía xa vài lần trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc thành trì trước mắt đương nhiên chính là nơi ở của bạch gia cả tòa kiến trúc không những là một khối hoàn chỉnh những bức tường ở giữa bóng loáng như ngọc gần như không hề có một kẽ hở đồng thời đá xây nên thành trì màu xám nhạt không phải kim loại cũng chẳng phải là ngọc thạch với kiến thức của hắn cũng không biết thành trì được xây dựng bằng loại tài liệu nào chỉ có điều từ việc xung quanh phảng phất tỏa ra khí thức uy nghiêm đáng sợ xem ra bạch gia cũng có tầng tầng cấm chế, tuyệt đối không đơn giản như thoạt nhìn bên ngoài. Ở phía trước thành chỉ có một cự môn cao hơn trăm trượng, hai bên cạnh có mấy chục bức tượng ma thú không giống nhau sừng sững, hình thành nên một con đường. Mỗi một pho tượng này đều đen tuyền nhưng trông rất sống động, tất cả đều lẳng lặng nằm gục ở nơi này. Mà ở trước đại môn còn có tám tên ma tộc mặc hoàng bào tay không tất sắt, vẻ mặt lạnh lùng canh giữ ở đó. Được Bạch Vân Hinh dẫn đường, dưới sự kinh ngạc của tám tên ma tộc hoàng bào, Hàn Lập Ninh ngang tiến vào đại môn. Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, bên trong một căn phòng có phong cách cổ xưa của thành trì, Hàn Lập đang ngồi trên một chiếc ghế tím, một tay nâng chén trà màu bạc chậm rãi thưởng thức, điềm nhiên như không có việc gì. Trong chén tỏa ra những hương thơm đặc biệt xông thẳng vào mũi, ở gần đó cũng có bốn thị nữ ma tộc cực kỳ xinh đẹp cung kính khoanh tay đứng bên cạnh. Lúc này cũng không thấy bóng dáng của Bạch Vân Hinh đâu, cả gian phòng trở nên yên tĩnh, một âm thanh nhỏ cũng không có. Xong, sau khi Hàn Lập đợi một lát, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp đó bóng người ngoài cửa nhoáng lên, một người từ bên ngoài nhẹ nhàng đi vào. Người này lướt về phía Hàn Lập vài lần, đột nhiên khẽ mỉm cười. Tại hạ là Phúc Thiên cư sĩ, Hàn đạo hữu có thể đích thân đến đây thật sự là việc may của Bạch gia. Các hạ chính là Phúc Thiên lão tổ. Hàn Lập quan sát người phía trước, khóe miệng giật giật vài cái, có phần trợn mắt há hốc mồm. Chương 2052, phiền toái. Người đang đi tới là một thiếu nữ có dáng người cao gầy tuổi chừng 20, tóc màu tím búi cao, trên trán có một chiếc sừng màu trắng, dung mạo đoan chính, nhìn Hàn Lập mà trên mặt vẫn còn vương nét cười. Chân diện mục của vị Bạch gia lão tổ này thật sự làm người khác có chút ngạc nhiên. Sao vậy, chẳng lẽ trước đó Hàn đạo hữu không biết Thiếp thân là con gái sao? Nữ tử tóc tím khẽ cười một tiếng nói với Hàn Lập. Bạch Vân Hinh đạo hữu đúng là chưa cho Hàn Mỗ biết qua việc này, tại hạ có chút thất thố, làm cho tiên tử chê cười rồi. Hàn Lập dù sao cũng không phải người thường, có chút ngạc nhiên rồi lại trở lại bình thường ngay lập tức, nhưng vẻ ngạc nhiên vẫn còn lưu lại trên mắt. Không có gì, việc này cũng không phải thiếp thân lần đầu gặp phải. Dù sao cái tên Phúc Thiên Cư Sĩ đúng là dễ dàng làm cho người khác hiểu lầm. Nhưng xương hô này là bạch ra hơn người đời lão tổ lưu truyền tới nay, cho nên thiếp thân mặc dù ma công đại thành, cũng không nên tùy ý sửa đổi. Nữ tử tóc tím cười nói, nhẹ giọng giải thích hai câu. Lời này làm Hàn Lập chợt hiểu ra mọi chuyện trong một vài gia tộc hoàn toàn có chuyện đem xưng hô cùng chức vị truyền tới đời sau theo một khía cạnh nào đó cũng là tăng cường tính truyền thừa của gia tộc việc này nhìn như giống trò đùa nhưng theo hàn lập biết thì dường như hiệu quả cũng không tệ lúc này nữ tử tóc tím đã ngồi xuống tại chỗ đối diện hàn lập khoát tay một cái lập tức mấy thị nữ đứng xung quanh lui ra khỏi đại sảnh cũng đem đại môn nhẹ nhàng đóng lại nghe tên vãn bối không nên thân của ta nói hàn huynh là một khổ tu chi sĩ nên cũng không có đi lại bên ngoài nhiều như thế cũng khó trách ta lần đầu tiên nghe nói tên tuổi Hàn Đạo Hiếu. Nhưng là ma công của Đạo Hiếu dường như vô cùng tinh xảo, có lẽ cũng đã tiến giai cảnh giới ma tôn khá lâu rồi. Nếu không thiếp thân làm sao lại không nhìn thấu tu vi Đạo Hiếu? Thần niệm nữ tử như có như không quét qua quét lại trên thân Hàn Lập, tinh quang trong đôi mắt dễ thương kia liên tục, miệng hỏi Hàn Lập. Hàn mỗ tu luyện chính là sát lục chi đạo, ưa thích tu luyện tại những vùng đất hoang có nhiều ma thú nên đúng là cùng ngoại nhân tiếp xúc không nhiều, về phần thời gian tiến giai ma tôn đạo hữu đã đoán sai rồi hàn mỗ tiến giai cảnh giới ma tôn mới chỉ mấy trăm năm thời gian mà thôi đạo hữu không cách nào xem thấu tu vi chỉ là do tại hạ tu luyện công pháp có chút đặc thù hàn lập cười hắc hắc nửa thật nửa giả trả lời cùng lúc đó hắn cũng dùng thần niệm quét lên người vị phúc thiên cư sĩ này kết quả là thần niệm như đổ muối xuống biển giống đồng dạng không có kết quả gì cái này lại làm cho hắn hơi dùng mình xem ra nàng này hoặc là trên người có trọng bảo hộ thân, hoặc là công pháp tu luyện có thể che giấu khí tức. Nếu nói đối phương pháp lực bỏ xa hắn thì khả năng không lớn. Dù sao Hàn Lập hiện tại tu vi thâm hậu, gần như các tồn tại cùng giai đã không còn ai có thể hơn hắn. Hắn tuyệt đối không tin, nữ tử trước mắt pháp lực có thể bỏ xa hắn. Sát lục chi đạo, thiếp thân mặc dù đối với loại ma công này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết phạm tu luyện ma công liên quan tới việc giết chóc đều có chiến lực hơn xa đồng đạo. Như thế thiếp thân đúng là đã thất kính rồi." Nữ tử tóc tím nghe xong Hàn Lập nói lập tức cả kinh, trong lòng đã tồn tại nghi hoặc lại thoáng tiêu tan không ít, nhưng trên mặt cũng chỉ hiện ra vẻ vui mừng khó mà phát hiện. Sát lục chi đạo tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng tu luyện quả thực có chút gian nan. Tại hạ tự hỏi chỉ dựa vào chính mình khổ tu một chỗ, cùng chém giết ma thú thì thật không cách nào đột phá bình cảnh trước mắt, nói không chừng lại dẫm chân tại chỗ." Hàn Lập thản nhiên nói, "Thiếp thân tu luyện không phải Sát lục chi đạo." nhưng cũng đang kẹt tại bình cảnh hơn ngàn năm rồi. Ma tôn cảnh giới muốn tinh tiến một chút đều là muôn vàn khó khăn, hơn phân nửa là phải cần thêm cơ duyên mới có thể như ý nguyện. Dường như nữ tử tóc tím bị ngôn từ của Hàn Lập xúc động trong lòng, khẽ thở dài một cái đồng ý nói. Tại hạ nghe qua huyễn khiếu sa mạc là một trong những cấm địa nổi danh của thánh giới, mới tiện đường đến nơi đây, muốn ở trong thành nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian rồi hãy tiến vào sa mạc này ma luyện một phen nếu có thể tìm kiếm một chút cơ duyên ở trong đó thì đúng là không thể tốt hơn. Hàn Lập gật gật đầu, bỗng nhiên chuyển chủ để nói. Bạch gia chúng ta tuy không phải là đại gia tộc, nhưng ở bản địa cũng có một chút thế lực, đối với huyễn khiếu sa mạc cũng có nhiều kiến giải. Đạo hữu nếu có cần gì chi bằng cứ đến đây, ta sẽ phân phó tộc nhân đệ tử, vì đạo hữu cung cấp hết thảy mọi thứ. Nữ tử tóc tím nghe xong lời này, tinh quang trong mắt lóe lên nói. Đạo hữu nói như thế, tại hạ thật đúng là có một chuyện cần bạch ra tương trợ. Hàn lập một tay vỗ nhẹ trên gối, hơi cười cười nói. a, à, đạo hữu có gì cứ nói nghe một chút, chỉ cần bạch ra có đủ khả năng, nhất định sẽ không chối từ. Nữ tử tóc tím thần sắc hơi đổi không chút do dự nói. Nghe nói vô luận thần thông có lớn bao nhiêu, vừa tiến vào huyễn khiếu sa mạc thì đều không thể thúc giục bất cứ độn thuật gì, mà đi bộ qua sa mạc, lại cần tới 5-6 năm, tại hạ tuy rằng muốn ở trong sa mạc tôi luyện một phen, nhưng thực sự không muốn lãng phí nhiều thời gian như thế cho nên có ý định hướng bạch gia mua một đầu bát túc ma tích để cưỡi không biết bạch gia có thể hay không bán cho tại hạ một đầu hàn lập nhìn chằm chằm nữ tử tóc tím trực tiếp nói ra sở cầu của mình bát túc ma tích đạo hữu quả nhiên đưa ra yêu cầu này không dối gạt đạo hữu ta lúc trước đã nghe vân nhi đã từng nói qua việc này nghe xong hàn lập nói như vậy nữ tử tóc tím lại thở dài một hơi sao vậy việc này đã làm cho phúc thiên đạo hữu khó xử sao hàn lập thần sắc không đổi nhưng hai mắt nhíu lại mà hỏi há lại chỉ có khó xử không thôi nếu không phải hàn huynh là một ma tôn cường giả nếu đổi một người khác ở trước mặt ta mà nói như vậy ta đã lập tức hạ lệnh trục khách rồi nữ tử tóc tím lắc đầu nói ta lúc trước cũng từng nghe qua nói bát túc ma tích đối với mấy đại gia tộc ở quý thành là thập phần trọng yếu sẽ không bán ra bên ngoài đạo hữu có thể hay không giải thích nguyên do trong đó cho tại hạ một chút Hàn lập sờ sờ lên cằm, thần sắc không đổi hỏi: "Việc này cũng không phải bí mật, cũng có thể nói được." Nữ tử tóc tím chỉ suy nghĩ một chút, liền sảng khoái đáp ứng. "Giá trị của bát túc ma tích thiếp thân cũng không cần nói. Không chỉ ma hạch, cốt cách, thậm chí toàn thân huyết nhục cũng có thể luyện chế một loại luyện khí đan dược hiếm thấy." Nhưng bằng vào này điểm này còn chưa đủ để mấy đại gia tộc chúng ta đối với nó coi trọng như thế. Hàn đạo hữu nên biết Huyễn giả thành sở dĩ có thể ở chỗ này xây dựng nên chính là do phụ cận nơi này có một chút khoáng sản cùng linh dược. Những vật này bán ra, hàng năm có thể thu lại cho bổn thành nguồn thu cực lớn, đủ để duy trì mấy đại gia tộc chúng ta chi tiêu hàng ngày. Nhưng đạo hữu không biết là bổn thành ở nơi này tu kiến hơn mấy vạn năm, những khoáng sản cùng linh dược kia sớm đã bị khai thác sạch sẽ. Hiện tại đặc sản mà bổn thành cung cấp đều là từ trong chỗ sâu huyễn khiếu sa mạc mới tìm được mạch khoáng cùng dược biên. Tuy rằng nguồn tài nguyên mới này cũng không ít, nhưng muốn khai thác được một cách thuận lợi đem về thành lại phải dựa vào bát túc ma tích mới được nếu không bằng vào sự nguy hiểm trong huyễn khiếu sa mạc thì quả thật là không thể thực hiện dù sao sa mạc này là cấm địa nổi danh thánh giới người bình thường tuyệt khó mà vào trong đấy mấy đại gia tộc coi trọng ma thú này như vậy chính là nó có thể tự nhiên ra vào huyễn khiếu sa mạc mất đi một còn cũng có thể làm cho tiền lời hàng năm của gia tộc giảm đi rất nhiều sự việc như vậy mấy nhà chúng ta làm sao đem bát túc ma tích ra bán đây nữ tử tóc tím từ từ nói ra nguyên do, không có chút nào giấu giếm. Hàn lập nghe xong nhíu mày xuống, cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Nếu là nguyên do khác thì đã có thể xử lý, nhưng đây lại quan hệ tới hương suy của gia tộc, bát túc ma tích này chỉ sợ rất khó dùng phương pháp bình thường để có tới tay rồi. Hàn lập trong nội tâm đánh giá một chút, ánh mắt quét qua nữ tử đối diện một chút, phát hiện đối phương nhìn như thần sắc bình tĩnh, nhưng là ánh mắt như ẩn như hiện vẻ khác thường, lúc này nội tâm khẽ động, khóe miệng liền điểm một nụ cười. Phúc Thiên Đạo Hiếu, mới vừa rồi không có thẳng thừng từ chối tại hạ, hiển nhiên vẫn có thể thương lượng. Đạo Hiếu rốt cuộc như thế nào mới có thể bán ra một đầu bát túc ma tích, Đạo Hiếu đừng ngại cứ nói thẳng đi. Hẳn không phải là việc đề cao giá cả rồi, Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu, Hàn Huynh vẫn là nhìn ra, thiếp thân biết rõ điểm này không cách nào giấu giếm được Đạo Hiếu rồi. Nữ tử tóc tím khẽ giật mình, sau đó miệng hơi bĩu một cái khẽ cười nói. Hàn Lập lại bất động thanh sắc nhìn qua nữ tử đối diện, không nói một lời. Biểu lộ hàn lập như vậy, nữ tử tóc tím không khỏi thu liếm vài phần vui vẻ, sau một phen suy tính, mới có vài phần ngưng trọng nói ra. Nếu là ba năm trước đây, bất luận điều kiện gì, bạch gia chúng ta sẽ không để cho một đầu bát túc ma tích nào lọt ra ngoài. Nhưng là hiện tại cũng không phải không thể thương lượng, bởi vì bạch gia chúng ta hiện tại gặp một chút phiền toái, chính là cần người có thần thông như hàn huynh tương trợ một tay mới có thể giải quyết. Phiền toái, Lão tổ Bạch gia Ma tôn cấp có lẽ không chỉ có mình tiên tử, phiền toái gì có thể làm cho quý gia tộc cũng không cách nào giải quyết. Hàn Lập nghe vậy, biến sắc mặt, nhưng trong miệng khá bình tĩnh hỏi: "Nếu là phiền toái bình thường, thiếp thân cũng sẽ không đề cập với người mới gặp như đạo hữu rồi. Thiếp thân sẽ nói rõ ràng, thật ra Bạch gia chúng ta tại một chỗ mạch khoáng cực kỳ trọng yếu trong Huyễn Khiếu Sa mà có vấn đề lớn. Tài nguyên này mấy năm trước bị một đầu ma thú có thực lực Ma tôn cấp chiếm cứ. Ma thú này cực kỳ thần thông quảng đại, Bằng vào Bạch gia chúng ta thật sự không cách nào đuổi chúng đi, lúc này chỉ có thể mặt dày mời tới vài hảo hữu hỗ trợ. Nhưng nếu Hàn huynh cũng ra tay, khả năng là được việc lại chắc thêm vài phần. Sau khi chuyện thành công, Thiếp thân có thể làm chủ dùng một đầu bát túc ma tích là thù lao cho đạo hữu. Nữ tử tóc tím cười khổ nói, đạo hữu đã mời bao nhiêu ma tôn cấp giúp đỡ rồi. Hàn Lập sau khi nghe, trầm ngâm một lát, mới tỉnh táo hỏi một câu. Đã mời hai người, hơn nữa thêm ta cùng một thái thượng trưởng lão Bạch gia, đến lúc đó tổng cộng sẽ có bốn ma tôn cùng nhau ra tay. Nữ tử tóc tím không chút do dự trả lời, chương 2053, Quảng âm bảo kính. Bốn tên ma tôn đối phó với một con ma thú mà không hề nắm chắc mười phần. Con thú này có lai lịch như thế nào, có thần thông gì? Hàn lập trầm ngâm một lát rồi trịnh trọng hỏi, nói đến thật xấu hổ. Lúc trước thiếp thân từng giao đấu với quái vật này một lần, nhưng cũng chưa hề được nhìn rõ pháp thể của đối phương nó trước sau bị một luồng lục diễm bao vây vào bên trong chỉ có thể nhìn thấy hình dạng đại khái mà thôi chỉ có thể nói đó là một con quái vật giống tê giác nhưng chẳng phải tê giác giống trâu nhưng cũng chẳng phải là trâu về phần thân thông con thú này có hỏa thần thông uy lực lớn đến mức có thể phá không dung hư khi đó thiếp thân không kịp đề phòng thiếu chút nữa bị ma diễm bao vây tiêu sống ngay tại trận nữ tử tóc tím khe cắn môi cung kính trả lời hỏa thần thông nếu vậy có chút phiền phức nếu có thể tu luyện thần thông hỏa diễm đến mức cực hạt, lực tàn phá có thể bỏ xa thần thông của những thuộc tính khác. Chẳng trách đạo hữu lại chịu thiệt thòi như vậy." Hàn Lập chớp mắt rồi thì thào nói, "Hàn huynh không cần phải rát vàng lên mặt thiếp thân, cho dù con thú này không tu luyện thần thông ma diễm, chỉ luận pháp lực hùng hậu thì ta cũng đã không thể so sánh được." Phòng Trừng đã đạt tới giai đoạn ma tôn hậu kỳ đại thành, cho nên bạch gia chỉ có thể tập hợp sức lực của mọi người mới dám xua đuổi con thú này một lần nữa nữ tử tóc tím cười khổ một tiếng rồi trả lời ma thú cấp bậc ma tôn hậu kỳ thảo nào đạo hữu lại cẩn thận như vậy đối với hành động lần này không biết phúc thiên tiên tử có mấy phần nắm chắc chống lại một con ma thú cường đại không rõ sâu con cũng không phải là chuyện đùa không chừng còn có nguy cơ trọng thương hoặc vẫn lạc vẻ mặt hàn lập âm tình bất định hỏi muốn diệt sát một con ma thú như vậy đương nhiên đó là việc gần như không thể nhưng chỉ đánh trọng thương để đuổi đi nếu có bốn người ra tay hẳn là nắm chắc sáu bảy thành nhưng nếu đạo hiếu cũng đồng ý, thiếp thân cảm thấy nắm chắc chừng chín thành. Nữ tử tóc tìm không chút do dự trả lời. Hắc hắc, xem ra tiên tử vô cùng tự tin. Hàn lập không tỏ rõ ý kiến, nhẹ nhàng nói một câu vu vơ. Đó là bởi vì bạch gia có mời đến hai người bạn thâm gia, trừ bỏ việc pháp lực không hề dưới ta. Hơn nữa một người thì tu luyện băng hàn chi lực, người thì sở hữu bảo vật trí âm trí hàn, bằng không thì thiếp thân nào dám huênh hoang trước mặt đạo hữu chứ. Nếu lần hành động này không có hiệu quả, Bạch gia cũng chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ mạch khoáng này. Nữ tử tóc tím thấy bộ dạng Hàn Lập dường như có phần không tin, vội vàng giải thích vài câu. Có đạo hữu có thể khắc chế ma diếm của con thú này cùng đi, cơ hội thành công quả thật tăng lên hai phần. Xem ra Phúc Thiên đạo hữu đã tính toán từ trước, chỉ là Hàn Mỗ còn có một chuyện hy vọng tiên tử giải thích. Hàn Lập khẽ giật mình nhưng trong lòng bỗng nảy ra điều gì đó, chợt hỏi. Nếu Hàn Huynh có thắc mắc cứ việc nói ra, thiếp thân nhất định giải thích toàn bộ nữ tử tóc tím mỉm cười nói ma thú kia đã tuy luyện đến cảnh giới ma tôn hậu kỳ cho dù linh trí ban đầu có thấp nhưng cũng hiểu biết một ít chuyện mới phải vì sao lại vô cớ chiếm giữ mạch khoáng của bạch gia các ngươi hơn nữa bạch gia cực kỳ coi trọng mạch khoáng này thà rằng tiêu phí một cái giá lớn như vậy chứ không muốn từ bỏ không biết nơi này sản sinh loại quặng quý hiếm nào hàn lập bình tĩnh hỏi đó là một mạch khoáng hỏa vân thạch rất lớn hơn nữa chữ lượng hỏa vân thạch đỉnh giai cực kỳ dồi dào đủ để mang đến cho bạch gia chúng ta lợi ích khổng lồ. Thiếp thân sao có thể dễ dàng buông tay được, nữ tử tóc tìm vội vàng giải thích, hỏa vân thạch, chẳng trách được, e rằng con ma thú hậu kỳ này muốn hấp thu toàn bộ chân hỏa chi khí của mạch khoáng để tinh tiến tu vi của bản thân. Hàn lập gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, không sai, cũng chỉ có vài loại ma thú đặc biệt mới có thần thông thiên bẩm có thể trực tiếp hấp thu như vậy. Nếu đổi lại là thánh tộc thông thường làm việc này, cho dù tu vi cao đến đâu cũng sẽ nổ tan xác mà chết nhưng càng như vậy thì càng phải sớm thu hồi cái mạch khoáng này nếu không sau một thời gian không phải là tu vi của con thú này lại tinh tiến mà chính là mạch khoáng trở nên tàn phế chỉ cần đạo hữu bằng lòng ra tay tương trợ vô luận việc này thành hay bại bạch gia không chỉ biếu tặng một con bát tốc ma tích đồng thời hứa sẽ dâng tặng một khoản ma thạch lớn làm thù lao nữ tử tóc tím chấp chấp đôi mắt long lanh hứa hẹn nếu đạo hữu đã có thành ý như vậy hàn mỗ cũng không muốn một mực từ chối nhưng tại hạ còn muốn hỏi rõ một việc mạch khoáng hỏa vân thạch này nằm ở đâu trên nguyễn khiếu sa mạc một lần đi về đại khái cần bao nhiêu thời gian nếu tốn quá nhiều thời gian hàn mỗ cũng không tiện tham gia hàn lập cân nhắc trong chốc lát mới nghiêm mặt nói xin hàn huynh yên tâm khoáng mạch này cũng không cách bản thành quá xa chỉ cần đi sâu vào sa mạc chặng đường hơn một tháng thời gian là có thể đến đó cho dù dọc đường bị trì hoãn thì vừa đi vừa về cũng ba tháng là đủ nữ tử tóc tím chắc mắt vội vàng trả lời nếu đã vậy thì Hàn Mỗ có thể đáp ứng việc này. Nhưng không biết Bạch Gia dự định khởi hành khi nào, Hàn Lập cũng không tiếp tục trần trừ, trực tiếp đồng ý việc xuất thủ. Thiếp thân xin đa tạ Hàn huynh tương trợ, hai người bạn thâm giao của ta đã có một vị đến đây, người còn lại có lẽ cần khoảng thời gian một tháng mới có thể đến bản thành. Chỉ cần tất cả mọi người đến đây, chúng ta lập tức xuất phát. Nữ tử tóc tím nghe vậy hết sức vui mừng, Hàn Lập mỉm cười gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lúc này, nữ tử tóc tím lại lần nữa mời Hàn Lập chuyển đến Bạch Gia, ngỏ ý sẵn lòng cung cấp toàn bộ chi tiêu tu luyện hàng ngày trong khoảng thời gian này, xong lại bị Hàn Lập khéo léo khước từ. Nữ tử tóc tím thấy Hàn Lập đã quyết định nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng, trái lại cùng Hàn Lập thảo luận một vài tâm đắc ở phương diện ma công cùng luyện thể. Đối với việc này Hàn Lập đương nhiên sẽ không từ chối, ngay lập tức cùng nàng mặt đối mặt nói say xưa. Nhưng chẳng bao lâu sau hắn liền sửng sốt, tuy rằng vị phúc thiên cư sĩ ở trước mặt thân là nữ nhân nhưng trên phương diện luyện thể quả là có rất nhiều điểm độc đáo, sau một hồi đàm luận, ngay cả một vài điểm vốn cảm thấy khó khăn của Phạm Thánh chân Ma Công cũng hiểu ra. Đây cũng là chuyện rất hiếm gặp khi hắn cùng tu sĩ hợp thể khác trao đổi ở linh giới. Chỉ có điều sau khi cẩn thận suy nghĩ, Hàn Lập liền bừng tỉnh. Phạm Thánh chân Ma Công của hắn vốn là Ma Công có nguồn gốc từ ma giới. Việc có chỗ tương tự với phương pháp luyện thể và những ma công uyên thâm khác đương nhiên là không có gì đáng ngạc nhiên. Trước đây khi cùng những tu sĩ hợp thể khác trao đổi tâm đắc, tuy rằng không thể nói là không có thu hoạch gì, nhưng ở phương diện luyện thể tự nhiên không thể so sánh được với một tên ma tôn chân chính của ma tộc. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàn Lập đương nhiên cao hứng hơn nữa, bàn luận liên tục hơn nửa ngày. Cũng lúc này, trong lòng nữ tử tóc tím cảm thấy vô cùng kinh hãi. Với trình độ ma công của nàng, đương nhiên có thể cảm thấy lĩnh ngộ của Hàn Lập về thuật luyện thể hơn xa mình, tuyệt đối không phải là một tên ma tôn bình thường việc hắn đáp ứng cùng đi đối phó với con ma thú kia có thể tưởng tượng được mang đến trợ giúp lớn như thế nào với ý nghĩ như vậy nữ tử cảm thấy mừng rỡ trong lòng đương nhiên càng khách sách với hàn lập khi trời dần dần tối hàn lập rốt cuộc đứng dậy cáo từ khoảng thời gian này tự nhiên không đủ cho hai tên cấp bậc hợp thể trao đổi tất cả tâm đắc vì vậy nữ tử tóc tím lại mời hàn lập đến bạch gia trao đổi tâm đắc trong mấy ngày tiếp theo hàn lập cân nhắc qua liền vui vẻ đồng ý lúc này nữ tử mới đích thân dặn bảo kẻ dưới dùng chiếc thú xa kia đưa hàn lập về chỗ ở sau khi thị nữ dẫn hàn lập rời khỏi đại sảnh nữ tử tóc tím một lần nữa ngồi xuống ghế khẽ thu lại nụ cười trên mặt một chút nàng nâng một ly linh trà trên bàn lên sau khi nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm rồi đột nhiên nhíu chân mày nói một câu đại ca huynh cảm thấy người này như thế nào tu vi đã đạt đến cảnh giới nào rồi với thần thông của đại ca cộng với quang âm bảo kính ở bên cạnh hẳn là có thể nhìn ra vài phần sâu cạn chứ ngũ muội muội cũng quá xem trọng vi huynh rồi tiểu tử họ hàn này là một kẻ thâm tàng bất lộ lợi hại hơn xa những gì muội tưởng tượng vừa dứt lời một bức tường của đại sảnh đột nhiên lấp lánh bạch quang rồi biến ảo thành một quầng sáng mờ ảo một bóng người lặng lẽ từ trong bạch quang xuất hiện trên tay cầm một chiếc cổ kính hình lăng trụ đen như mực sau khi bóng người thản nhiên nói xong liền lóe lên một cái rồi xuất hiện trên chiếc ghế lúc trước hàn lập ngồi thong thả ngồi xuống lúc này mới có thể nhìn rõ diện mạo của người này đó là một tên đại hán tóc xoăn, sắc mặt vàng nhạt, thân hình cường tráng, chỉ có điều trên trán cũng có một chiếc sừng ngắn màu trắng lớn hơn một chút so với nữ tử tóc tím. Nhìn dung mạo thì phảng phất có thể thấy được đại hán và nữ tử tóc tím có hai ba phần giống nhau, dễ nhận thấy chính là một tên ma tôn khác mà bạch ra che giấu. Thế nào, đại ca có quảng âm kính tương trợ vậy mà cũng không có cách nào nhìn thấu cảnh giới tu vị của người nọ sao? Nữ tử tóc tím dùng mình, nghiêm mặt hỏi đại hán. Muội cũng biết đấy, tuy quảng âm bảo kính là do một khối thiên địa băng linh luyện hóa mà thành nhưng nếu đụng phải người cũng có bảo vật trí âm hộ thân hoặc là tu luyện công pháp trí hàn hiệu dụng thật sự sẽ giảm mạnh ngoài ra thần niệm của người này dường như cũng cực kỳ cường đại ban nãy khi ta làm phép quá nửa là đã bị hắn nhận ra chẳng qua giả vờ không biết mà thôi đại hán thở dài một hơi vẻ mặt trở nên âm trầm cái gì người này đã phát hiện sự tồn tại của đại ca điều này thật có chút phiền phức lần sau chỉ sợ phải giải thích sơ qua cho hắn một chút. Nhưng huynh trưởng mượn sức mạnh của bảo kính, thật sự không mảy may phát hiện được gì sao. Nữ tử nhíu mày hỏi, hắc hắc, giải thích, điều này căn bản không cần thiết, nếu lúc trước người này đã không có phản ứng gì, muội cứ giả vờ như không biết là được, nhiều nhất thì lần sau khi gặp hắn, ta sẽ không tiếp tục đứng bên cạnh thăm dò. Thời gian họ hàn này dừng lại ở huyễn giả thành cũng không dài, chỉ là một người khách qua đường, chúng ta cũng không cần tốn quá nhiều sức lực để lôi kéo. Về phần phát hiện được gì, quảng âm bảo kính của ta cũng không phải là hữu danh vô thực, đương nhiên phát hiện được vài điều. Vi huynh phóng thích cái này để muội xem thử. Đại hán cười khách khách, ngón tay nâng chiếc cổ kính hình lăng trụ vừa động đậy, bảo kính lập tức hóa thành một luồng hắc quang bay vọt lên, sau khi lóe lên một cái liền lơ lửng bất động trên không trung giữa hai người. Tiếp đó, đại hán một tay kết quyết, tay kia thì hướng về phía hắc quang ở xa xa, đồng thời trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Trong chớp mắt, quả cầu hắc quang liên tục lóe sáng bên trong hào quang ngũ sắc, một hình ảnh vô cùng rõ nét từ từ hiện ra. Chương 2054, Nhất Tiến Nguyễn Khiếu. Hình ảnh hiện lên rõ ràng là Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn trong đại sảnh yên lặng không chút thanh âm, trong bảo kính thân ảnh Hàn Lập trông rất sống động, phảng phất như thời gian đảo ngược tái diễn lại sự việc một lần. Lúc này, đại hán lại nói với nữ tử tóc tím một câu xem được rồi, theo ngón tay của đại hán ảnh hư không điểm ra, một điểm hắc mang bắn ra tức thì lóe lên chui vào trong quang đoàn, sau một khắc, Hàn Lập trong bảo kính đột nhiên ngoài thân như toát ra một tầng quang diễm, tầng ngoài cùng là một tầng sáng màu đen như mực, tầng bên trong thì là một tầng sáng màu vàng tím, ở bên trong nữa thì chỉ thấy mảng tối tăm mờ mịt, màu sắc hỗn độn không thể nào phân biệt ra cái gì. Ô, đây là cái gì? Nữ tử tóc tím vừa thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cả kinh nhẹ kêu lên. Ha ha, đây là quảng âm cảnh bí thuật, ngũ muội cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này giúp ta xem được chủ tu công pháp của Hàn Tiểu Tử, đúng là có chút đặc thù, tầng ngoài cùng màu đen, nghĩa là chân ma chi khí thuần khiết nhất của thánh giới chúng ta, cái này rất bình thường, hắn nếu không có tầng hắc quang này, ta lại còn hoài nghi hắn không phải là người thánh giới chúng ta. Về phần bên trong có một tầng sáng vàng tím thì xem ra người này còn tu luyện một môn ma công luyện thể khó lường, hơn nữa đã tu luyện đến cực hạn, hình như rất nhanh sẽ tiến tới cảnh giới tử tủy kim cốt trong truyền thuyết. Nhưng mà cái này lại khó có khả năng, đem thân thể tu luyện tới cường đại như thế, Trừ vài thánh tổ tiền bối thì Vi huynh còn chưa nghe nói có ai có thể đạt tới. Đại Hán chỉ vào mấy tầng quang diễm trên thân Hàn Lập, lại ngưng trọng nói: "Từ Tùy Kim Cốt, người này thân thể thực là cường đại đến trình độ như vậy sao? Không phải là Quảng Âm bảo kính xảy ra sai lầm gì đấy chứ?" Nữ tử tóc tím sắc mặt đại biến, khó có thể tin lắc đầu liên tục. "Chắc là không sai, tuy nhiên Quảng Âm bảo kính đối với người này hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng vẫn có thể xem xét đơn giản phần nào." sẽ không xuất hiện sai lầm quá lớn đâu. Huống chi, người này vẫn chỉ là tiếp cận tầng cảnh giới kia mà thôi, nếu không tầng chân ma chi khí ngoài cùng căn bản sẽ không tồn tại trong kính, mà sẽ ẩn toàn bộ trong cơ thể, sẽ không tiết ra ngoài chút nào. Đại Hán thở dài một hơi nói, nhưng nếu như vậy, sợ rằng người này chỉ bằng thân thể cũng đủ để đấu với ma tôn bình thường. Vậy tầng sáng màu xám trên người hắn kia là cái gì thế, không phải còn tu luyện một môn thần thông cũng lợi lại như vậy chứ? Nữ tử tóc tìm ánh mắt hướng vào trong hư không nơi có hình ảnh hàn lập nhìn một cái, lại hỏi một câu. Quần sáng màu xám có ý nghĩa là ngay cả quảng âm bảo kính cũng không thể dò xét ra cái gì nữa rồi, thiết nghĩ tuyệt đối không phải là bình thường. Có thể xem xét đến như thế này cũng đã là cực hạn của ta rồi. Nếu vừa rồi rót vào trong kính thêm nhiều pháp lực nữa thì chỉ sợ đã đắc tội người này rồi. Làm vậy thật là lợi bất cập hại, nhưng người này có thể phát hiện ra ta bên trong cấm chế, cũng nói rõ thần niệm hắn mạnh tới như thế nào. Đại hán nghiêm sắc mặt trả lời, thân thể cường hoành, quảng âm bảo kính không cách nào xem xét được thần thông, thần niệm lại còn cường đại dị thường. Nói như vậy, tại huyến giả thành chúng ta thật đúng là đã mọc ra một yêu nghiệt rồi. Cũng may, hắn hình như cũng không có ý ở chỗ này lâu, hơn nữa bạch gia còn có mối quan hệ với hắn. Bởi vậy chẳng những không có trở ngại gì, mà việc giải quyết đầu ma thú kia lại càng không có vấn đề nữ tử tóc tím sắc mặt âm trầm bất định nghĩ một lát, mới cười khổ một tiếng nói theo phương diện này mà nói thì đúng là một tin tức tốt. Người này bạch ra chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội, nhưng cũng không cần lôi kéo hắn. Người này thực lực thâm bất khả chắc như thế, không phải là người gia tộc chúng ta có thể dung nạp được. Ngũ muội muội cùng người này tiếp xúc cần cẩn thận một chút. Đại hán nghiêm túc nói ra, điểm ấy, tiểu muội tự nhiên biết rõ. Nữ tử đôi mắt dễ thương hơi chấp chấp, nhẹ nhàng gật đầu. Cùng lúc đó, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi ở trong thú xa, tay vuốt ve một quả tinh cầu màu trắng, trên mặt lộ ra vẻ cười mà không phải cười. Bỗng nhiên bên ngoài thân hắn khí đen bốc lên, một tầng sáng màu đen từ trên người tỏa ra không chung, đem hư không trong vòng mấy trượng tất cả đều bao phủ trong đó. Một ngón tay của hắn điểm một chỉ vào giữa hai đầu lông mày, cũng cầm tinh cầu trong tay ném tới phái trước. Phốc phốc một tiếng, hai đầu lông mày hắc quang chớp động, con mắt thứ ba yêu mục màu đen thoáng cái hiện ra, một tia sáng màu vàng từ đó phun ra, vừa vặn đánh chúng vào khỏa tinh cầu màu trắng đang bay trên không trung kia. Sau một khắc, tinh cầu màu trắng thoáng một cái trở nên vàng trói linh quang hơi tránh về sau từ đó cũng liền phun ra một màn sáng màu vàng màn sáng vốn là một mảng mơ hồ không rõ tùy theo bạch quang lóe lên mà hiện ra một lang hình cổ kính trong đó liền thấy một bóng nhân ảnh cao hơn một trường đúng là đại hán tóc vàng nhạt của bạch gia hư ảnh đại hán không nhúc nhích một tay bấm niệm pháp quyết một tay làm ra một động tác giống như đánh pháp quyết vào trong cổ kính hàn lập lẳng lặng đánh giá hư ảnh đại hán vài lần khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt trong tay pháp quyết vừa thu lại, yêu mục màu đen giữa hai đầu lông mày lập tức lóe lên rồi biến mất. Vị ma tôn của bạch gia này tại thời điểm hắn trốn trong cấm chế thi triển bí thuật dò xét, hàn lập bằng vào thần niệm mạnh mẽ cơ hồ lập tức cảm ứng được hắn tồn tại, cũng bất động thanh sắc thi triển bí thuật đối với hắn dò xét một phen. Phát hiện người này cũng là một gã ma tôn, hơn nữa chỉ có tu vi trung kỳ, nên hàn lập cũng không để ý tới nữa. Bằng vào công pháp phạm thánh chân ma công ẩn chứa ma khí cùng ngụy ma châu, ngoại trừ ở trước mặt vài thánh tổ thâm bất khả chắc thì có thể sẽ lộ ra chút ít chân tướng, còn đối với ma giới ma tộc bình thường tự nhiên sẽ không lo lắng gì. Tinh cầu một tiếng trầm đục về sau, tự khôi phục trước kia óng ánh sáng long lanh, cùng lúc đó, đại hán hư ảnh cũng im ắng vỡ tan tán loạn. Đầy đủ mọi thứ đều tại mấy hơi thở ở giữa công phu tự khôi phục nếu như trừ, phảng phất lúc trước thi pháp căn bản là không tồn tại bình thường. Lúc này, Hàn Lập lại nhắm lại hai mắt, mặt không đổi kinh hãi ngồi xuống nhập định rồi. Những ngày tiếp theo, Hàn Lập mỗi ngày đều ở trong chiếc thú xe khổng lồ đi tới Bạch Gia một chuyến, cùng vị nữ tử tóc tím kia trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Hai người lúc bắt đầu bàn tới luyện thể thuật cùng ma công bình thường, sau đó thậm chí đàm luận đến một ít bí thuật kỳ công kinh người. Cái này làm cho cả hai đều được ích lợi không nhỏ. Mà trong lúc này, Hàn Lập cũng bỏ công tìm kiếm một phen, cuối cùng cũng xác định được lũng ra lão tổ cùng đám người linh tộc thánh linh kia không có ai đến huyễn dạ thành, hắn là người đầu tiên đến nơi đây. Cái này lại làm cho Hàn Lập có chút buồn bực, không biết những người khác là ở trên đường gặp phiền toái, hay là có chuyện gì làm chậm trễ. Bất quá hắn đối với việc này cũng không lo lắng nhiều. Dù sao đám người lũng ra lão tổ hay đám người thánh linh kia đều không phải là tồn tại hợp thể bình thường, dù là bại lộ thân phận bị vài tên ma tôn vây giết, cũng không địch lại vẫn có thừa khả năng bỏ trốn, không thể xảy ra chuyện vẫn lạc đơn giản như vậy. Ngược lại sự tình về bát tốc ma tích, thật đúng là có chút khó giải quyết hắn tuy rằng có thể tới bạch gia tìm được một đầu nhưng những người khác muốn tìm được cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi bất quá đám người lúng gia lão tổ là quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm lão nghĩ tới những chuyện này cũng có thể tự mình giải quyết được hắn chỉ cần kết thúc việc ở bạch gia chắc rằng sẽ có người đến nhưng là trong lúc này hai đại gia tộc khác của huyễn giả thành cũng trước sau đã biết vị hàn lập ma tôn này đều phái người đưa thiếp mời tới gặp mặt cũng lúc đó hàn lập lại nhẹ nhàng cự tuyệt nhưng nửa tháng sau hắn lại tham gia điển lễ tế tổ của triệu gia tại điển lễ hắn gặp được người triệu gia đó là một gã thái thượng trưởng lão cấp ma tôn cũng làm làm quen một chút vị triệu gia ma tộc này là một lão giả dáng người thấp bé gầy gò khi biết hàn lập chỉ là đi ngang qua thành cũng không cố gắng lưu lại nữa chỉ thở dài một hơi rồi thần sắc lại trở nên nhiệt tình đối phương tại sao lại trở nên như thế hàn lập tự nhiên biết rõ nhẹ nhàng nói chuyện một vài câu rồi ung dung rời khỏi triệu gia sau khi từ triệu gia trở về Hàn Lập cũng không hề đến Bạch Gia nữa. Qua tầm 10 ngày sau, nữ tử tóc tím lại tự mình đến tìm hắn. Nàng này đến thông báo rằng mấy bằng hiếu kia của Bạch Gia rốt cục đã đến, quyết định hai ngày sau liền lên đường đi huyễn khiếu sa mạc, đi khu trục đầu ma thú cấp ma tôn kia, hỏi Hàn Lập xem có vấn đề gì không. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến gì khác, một lời liền đáp ứng. Nữ tử tóc tím đại hỉ, không ngất lời cảm ơn liền cáo từ rời đi. Trong vòng hai ngày này, Hàn Lập cũng chỉ ra ngoài một lần, còn lại là ngồi đả tỏa trên tầng cao nhất của lầu các, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn cũng không cho rằng một đầu ma thú ma tôn cấp thật có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng cũng không muốn vì chủ quan mà xảy ra việc lật thuyền trong mương. Hai ngày sau, Hàn Lập dẫn dò chu quả nhi một phen, sau đó an vị trên thú xe thẳng đến cửa thành Nguyễn Giả dạ Thành mà chạy như bay. Mấy canh giờ sau, ở cửa thành bên ngoài trên một sườn đất, Hàn Lập rốt cuộc gặp được đám người bạch gia ở đây ngoại trừ nữ tử tóc tím cùng đại hán kia còn có hai gã ma tộc tôn giả gương mặt lạ lẫm cùng với sáu tên ma tộc luyện hư cấp bất ngờ là bạch vân Hình cũng ở trong đó nữ tử tóc tím vẻ mặt tươi cười nhìn hàn lập đang tiến đến liền hướng hàn lập giới thiệu đại hán cùng hai hảo hữu ma tộc khác đã đáp ứng lời mời lúc này hàn lập mới biết được đại hán tóc vàng tên là bạch giao nữ tử tóc tím xưng hô với đại hán đó là đại ca hai gã ma tôn còn lại một kẻ không nói tên thật lại tự xưng là long thiên quân là một vị dáng người tròn vo mập mạp dị thường một thân tầng tầng lớp lớp toàn mỡ, hai con mắt hiếp lại thành hai cái khe hẹp, người khác vừa nhìn thấy liền liên tưởng đến một con heo trắng mập mạp, thật sự nếu chỉ nghe danh xưng của hắn thì khó mà nghĩ tới người được. Một gã khác gọi là Hàn Kỳ Tử, là một vị trung niên nam tử trên mặt mang mặt nạ quỷ màu xanh lá, dáng người bình thường, toàn thân nhẹ nhẹ tản ra hàn khí màu trắng, làm cho người bên cạnh cảm thấy giống như một khối băng hàn lạnh thấu xương. Đại hán tóc vàng đối với Hàn Lập phi thường khách khí, tựa hồ vô cùng nể trọng. Mập mạp kia tuy cùng Hàn Lập nói vài câu, dáng vẻ mặt ngoài thì cười nói nhưng trong lòng khinh thường. Về phần vị Hàn kỳ tử kia đối mặt với Hàn Lập lại không nói một lời, phảng phất thật sự là do Hàn băng biến thành. Hàn Lập đối mặt với ba người này, thần sắc như một, hàm hồ nói vài câu rồi cũng không nói thêm gì nữa. Vì vậy chỉ sau một lát, Bạch Gia Đại Hán mời một tiếng, lập tức mọi người thúc giục độn quang, hướng phương hướng huyễn khiếu sa mạc phi độn mà đi chương 2055, vô đề. Sau khi bay ước chừng trăm vạn dặm, phía tận cùng nơi chân trời hiện ra một điểm đen. Nhưng khi lại gần một chút thì phát hiện nó là một mảnh sa mạc rộng vô biên do vô số đất cát màu xám hợp lại tạo thành. Đây chính là huyễn khiếu sa mạc tiếng tăm lừng lẫy tại ma giới. Hàn lập tại trong độn quang hai mắt nheo lại, trong mắt lam mang chấp động hướng phía xa quan sát một chút. Chỉ thấy sa mạc màu xám không thể nào nhìn ra điểm cuối, ngoại trừ sát biên giới ra có một ít thưa thất cây bụi thấp bé thì không thấy một ngọn cỏ. Trừ màu sắc bên ngoài có chút quái dị thì các điểm khác cùng sa mạc bình thường cũng không có gì khác biệt. Có điều trên bầu trời tại sa mạc này lại âm u một mảnh, trải rộng những đám mây đen vàng nhỏ. So với trên không trung bên ngoài sa mạc tuy rằng chỉ là một đường phân cách nhưng lại giống như là hai cái thế giới. Lúc cách sa mạc còn hơn 10 dặm, đại hán tóc vàng liền dẫn đầu hướng bên dưới hạ xuống, đột quang chợt tắt xuất hiện tại phụ cận trên mặt đất. Những người khác tự nhiên theo sau hạ xuống, đi thêm về phía trước, độn quang của chúng ta sẽ có thể mất hiệu lực, vậy nên lộ trình sau này chỉ có thể thông qua bát túc ma tích mà đi. Trước tiên ta nói cho các vị đạo hữu được rõ, bát túc ma tích của Bạch gia chẳng qua cũng chỉ có 30 con, mỗi một con đều quý hiếm dị thường, chuyến này một lần lấy ra 11 con đã là cực hạn. Hy vọng mấy vị đạo hữu trên đường đi chăm sóc cho chúng một chút, vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm, trước tiên đem bọn chúng thu vào trong linh thú hoàn, đừng để bọn chúng bị thương đại hán tóc vàng hướng ba người hàn lập chợt ôm quyền nói. Ha ha, Bạch Huynh cứ việc yên tâm, tầm quan trọng của bát túc ma tích đối với mấy nhà các ngươi chúng ta làm sao lại không biết, tuyệt đối sẽ không để cho bọn chúng bị tổn thương mảy may. Có điều chuyến đi này còn mang mấy tên tiểu gia hỏa đồng hành là ý gì, thậm chí còn không tiếc cầm ra nhiều hơn mấy con ma tích. Tên béo Loan Long Thiên Quân ha ha cười nhẹ lại có một ít kỳ quái hỏi. Loan Long đạo hiếu có điều không biết, sáu người bọn chúng tu luyện có một bộ trận pháp liên thủ, dưới sự hợp lực cũng miễn cưỡng sánh ngang cùng một tên sơ kỳ ma tôn, mang theo bọn chúng cũng có chút tác dụng, tóc tím nữ tử mỉm cười giải thích một tiếng, thì ra là thế, như thế tại hạ có chút lỡ lời. Mớ thịt béo trên mặt Loan Long Thiên Quân thoáng rung động gật gật đầu. Hai mắt phía trên mặt nạ của Hàn Kỳ Tử Quang mang chợt lóe, tuy rằng một mực không nói cái gì, hiển nhiên cũng không có ý kiến gì. Về phần Hàn Lập, cũng chỉ nhếch miệng khe khẽ mỉm cười mà thôi, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ xem trên đường có nên cướp mấy con ma tích này tới tay hay không. Có điều ý nghĩ này chỉ là chợt lóe liền bị hắn bỏ qua. Tuy rằng hắn có đối với thần thông của chính mình chút tự tin, nhưng muốn cùng lúc đối mặt với bốn tên ma tộc tôn giả không biết sâu cạn thế nào vẫn có chút quá mạo hiểm. Dù sao nếu đánh bại mấy người bọn họ thì quá dễ dàng nhưng nếu muốn đánh chết không còn người nào thì tuyệt không thể nào. Hơn thế nữa cho dù hắn có thể làm được việc này thì số lượng ma tích này vẫn không đủ để đoàn người bọn hắn sử dụng, ngược lại sẽ làm kinh động mấy đại gia tộc ở huyện giả dạ thành, rất dễ đưa tới những cường địch khác, thậm chí đại địch cấp bậc thánh tổ. Hàn lập sau khi cân nhắc lợi hại liền đem tâm tư khác trong lòng bỏ xuống. Lúc này, tóc tím như tử cổ tay run lên, ngay lập tức một cái viên hoàn màu xanh gào thét bay ra, một cái chấp động bên dưới, từ đó phun ra một mảnh quang hà năm màu, trên mặt đất trượt cuộn sau đó hiện ra 11 con ma thú to lớn dài 5 trượng, cao 2 trượng. Những con ma thú này vừa thấy thì mỗi một con cũng đều giống như thằn lằn phóng lớn gấp 10 lần trở lên, nhưng toàn thân trải đầy lân phiến màu đen, dưới bụng còn có 8 cái chân độc nhất vô nhị thoạt nhìn thực sự là dữ tợn dị thường. Tại trên những ma tích này còn có một yên ngồi lấp lánh màu bạc, cho thấy bọn chúng là ma thú đã được thuần phục từ lâu. Đây chính là bát túc ma tích, mỗi một con phát ra khí tức cũng chỉ là trên dưới kim đan kỳ, ngoài ra cũng nhìn không ra có chỗ nào quá đặc thù hàn lập ánh mắt ngưng tụ nhìn những con ma thú này trên thân chúng quét qua trong lòng âm thầm có một ít kinh ngạc nghĩ nói tại tóc vàng đại hán sau khi giới thiệu qua một tiếng đám người hàn lập mỗi người cũng đều được phân một con ma tích cùng một khối khu thú bài hàn lập thân hình khẽ động bên dưới liền một cái rung động xuất hiện tại trên lưng ma tích của chính mình hơi chút cúi đầu nhìn lướt qua cái yên màu bạc mặt ngoài có khắc một ít ma văn đơn giản đồng thời được thiết kế vô cùng thoải mái hàn lập khóe miệng vểnh lên cầm thú bài trong tay nhắm ngay ma thú dưới thân hơi chút rung động bên dưới fox suy một tiếng một đạo ngân mang từ đó bắn ra mà ra đồng thời chợt lóe tức thì chìm vào trong thân thể ma thú ma tích sau khi gầm nhẹ một tiếng lập tức hướng về phía trước mà chạy tuy rằng tốc độ ban đầu chẳng hề tính nhanh thế nhưng tám chân cùng hoạt động lại bình ổn dị thường hàn lập lại không hề có cảm giác sóc này mảy may lúc này đám người tóc vàng đại hán đã sớm đi trước một bước hơn 10 đầu ma thú xếp thành một đường hướng sa mạc mà đi. Khoảng cách hơn 10 dặm tự nhiên không lâu sau liền đến. Tóc vàng đại hán sau khi cưới thú thâm nhập vào sa mạc, ngay lập tức từng trận cát bụi từ mặt cuồn cuộn mà đến, mà lúc này cái yên màu bạc trên lưng những ma tích này ngân quang chợt lóe, sinh ra một tầng óng ánh màu trắng màn sáng đem người phía trên toàn bộ đều bao bọc vào trong đó. Bão cát đánh vào bên trên màn sáng lập tức vô thanh vô tức từ hai bên chợt mà qua, mảy may không cách nào ảnh hưởng đến người bên trong màn sáng. Nhưng những cái này không có làm cho Hàn Lập chú ý nhiều, làm hắn chú ý chính là, bát túc ma tích sau khi vừa tiến vào sa mạc, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần trở lên, khả năng chạy so với tuấn mã bình thường còn phải nhanh hơn mấy phần. Lúc này từ bên trên thân thể đồ sộ của ma tích phát tán ra một cỗ dao động khác thường lưu chuyển không ngừng, lại từ từ hấp thu năng lượng cực nóng trong sa mạc. Mà khoảnh khắc Hàn Lập vừa tiến vào sa mạc màu xám, liền lập tức cảm thấy một cỗ dị lực khó hiểu phủ xuống trên thân, trong cơ thể pháp lực liền áp chế hơn chín thành, trong hư không càng ngày càng tràn ngập một loại thiên địa năng lượng cực kỳ hỗn tạp và đồng thời bài xích ma khí cùng linh khí làm cho hai loại thiên địa năng lượng này trên mặt cát trở nên mỏng manh dị thường huyễn khiếu sa mạc này được xưng là một trong các cấm địa của ma giới quả nhiên là danh bất hư truyền hàn lập lặng lẽ cảm ứng ma tích cùng sự biến hóa của bản thân trong lòng thầm giật mình có điều tóc vàng đại hán cùng đám người bạch đối với tất cả chuyện này không biểu lộ mảy may khác thường hiển nhiên từ lâu đã tập mãi thành quen bọn họ thúc động ma tích sau khi xác định chính xác phương hướng liền một đường hướng sa mạc ở sâu trong bay nhanh mà đi. Hơn 10 ngày sau, tại bên trên một cái cồn cát to lớn. Hàn lập, tóc vàng đại hán, tóc tím nữ tử cùng những người liên can bị một đám bò cạp toàn thân xanh ngắt lớn chừng một thước bao vây. Những bò cạp ma này trong miệng phát ra tiếng kêu vụt vụt quỷ dị, từ cái đuôi cong bên trên phun ra từng đạo chất độc màu xanh, từ bốn phương tám hướng hướng đám người hàn lập kích bắn mà đi. Nhưng hàn lập, loan long thiên quân, hàn kỳ tử cùng đám hợp thể tồn tại, chỉ là đứng tại cồn cát bên trên vẫn không nhúc nhích, mà lại là do Bạch Vân Hinh cùng 6 tên luyện hư đứng tại nơi sát biên giới, mỗi người thúc động mấy kiện ma khí ở bên trong đàn bò cạp tàn sát không thôi. Tuy rằng pháp lực trên thân hơn nửa đã bị áp chế nhưng những ma thú bò cạp tự nhiên vẫn là căn bản không cách nào làm khó đám người Bạch Vân Hinh. Dưới từng trận ma khí cuồn cuộn cùng quanh linh mang bạo liệt, lượng lớn ma thú bò ma thú biến thành cho bụi, căn bản không cách nào đến gần đám người Hàn Lập một bước. Nửa tháng sau, bọn họ đang nhanh chóng tiến vào sa mạc thì con ma tích đi đầu đột nhiên tám chân liền ngừng tại chỗ cũ, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh gầm nhẹ. Tóc vàng đại hán cưới ở trên thân nó nhướng mày, bỗng nhiên một tay dương lên hướng trên hư không bên ngoài mấy chục trượng của cắt địa một kích phát. Oanh một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, phía trước cắt địa một chút bạo liệt mà ra, hiện ra một cái hố lớn đường kính gần 10 trượng, đồng thời vô số bụi cát bay ngập trời. Một lát sau, tại một chỗ của cắt địa hiện ra một con cự mãng màu vàng dài 5-60 trượng, há cái miệng rộng như cái chậu máu lao thẳng đến chỗ đại hán. Mắt thấy cảnh này, đám người Bạch Vân hinh sắc mặt liền biến đổi. Mà tóc tím nữ tử, Loan Long Thiên Quân và Liên Quan Ma Tôn thấy cảnh này lại không có chút dị sắc nào. Chỉ có đại hán tóc vàng dẫn đầu chân mày nhăn lại một chút, đồng thời thở dài một hơi tự nói một câu. Thật là phiền toái, không ngờ lại gặp phải Sa Kim Mãng, thứ này không phải là cái mà mấy tiểu tử kia có thể đối phó. Có lẽ ta chỉ có thể hao phí một ít pháp lực, tự mình ra tay một chút. Đại hán vừa nói xong, một tay trượt cuộn tròn, trong tay hắc khí lăn một vòng, hiện ra một cái viên hoàn đen thui, đồng thời hướng cự mãng run lên đánh tới. Viên hoàn phút chốc liền phát ra tiếng rít lên, tiếp theo quang mang chợt bành trướng ra, lại một chút hóa thành to lớn đến mấy trượng, đồng thời một cái rung động bên dưới, ở trong hư không một chút biến mất không thấy. Mà lúc này, đại hán nhanh chóng hướng cự mãng điểm một chỉ. Ngay lập tức tại chỗ bảy tấc của cự mãng bỗng nhiên hắc mang chấp động, cử hoàn một cái mơ hồ quỷ dị hiển hiện mà ra, đồng thời không chút khách khí mà siết chặt lại. Vốn là cự mãng khí thế hùng hổ lập tức phát ra một tiếng gào thét từ trên không trung mà rơi xuống, thân hình khổng lồ lăn lộn điên cuồng trên mặt cát giường như vô cùng thống khổ. Tóc vàng đại hán thấy như vậy lại cười lạnh một tiếng, một tay thúc giục pháp quyết, mặt ngoài của cự hoàn sau khi tinh quang lưu chuyển một trận lại đột nhiên co rút lại thành bàn một cái tay lớn nhỏ. Một cỗ máu đen chợt phun cao đến mấy trượng, cái đầu của cự mãng ngay lập tức theo tiếng ngã nhào mà rơi xuống ở bên dưới đất cát, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Nhưng tóc vàng đại hán còn không có dừng tay, không chút do so dự lại há miệng một cái, ngay lập tức một đoàn ma diễm đỏ sẫm phun mà ra, vừa vặn đánh lên tàn thi của cự mãng. Sau một tiếng trầm đục, cuồn cuộn xích diễm cháy bốc lên đem tàn thi của cự mãng trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Trong quá trình đánh chết cự mãng, tàn hồn của nó gào thét một tiếng từ trong thi thể lao ra muốn bỏ trốn mất dạng, thế nhưng bị ma diễm bao vây lại liền biến mất không còn dấu vết. Bạch huynh thật là hào thủ đoạn, con sa kim mãng này sợ rằng đã có thực lực luyện hư hậu kỳ thế mà ngay một kích của đạo hữu cũng đều không thể tiếp được. Hàn lập lúc này đã thúc động ma tích đi đến bên cạnh đại hán, quét qua nhìn cái hố lớn phía xa bỗng nhiên cười nhẹ nói. Hàn huynh nói đùa. Loại ma thú này có lẽ đối với đám vân hình chút khó giải quyết nhưng đối với chúng ta mà nói lại không tính là cái gì. Nếu là gặp phải tam đại ma hại của huyễn khiếu sa mạc lão phu chỉ sợ cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng mà thôi. Đại hán lại lắc đầu cười khổ một tiếng. Tam ma hải, hàn lập nghe vậy, ánh mắt chợt lóe dường như có một ít thấy hứng thú. Sao vậy, đạo hữu đối điều này không biết sao. Đại hán nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc. Tại hạ thật không phải là một chút cũng không biết, thế nhưng nghe nói có một ít mơ hồ. Hiện tại thấy đạo hữu là ma tôn mà cũng sợ hãi như vậy thì cảm thấy có chút bất ngờ. Hàn Lập sờ sờ cầm, bình tĩnh trả lời. Chương 2056, huyết nha mễ. Ta cho rằng chẳng qua là đạo hữu không để trong lòng thôi. Nhưng cái gọi là tam thiên ma hại này đúng là không thể coi thường. Từ nay nếu Hàn Huynh muốn băng qua sa mạc đừng nên coi thường bọn chúng. Tam thiên ma hại theo thứ tự là lạc hồn phong, yên xa cùng nguyễn khiếu ma lang, điểm này hẳn là đạo hữu đã biết rồi. Nhưng mối nguy của ba loài này lại hoàn toàn khác nhau. Trong đó huyễn khiếu ma lang trưởng thành chỉ có tu vi luyện hư thường hoạt động theo bầy đàn, trong một bầy ít nhất cũng có bảy tám con ma lang trưởng thành có đánh tan được bọn chúng thì nguyên khí cũng đại thương. Nhưng với trường hợp của đạo hữu thì mối nguy này lại không phải là uy hiếp lớn nhất. Bởi vì dù huyễn khiếu ma lang tốc độ trong sa mạc như gió cuốn nhưng nếu so với bát túc ma tích thì vẫn chậm hơn khá nhiều, chỉ cần nó phát hiện nguy hiểm sẽ chạy rất xa. Đương nhiên nếu hàn huynh cưỡi bát túc ma tích thì đó lại là tình cảnh khác. Còn về yên xa với lạc hồn phong ở trong huyễn khiếu sa mà có nguy hiểm như nhau đấy. Đại hán tóc vàng chậm rãi giải, thích, Hàn Lập đã hiểu rõ một phần trong những điều mà đại hán nói, nhưng hắn vẫn đang mỉm cười ngưng thần nghe kỹ. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập đang ngồi trên ma si nhắm mắt dưỡng thần, bỗng thần sắc động đậy hai mắt đột ngột mở ra một quang trực tiếp nhìn sâu vào trong trận báo cát mờ mịt. Ở ngoài mười dặm ẩn ẩn có một vòng lục sắc, rồi một khắc sau đó, âm thanh êm tai của nữ tử tóc tím bỗng nhiên vang lên ở phía trước chư vị đạo hiếu phía trước là ốc đảo ngân xuyên nơi đó có một cứ điểm của bạch gia chúng ta chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị một chút rồi hãy đi khu trục đầu ma thú kia mạch khoáng chỉ cách ốc đảo nửa ngày lộ trình thôi hay lắm cả tháng nay bổn thiên quân đều ngồi trên ma thú thật sự đã chán lắm rồi đến đó ta phải xả hơi nhiều một chút tiện thể ăn một bữa cơm no rồi nói sau bạch huynh chuyện ngươi đã đồng ý trước kia lúc này cũng phải xuất ra rồi loan lòng thiên quân nghe thế đáp lại luôn bàn tay vỗ vỗ cái bụng tròn vo, hai mắt sáng ngời. Ha ha, Loan Long huynh yên tâm, ta biết ngươi đang tu luyện ma công đặc thù, phải dùng vật kia mới có thể đem ma công phát huy đến mức tận cùng. Ngay khi tới ốc đảo tất nhiên ta sẽ hai tay dâng lên. Nữ tử tóc tím chưa kịp trả lời, đại hán tóc vàng đã cười to đáp lại. Thế cũng tốt, nếu dùng vật kia pháp lực của ta tạm thời tăng tối thiểu là ba thành, việc khu trục đầu ma thú kia cũng nắm chắc ba phần nhưng đúng là hương vị của thứ đó đáng được gọi là mỹ vị vô song thế gian khó tìm. Năm đó ta chỉ mới nếm lần đầu tiên mà nhớ mãi đến nay. Đầu loan long thiên quân gật rụp cái tỏ vẻ rất hài lòng. Đương nhiên là thế, bạch gia chúng ta cũng rất tốn công mới lấy được một ít thôi đấy. Nữ tử tóc tím thản nhiên cười phụ họa nói. Hàn lập đứng bên cạnh nghe song phương đối thoại như thế, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi tâm niệm chuyển động vài cái thì không suy nghĩ gì nữa. Sau một lát, mọi người điều khiển ma tích chạy đến ốc đảo không lớn kia. Các trận bão cát vốn đang bay loạn nhưng khi mọi người tiến vào trong ốc đảo lập tức không cảm thấy bị cát va vào mặt, dường như bị một lực lượng vô hình trên ốc đảo này ngăn cản. Trong vòng vài dặm quanh ốc đảo có những bụi cây to nhỏ không đều sinh trưởng ở vùng giáp xanh. giữa trung tâm có một hồ nước nhỏ đường kính khoảng nửa dặm, mà một bên hồ nước có một khối kiến trúc màu xám do cát đất ngưng tụ nhưng lại có vẻ cứng rắn dị thường. Những tòa nhà này chiếm diện tích một mẫu đất thôi nhưng bốn phía phát ra những ba động đặc biệt tựa như có một ít cấm chế không bình thường. Mục quang của Hàn Lập khẽ quét qua hồ nước, cuối cùng dừng lại tại tòa nhà này. Các tòa nhà này đều có kiến trúc mái là hình cầu ngược, nhìn qua thì thấp hơn các kiến trúc tương tự, chiều cao của chúng chỉ 3 đến 4 trượng. Lúc này, đại hán tóc vàng nhảy từ ma tích xuống, khoát tay thu ma thú vào trong linh hoàn, sau đó nhướng mày nhìn về một tòa nhà xa xa, đột nhiên há miệng phát ra một tiếng huyết gió dài như long ngâm tiếng huyết gió bay thẳng lên chín tầng mây, ầm ầm như tiếng sấm vang khắp không trung. Một lúc sau tòa nhà kia vẫn không có phản ứng nào cũng không có một ai đi ra. Lần này, đại hán tóc vàng biến sắc, một tay đưa lên rồi vòng ra phía sau tạo thành một ký hiệu kỳ quái. Ngay lập tức Bạch Vân Hinh cùng 6 tên đệ tử Bạch ra xoay người từ ma tích nhảy xuống chạy tới tòa nhà kia. Khi đến gần tòa nhà đó, Bạch Vân Hinh lấy ra một khối thiết bài đen thịt dơ lên trước mặt thật nhanh ngay tức khắc có một tầng hắc khí cuồn cuộn từ mặt đất bốc lên bao phủ mấy người vào trong, không có một âm thanh gì truyền ra. Nữ tử tóc tím, loan long thiên quân thấy vậy mục quang ngưng trọng vài phần. Chỉ có hàn lập lẳng lặng đứng yên nhìn thấy hết thảy, thần sắc mảy may không hiện vẻ khác thường. Nhưng chẳng ai phát hiện được ở sâu trong đồng tử của hắn lại chấp động lam quang liên tiếp, mục quang trực tiếp nhìn xuyên màn hắc vụ phía trước nhìn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Minh Thanh Linh Mục đã được Hàn Lập bồi luyện không ngừng hơn nghìn năm nay nên có một số thần thông không thể tưởng tượng được. Chuyện nhìn xuyên qua vật thể chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới. Sau thời gian một chén trà, hắc khí tản ra bốn phía tòa nhà bỗng biến mất, bọn người Bạch Vân Hinh lại xuất hiện trước tòa nhà một lần nữa. Nàng hướng đại hán tóc vàng thi lễ một cái sâu rồi bẩm báo lại. Bẩm lão tổ, cấm chế còn nguyên không tổn hao gì, thế nhưng những đệ tử canh giữ lại biến mất không còn một ai. Không còn một ai, xung quanh cũng chỉ có một ốc đảo này, bọn chúng có thể chạy đi đâu. Đại hán tóc vàng nghe xong, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng hỏi một câu. Chuyện này, chắc không biết, trong cứ điểm không hề thấy có dấu vết đánh nhau lưu lại. Sắc mặt đại hán tóc vàng chợt nghiêm lại, đang định nói thêm điều gì đó. Hàn lập đứng bên bỗng nhiên mở miệng cười nói. Bạch đạo Hữu dù sao thì chúng ta cứ vào trước rồi nói sau. Nơi này cũng không phải là nơi thích hợp nói chuyện. Điều này cũng đúng, là bạch mỗ có sơ sót. Các vị đạo hiếu, chúng ta cùng nhau vào thôi." Đầu tiên Đại Hán khẽ giật mình, nhưng lập tức nhớ ra gì đó, thần sắc dịu lại, nói: "Bổn thiên quân sẽ không khách khí, chúng ta cùng đi vào thôi." Loan Long Thiên Quân cười hắc hắc, thân hình vừa động, biến mất trên ma tích rồi mơ hồ xuất hiện sau lưng đệ tử của Bạch Phân Hình, nghênh ngang chạy đến tòa nhà lớn nhất. Đại Hán tóc vàng thấy vậy cảm thấy tức cười, hắn mời mấy người Hàn Lập xuống ma tích đi vào bên trong tòa nhà kia. Sau một lát công phu, đám hợp thể đều xuất hiện trong một căn phòng lớn có diện tích vài chục trượng. Mấy tên đệ tử của Bạch Vân Hinh được đại hán ra lệnh đứng canh gác ngoài cửa. Vừa rồi ta đã dùng thần niệm đảo qua nơi này, chỗ này giống như Hinh Nhi nói, trong này không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, vài pháp trận cấm chế bên ngoài cũng hoàn hảo không có tổn hao gì, hiển nhiên là những đệ tử kia đã tự rời khỏi nơi đây. Nữ tử tóc tím ngồi xếp bằng trên một cái bổ đoàn, chân mày được kẻ vẽ vừa nhíu lại vừa nói. Như chúng ta đã dặn dò, những tên đệ tử này phải thay nhau dám thị động tính của đầu ma thú kia. Chẳng lẽ bọn chúng đều bị đầu ma thú kia cắn nuốt hết rồi hay sao? Nhưng điều này cũng không đúng, cho dù đầu ma thú kia đại phát ma tính, nơi đây hẳn là phải có người lưu thủ mới đúng chứ. Đại hán tóc vàng lắc đầu nghi hoặc, thôi, không cần biết những đệ tử của bạch gia các ngươi mất tích như thế nào. Chỉ là một ít đệ tử cấp thấp mà thôi cần gì phải để ý nhiều thế. Cứ tranh thủ thời gian lấy vật đó ra, để cho ta ăn thật no rồi bản tính cũng không muộn. Loan Long Thiên Quân chớp chớp đôi mắt tì hí, không kiên nhẫn được nữa mà nói với đại hán tóc vàng. Ha ha, Loan Long đạo hiếu không cần lo lắng, huynh muội chúng ta đã đáp ứng đạo hiếu, tự nhiên sẽ không đổi ý. Ngũ muội, lấy thứ đó của ngươi giao cho Loan Long huynh đi. Đại hán tóc vàng vừa thấy bộ dạng ham muốn của Loan Long Thiên Quân, lập tức cười đáp ứng. Khóe miệng của nữ tử tóc tím thoáng hiện vẻ quyến rũ, cổ tay run lên, từ trong vòng tay chữ vật phun ra một cỗ bạch sắc mờ mờ, một cái hộp ngọc trong suốt sáng long lanh xuất hiện trên bàn ngay trước mặt hắn. Loan Long Thiên Quân thấy tình hình này liền mừng rỡ, cánh tay mập mạp lập tức vung một chảo trong hư không, vù một tiếng, hộp ngọc đã bị hắn lăng không hút vào tay nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức nắp hộp mở ra. Ánh mắt của Hàn Lập và Hàn Kỳ Tử đồng thời nhìn, kết quả đồng tử của Hàn Lập bỗng nhiên co rụt lại, Hàn Kỳ Tử lại giật mình phát ra một tiếng a nhẹ nhàng. Trong hộp ngọc có một trái cây hình hạt gạo, nhưng hạt gạo này lại dài khoảng nửa xích, một đầu thô to trông như cánh tay hải nhi, một đầu sắc nhọn dị thường, toàn thân màu đỏ, tán phát ra mùi hương đặc biệt làm người người thấy không thể không tiết ra nước bọt trong miệng. Đây là huyết nha mễ. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào hạt gạo này, hơi khiếp sợ thì thào một câu, nhưng dường như không dám khẳng định. Không thể tưởng được kiến thức Hàn huynh lại rộng rãi như thế, ngay cả bảo vật như vậy cũng có thể nhận ra. Đây đúng là một cây huyết nha mễ ngàn năm hiếm thấy. Ăn hạt gạo này vào chẳng những có thể làm tăng tinh huyết cải thiện thân thể, mà đối với người tu luyện ma công huyết hệ như Loan Long đạo hữu càng có thể kích phát tiềm lực tinh huyết, làm cho pháp lực có thể tạm thời tăng vọt hơn 2 3 thành. Đây cũng là một trong những vật mà Bạch gia chúng ta đáp ứng đền đáp cho Loan Long đạo hữu. Mặt khác hương vị của huyết nha mế càng là thiên hạt tuyệt luân, chỉ cần ăn một hạt có thể lưu mùi thơm này đến mấy tháng. Ta cũng chỉ nghe nói qua vật ấy mà thôi, nhưng đây là đầu lần nhìn thấy kỳ vật như thế. Chắc chắc, nghe nói huyết nha mế này chẳng những điều kiện sinh trưởng ngặt nghèo dị thường, hơn nữa phải tưới tắm tinh huyết kỳ thú đặc biệt liên tục mới tăng trưởng khỏe mạnh. Huyết nha mễ tệ nhất cũng phải trăm năm sau mới ăn được. Bạch huynh lại có thể lấy được một hạt huyết nha mễ ngàn năm thật khiến hàn mỗ mở rộng tầm mắt. Thần sắc hàn lập hơi hơi phức tạp chậm rãi nói ra. Huyết nha mễ này là một loại đặc sản của ma giới, nhưng cho dù ở ma giới vẫn cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên hàn lập đã sớm lưu tâm, là một trong những vật mà hàn lập muốn có trong chuyến đi ma giới này bởi vì hắn biết vật này nằm trong số kỳ vật có hiệu quả nâng cao thân thể. chương 2057, Ti Hồn Bội Hàn Lập biết điều này là do trước khi đi ma giới hắn đã nghiên cứu vô số thượng cổ điển tịch có quan hệ ma giới trong lúc vô ý tìm được tin tức này. Dựa theo lời trong sách, huyết nhà mễ này hẳn chỉ sinh trưởng ở một nơi thuộc ma giới gọi là Lam Bộc Hồ, cực kỳ xa huyễn dạ thành, ma tộc bản địa không đủ dùng cho nên căn bản sẽ không xuất ra ngoài, không hiểu tại sao Bạch Gia lại cầm trong tay được một viên huyết nha mễ thượng phẩm. Tâm niệm Hàn Lập lay động, không hề che giấu sự kinh ngạc trên gương mặt. Sao thế, chả lẽ Hàn Huynh và Hàn Đạo Hữu đều cảm thấy hứng thú với huyết nha mễ? Đáng tiếc vật ấy sớm bị bản thiên quân đặt hàng trước rồi, nếu các người muốn cứ hỏi Bạch Huynh thôi. Loan Long thiên quân liếc Hàn Lập và Hàn Kỳ Tử một cái sau đó ánh mắt hơi đổi nói một câu, tiếp theo một tay cầm huyết nha mễ trong hộp ngọc, cắn một miếng hơn một phần ba, dùng đùi đắc ý chậm rãi nhai. Một mùi hương lạ nồng đậm tán ra cả gian phòng, ô, Bạch huynh vẫn còn huyết nha mễ sao?" Hàn Lập Thần sắc hơi ngạc nhiên liền hỏi, ánh mắt Hàn Kỳ Tử nhìn chằm chằm vào đại hán cùng nữ tử tóc tím. Loan Long Đạo Hữu nói đùa, "Trong tay ta cũng chỉ có một hạt huyết nha mễ này thôi, không có hạt thứ hai đâu." Đại hán tóc vàng cười khổ phủ nhận luôn, "Bạch huynh nói ra câu này sẽ chẳng có mấy người tin tưởng đâu. Ai chẳng biết huyết nha mễ ăn càng nhiều thân thể càng thay đổi." Đạo Hữu nếu có thể cho người khác một hạt thì sao lại chỉ có một hạt? hai mắt hàn lập nhíu lại nói một cách tỉnh bơ, ánh mắt hàn kỳ tử lạnh lùng, hiển nhiên cũng không quá tin tưởng. Không dối gạt các vị đạo hiếu, bạch gia chúng ta tuy may mắn mua được mấy viên huyết nha mễ, nhưng số còn lại này đã bị ta cùng ngũ muội có việc sử dụng mất rồi. Cái hạt tặng cho loan long đạo hiếu này là do chúng ta định để dành dùng làm tài liệu luyện đan, nếu không cũng sẽ không lưu lại nửa phần. Đại hán tóc vàng vội vàng giải thích, huyết nha mễ. Bạch gia có thể thu mua được một lần tất nhiên cũng có thể thu mua được lần thứ hai chỉ cần Bạch huynh xuất lực giúp Đỡ Hàn Mỗ Thu mua một ít, dù giá cao tới đâu cũng có thể thương lượng được. Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói ra, "Chỉ cần Bạch huynh giúp Hàn Mỗ Thu được trăm hạt huyết nha mễ cùng phẩm chất như thế, nếu sau này Bạch gia gặp khó ta sẽ ra tay giúp đỡ một lần nữa." Lần đầu tiên Hàn Tử Kỳ lạnh lùng mở miệng, thanh âm khàn khàn lời nói hơi tối nghĩa, dường như lâu lắm rồi chưa nói chuyện với ai. Nữ tử tóc tím nghe được câu nói của Hàn Kỳ Tử và Hàn Lập, thần sắc hơi đổi, tựa hồ có chút động tâm thế nhưng đại hán lại từ chối không chút do dự lần này có thể lấy được mấy hạt huyết nha mễ cũng là nhờ có cơ duyên xảo hợp lần đó ta và ngũ muội gặp được một gã đạo hiếu ở lam bộc hồ chúng ta cùng trao đổi bảo vật với nhau mới được một chút như thế này bạch ra chúng ta làm sao có năng lực một lần nữa mua được kỳ vật đẳng cấp như vậy các vị không cần bàn đến việc này nữa chuyện này không có khả năng thấy đại hán tóc vàng nói kiên quyết như thế hàn lập và hàn kỳ tử liếc mắt nhìn nhau không nói thêm câu nào nữa Miệng loan long thiên quân tuy vẫn còn chóp chép, nhưng trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Vì thế trong thời gian tiếp theo, mọi người ở trong sảnh đường đả tọa nghỉ ngơi. Sau khi loan long thiên quân ăn hết hạt huyết nha mễ này, khí tức trong cơ thể đột nhiên tăng vọt khuôn mặt dần trở nên đỏ tươi như máu. Sau một thời gian vận công khá dài thì sắc mặt kia lại khôi phục như bình thường. Hàn lập quan sát tận nơi những chuyện như thế, trong lòng thầm hô kỳ lạ, đồng thời càng động tâm đối với hạt huyết nha mễ này dường như công dụng thực tế của huyết nha mễ này còn hiệu quả hơn so với điển tịch kia ghi lại ngay lúc này đại hán tóc vàng âm thầm truyền âm thương lượng với nữ tử tóc tím về việc đệ tử trong tộc tự dưng mất tích nhưng trong cứ điểm không có lưu lại chút đầu mối nào nên cuối cùng vẫn không thể có một kết luận khả quan nào hai người chỉ có thể tạm thời từ bỏ để sau hãng hay và bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức dù sao lưu thủ nơi đây chỉ là một đám đệ tử trung dai mà thôi cơ bản bạch ra không để bọn chúng trong lòng Đoàn người ở trong cứ điểm nghỉ ngơi suốt một ngày một đêm, khi mọi người đều đã phục hồi phần lớn sức lực và tinh thần liền cưỡi bát túc ma tích rời khỏi ốc đảo đi về hướng Tây. Gần nửa ngày sau, đại hán tóc vàng ngồi ở trên cùng ngửa đầu nhìn bầu trời mịt mù và bão cát màu xám xịt bốn phía, bỗng nhiên ngoái đầu lại nói với đám người hàn lập. Vài vị đạo hữu thần thông đầu ma thú kia quả thực không nhỏ, chúng ta đi lên phía trước cần phải thêm cẩn trọng. Mọi người hãy thu liếm hơi thở, ma tích cũng thu lại đi. Đám hợp thể biết rõ bây giờ là thời khắc mấu chốt nên tự nhiên không có ý kiến khác. Tất cả cùng nhảy xuống ma thú, thu hồi ma tích vào trong vòng linh thú. Xong xuôi đầu đó tên đại hán dẫn đầu cả đoàn, phi hành sát gần mặt đất tiếp tục đi về phía trước. Mặc dù trong sa mạc này không thể sử dụng được các loại độn thuật, nhưng chậm rãi phi hành gần mặt đất bọn hắn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng sẽ làm bọn họ hao phí pháp lực hơn nhiều lần so với lúc bình thường. Cũng may mạch khoáng của bạch gia cách đây cũng không còn xa nữa. Đoàn người phi hành ở dưới thấp một lúc lâu, bỗng nhiên xuất hiện một cồn cát lớn xa xa trên đường chân trời. Cồn cát cao mấy ngàn trượng trông giống như một ngọn núi cực lớn cao vút dựng thẳng lên bầu trời, mặt ngoài bị phủ bằng một màu xám xịt, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng quỷ khóc với tiếng kêu gào quái dị. Đại Hán tóc vàng vừa thấy cồn cát này, cánh tay giơ lên báo hiệu mọi người tăng cường sự cẩn thận, rồi dẫn theo mọi người bay đến, còn cách cồn cát khoảng vài dặm thì độn quang đột ngột hạ xuống. Cả đám bạch vân hình không chút do so dự đều hạ xuống. Loan Long Thiên Quân cùng Hàn Kỳ Tử liếc mắt nhìn nhau rồi im lặng bay xuống. Hàn Lập cũng lẳng lặng theo sau mọi người, nhưng trong mắt Lam Mang chớp lên, ánh mắt nhìn vào trên mặt cắt các cách bọn họ có vài chục trượng, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ cái gì. Lúc này, đại hán tóc vàng đưa tay vào tay áo tìm một cái gì đó, rồi suốt một chảo vào hư không, chảo này hướng vào chỗ Hàn Lập vừa để ý. Một âm thanh phù phù vang lên, một khối đất cát lớn như một gian phòng theo tiếng động dựng lên rồi hóa thành đầu một con rồng rơi xuống mảnh đất trống. Đại Hán tóc vàng hai tay liên tiếp xuất thủ chảo ở chỗ cũ hiện ra một cái lỗ sâu đến mười mấy trượng, ở đáy hiện ra một cánh cửa màu thanh đồng. A, à, đây là hai mắt Loan Long Thiên Quân nhíu lại lộ ra thần sắc khá kinh ngạc. Cửa vào chính thức mạch khoáng vốn ở đỉnh cồn cát, nhưng nơi đây đã bị ma thú chiếm cứ. Để phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đi cửa dự bị vào khoáng mạch. Những người của bạch gia đi chuyến này chỉ có huynh muội chúng ta biết cửa dự bị này thôi hơn nữa cửa này còn chưa bị bố trí pháp trận cấm chế chỉ là vị trí của nó có chút bí ẩn thôi. Trong thời gian ngắn, đầu ma thú kia chắc chắn không có khả năng phát hiện. Chúng ta cứ tiến vào không chừng còn có xuất kỳ bất ý đánh cho con thú này một đòn trở tay không kịp. Nữ tử tóc tím thản nhiên cười giải thích vài câu, thì ra là thế, loan long thiên quân gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đỉnh cồn cắt phía xa xa, trên mặt nghi ngờ. Lúc này đại hán tóc vàng lấy tay chỉ vào cửa màu thanh đồng, đã muốn một tay hướng này phiến đồng thao đại môn xa xa một chút, một lực vô hình va chạm vào canh cửa. Kít một tiếng, cửa lớn chậm chậm bị đẩy ra, lộ ra một cái thông đạo tối đen vô cùng. Đi thôi, cửa này thật sự còn chưa bị đầu ma thú kia phát hiện. Đại hán tóc vàng phát thần niệm quét xuống, mặt lộ vẻ vui mừng rồi lập tức phi vào cửa phía dưới. Những người khác thấy vậy, tất nhiên bám theo, cùng tiến vào trong thông đạo. Hàn lập vừa tiến vào phía sau cửa đồng, trong mắt lam quang chợt lóe, nguyên bản thông đạo tối đen như mực trở nên rõ ràng như ban ngày. Chỉ thấy tả hữu đều là màu thạch bích xanh nhạt ngăn cách giữa bên trong và đất cát bên ngoài, các phiến đá bóng loáng bằng phẳng, mặt ngoài không có dao động, hiển nhiên chưa bị minh ấn pháp trận cấm chế. Cứ đi theo thông đạo này chừng nửa canh giờ, phía trước trở nên sáng ngời, hóa ra có một vách núi cổ quái màu đỏ thẫm ngăn trở đường đi. Đại hán tóc vàng không dám có hành động mạo muội, mà hắn lật bàn tay, trong lòng bàn tay hiện ra một cổ kính hình tam giác, một tay bấm niệm thần chú rồi điểm vào cái gương vài cái. Lập tức có một đạo hắc khí cuốn một vòng rồi một đạo ánh sáng năm màu từ trong gương chớp lóe chiếu ra. Đại hán ngưng thần sắc mặt thoáng chốc nghiệt ra, sau đó thu cổ kính lại, tay áo phẩy vào vách núi màu đỏ thấm. Bỗng một đạo hắc quang hiện ra, lóe một cái nhập vào trong vách núi. Ngay sau đó, vách núi đỏ thấm khe khẽ rung lên, chậm rãi hóa thành hai nửa, cả quá trình vô thanh vô tức, chút tiếng vang cũng không phát ra. Sau khi vách núi dịch chuyển, mọi người cảm thấy một luồng sóng nhiệt đánh tới trước mặt, phía trước xuất hiện một thế giới rực lửa dưới lòng đất. Mặt đất toàn là các nham thạch đỏ thấm, cùng với vô số măng đá sắc nhọn màu tím hồng trải khắp. Đi thôi, đầu kia ma thú nếu chiếm cứ mạch khoáng này thì nhất định sẽ chiếm chỗ mạch khoáng đậm đặc nhất. Tuy rằng thông thường ma thú đều có thói quen ngủ say để tự hấp thu tu luyện, nhưng cấp ma thú ma tôn khó mà khẳng định có như vậy hay không. Hơn nữa đến bây giờ, Ta và Ngũ Ngụy vẫn chưa biết đây là loại ma thú nào, tất nhiên tập tính của nó lại càng không biết chút gì. Chư vị đạo hữu cần cẩn thận thêm nữa, lần hành động này chỉ cần có thể làm nó bị trọng thương mà biết đường bỏ đi là được. Đương nhiên nếu có thể diệt sát được con ma thú này thì tài liệu ma thú sẽ chia đều cho mọi người, tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị. Đại Hán tóc vàng đánh giá chung quanh, hít sâu một hơi rồi lại ngưng trọng dặn dò Hàn Lập và mọi người. Hắc hắc, Bạch huynh ngươi lúc nào lại trở thành bà mẹ chồng lắm điều. Lời này chúng ta nghe đến mấy lần rồi. Nếu có thể đánh chết một đầu ma thú cấp ma tôn tự nhiên là chuyện cầu cũng không được. Nếu là không thể, mấy người chúng ta sẽ không miễn cưỡng." Loan Long Thiên Quân vừa cười vừa trả lời, Hàn Lập thì cười mà không nói. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nữ tử tóc tím hé miệng phun ra một viên ngọc bội màu trắng mặt ngoài ẩn hiện một đạo huyết văn, những người khác cùng lúc tiến tới. Nữ tử cười nhẹ nói khẽ, "Đại ca yên tâm, lần trước ta chiến đấu với đầu ma này tuy rằng còn chưa phải đối thủ của nó, nhưng suốt kỳ bất ý lấy được một tia máu huyết. Hiện giờ máu huyết này bị ta luyện chế trong tư hồn bội, muốn xác định vị trí của nó sẽ là chuyện dễ dàng. chương 2058, Hải Cốt cùng Hồ Dung Nham Nói xong câu này, nữ tử tóc tím đánh một pháp quyết thúc dục ngọc bội trong tay, lập tức những sợi tơ máu kia như sống lại, uốn lượn du động mãi ở bên ngoài ngọc bội. Tốt lắm, ngũ muội dùng bí thuật này xác định vị trí đầu ma thú kia thì chúng ta không sợ bị tập kích nữa thế này có thể đại chiếm tiên thủ rồi đại hán tóc vàng nghe vậy vui vẻ trả lời tiếp đó hắn nghiêng người nhường cho vị ngũ nguội đi lên phía trước đoàn người đi vài bước ở trong hang động là đã tiến vào thông đạo được hình thành do bị khai thác khoáng mạch hai bên thông đạo lỗ chỗ từng hố nhỏ hỏa vân thạch xung quanh đây hiển nhiên đã bị khai thác cạn kiệt nhưng cho dù như thế nhiệt độ ở đây vẫn rất nóng cao hơn vài lần so với lúc mới tiến vào lòng đất nếu không phải mỏ này nằm sâu trong huyễn khiếu sa mạc đám người liên can đã thi triển độn thổ thuật trực tiếp tiềm nhập xuống dưới đất đuổi đầu ma thú kia đi. Hiện giờ, bọn hắn cứ dọc theo thông đạo sẵn có mà đi. Quạng mỏ khoáng mạch này nhiều ngóc ngách chẳng chịt không khác gì một mạng nhện, cứ đi được một đoạn lại gặp các nhánh rẽ. Những thông đạo nhánh này dài thì chừng vài dặm, ngắn thì vài chục trượng mà thôi, hỏa vân thạch trong đó đã bị khai thác không còn, may ra ở một vài chỗ bí mật là còn lưu lại một chút xíu thôi nhưng khi bọn hắn liên tiếp xuyên qua hơn 10 cái thông đạo quạng mỏ đến một chỗ giao nhau của 4 năm cái thông đạo thì hai mắt Hàn Lập đột nhiên nhíu lại. Trong mấy cái thông đạo này đều có nhiều điểm xích quang chớp động không ngừng, trên bốn vách tường đều xe tô những tinh thể đỏ đậm to cỡ nắm tay. Nhưng chỗ Hàn Lập kỳ vọng không phải là những tài liệu chân quý này mà là nửa cái hài cốt không đầu đang tựa vách hang ở một lối vào thông đạo. Đầu của hài cốt đầu không cánh mà bay, thân mình tuy rằng đầy đủ nhưng da thịt đã khô héo quắt queo dường như huyết nhục đã biến đi đâu mất hiện giờ chỉ còn lại như một bao da bọc thân thể nữ tử tóc tím cùng đại hán tóc vàng khi thấy hải cốt này đều đưa mắt liếc nhau một cái trong mắt lộ ra một tia bất ngờ nhưng ánh mắt nữ tử tóc tím sau khi nhìn kỹ vào một chỗ trên áo quần sắc mặt đột nhiên trầm xuống đưa ngọc thủ thon thon hướng hải cốt suốt một chảo bộc một tiếng một mảnh nhỏ y phục bay lên bị nữ tử cầm trong tay ánh mắt hàn lập thoáng nhìn qua hóa ra trên mẩu quần áo có một chữ bạch màu bạc là đệ tử bạch gia chúng ta nhưng tại sao chỉ có một mình gã xấu số này ở đây hàng nghi của nữ tử tóc tím vừa nhíu vừa nói đại hán tóc vàng lại hư lạnh một tiếng cánh tay cũng phát một chiêu nhấc hải cốt lên đi một tiếng sau một cái áo da màu xanh cũng thoáng chốc bay tới hạ xuống trước mặt đại hán nổ tung trong hư không thoáng chốc hiện ra một đám cự phong đỏ như máu mỗi một con đều lớn bằng một bàn tay hai cánh vỗ không ngừng huyết la phong ta nếu ta nhớ không lầm này hình như là có tên tiểu tử Bạch Nham hay mang ma trùng này bên người đại hán tóc vàng vừa thấy huyết sắc ma phong, sắc mặt khó chịu hỏi lại một câu. Bẩm báo lão tổ, đây đúng là huyết la phong của Bạch Nham. Năm đó Tôn Nhi từng thấy tận mắt hắn dùng chúng nó làm đấu pháp mấy lần nên tuyệt không thể nhìn sai. Một lão giả tóc trắng là một trong sáu gã đệ tử Bạch gia lập tức bước lên trả lời, thần sắc của hắn có vẻ bi thương dường như có giao tình không nhỏ với tên Bạch Nham này. Nói như vậy, khối này tàn thi đúng là Bạch Nham nhưng hắn chính là một trong các đệ tử lưu thủ tại đây, hơn nữa là đệ tử tu vi cao nhất trong nhóm đó, tại sao lại chết thảm ở chỗ này. Nữ tử tóc tím khẽ thở dài một hơi, nâng tay bắn ra một viên hỏa cầu đem hài cốt biến thành cho tàn sau mới chậm rãi hỏi. Đối với sự thê thảm gớm ghiếc của thi thể, đám người này không cảm thấy quá mức giật mình. Dù sao ở bên trong ma giới, loại ma công trực tiếp hút tinh huyết người khác thật sự nhiều không đếm xuể nên cũng không có gì là kỳ quái tiếp tục đi về phía trước có lẽ còn có thể có thêm phát hiện, đại hán tóc vàng nghĩ một chút rồi nói. Những người khác không có ý kiến, đi dọc theo thông đạo có hài cốt vừa xong. Mọi người càng thêm cẩn thận vài phần nữa, đi vào thông đạo mấy trăm trượng nữa mọi người thấy liên tiếp năm sáu bộ hài cốt không đầu, đám đệ tử đều nhận ra đây chính là các đệ tử bạch gia được phân công lưu thủ tại cứ điểm này. Điều này làm cho dáng vẻ của đại hán tóc vàng không thể tĩnh lặng như nước nữa. Lại đi thêm một đoạn đường cước bộ đại hán bỗng nhiên chậm lại hướng nữ tử tóc tím hỏi một câu. Ngũ muội còn cách đầu ma thú kia xa lắm không, cẩn thận không sẽ bị nó cảm ứng ra có người tại chỗ này. Đại ca yên tâm, tại huyễn khiếu sa mạc thần niệm sẽ chịu áp chế rất lớn, ở trong khoáng mạch hỏa vân thạch sẽ còn bị nó làm nhiễu thần niệm không thể thả ra quá xa. Hơn nữa hiện tại còn cách con thú này năm sáu dặm, nó tuyệt đối không thể từ xa như thế mà phát hiện ta. Phải đi thêm đoạn nữa thì mới khó mà nói thế được nữ tử tóc tím cúi đầu thấp xuống xem xét ngọc bội trong tay nghiêm nghị trả lời. Nếu như vậy mấy vị đạo hữu bắt đầu làm phép ẩn nặc thân hình đi thôi. Đại hán tóc vàng cân nhắc một chút sau đó lên tiếng bắt chuyện với mọi người. Hiện tại mà bắt đầu làm phép sao, thế thì cần phải hao phí không ít pháp lực. Vẫn còn tốt hơn so với bị quái vật phát hiện loan long thiên quân sờ sờ chiếc cằm to bè, than thở hai câu nhưng ngay sau đó liền há mồm phun ra một lệnh bài màu đen lệnh bài đón gió nhoáng lên một cái hóa thành một đoàn sương mù màu đen bao phủ thân hình vào trong sau đó vô luận là sương mù hay là thân hình giấu ở trong đó từ từ mơ hồ dần cuối cùng biến mất không thấy hư ảnh hàn lập nhìn thấy thế khẽ cười một tay bấm quyết niệm thần chú bên ngoài thân thể có một luồng sáng màu đen quấn quanh mở dần rồi biến mất hàn kỳ tử phất nhẹ tay áo một cái một phiến tia anh quang hiện ra cả người trở nên trong suốt biến thành một pho tượng băng trong suốt đám người bạch vân hình đều tự xuất ra một phiên kỳ mặt màu bạc đồng thời vứt lên không trung. Trên không trung tạo thành một quang trận màu bạc, ngay khi sau khi phủ xuống, sáu người nhất thời không thấy bóng dáng. Thấy những người khác đều làm phép xong, đại hán tóc vàng và nữ tử tóc tím thì một người tự dưng bốc lên hắc khí, một người tung khăn thổ cẩm, cả hai đều lóe lên một cái rồi biến mất. Đoàn người lại đi thẳng về phía trước, thông đạo quạng mỏ dài quá cả sức tưởng tượng của cả nhóm, đi một hồi lâu vậy mà vẫn chưa hết cũng may thời gian sau một bữa cơm thông đạo đang thẳng tắp bỗng nhiên trở nên uốn lượn khúc khuỷu bốn phía thạch bích thô giáp đen xì lại thông với một vết nước thiên nhiên ngầm xuống phía dưới lòng đất lúc này bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện các khe vết nước lớn nhỏ khác nhau có khe nước chỉ hơn một thước có vết nước lại rộng chừng mấy trượng thỉnh thoảng thổi ra luồng nhiệt cực nóng có mùi cháy khe kèm mùi lưu huỳnh sau nửa canh giờ mọi người bay ra khỏi một vết trước mắt mọi người là một hồ dung nham lớn ở dưới chân hồ này rộng chừng ngàn mẫu mặt hồ thỉnh thoảng toát ra bọt khí của dung nham. Xung quanh hồ đều là các tảng nham thạch cháy đen, nhưng thỉnh thoảng ở trên các tảng đá lại được khảm các khối tinh thể màu mận chín dài đến vài thước, chúng được dung nham chiếu sáng chợt ám chợt minh chấp động quỷ dị những tia hồng quang. Hàn Lập gặp tình hình này, hai mắt không khỏi nhíu lại. Tinh thể màu mận chín này chính là nhiệt bị nén đến cực hạn mà ra, khối tinh thể này không nhỏ là một loại cực phẩm hỏa vân thạch cực kỳ hiếm thấy. Mà hắn chỉ đào qua sơ sơ, liền phát hiện số lượng tinh thể này chừng mấy vạn viên nếu được đổi thành ma thạch hay là linh thạch đều là một con số cực kỳ khổng lồ, đủ để cho ma tôn bình thường vui sướng điên cuồng. Chẳng thể trách bạch gia tình nguyện bỏ ra cái giá thật lớn cũng không nguyện buông tha cho chỗ này. Nhưng làm cho thần sắc hàn lập biểu hiện không yên tâm là do tuy cái hồ trong động ngầm này rất lớn cấu tạo vừa xem qua là rõ ngay nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn không thấy bóng dáng con ma thú nào. Đại hán tóc vàng tỉ mỉ nhìn một lần, lập tức môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho nữ tử tóc tím ngũ muội người không xác định nhầm chỗ đấy chứ con ma thú thực sự ở nơi này sao không sai đâu tinh huyết của nó chỉ đúng là nơi đây nữ tử tóc tím nâng ngọc bội trả lời không chút do so dự nếu như vậy ma thú tám chín phần mười là ẩn thân ở dưới mặt dung nham nóng bỏng kia xem ra nó chưa phát hiện ra chúng ta vân hình các ngươi lập tức bố trí pháp trận hàn huynh loan long hàn đạo hiếu phiền các ngươi chuẩn bị luôn đi ánh mắt đại hán tóc vàng chợt lóe nhìn sâu vào lớp dung nham ngưng trọng dặn dò người khác sáu gã đệ tử bạch ra đáp ứng một tiếng lập tức tản ra bốn phía rồi lấy ra trùng trùng điệp điệp trận kỳ trận bàn bắt đầu bố trí một cái trận pháp nhìn như to lớn bất phàm loan long thiên quân và hàn kỳ tử không nói hai lời đều hạ sống dung nham phía dưới khi còn cách dung nham vài chục trượng thì thân hình không nhúc nhích trôi nổi ở trên không trung lúc này hai người tuy rằng vẫn đang dùng bí thuật ẩn nấp thân hình nhưng đều cẩn thận lấy ra ma khí hộ thân loan long thiên quân há mồm lại phun ra một viên bát màu lam rực rỡ, toàn thân tản ra hàn quang màu xanh nước biển. Hai tay áo hàn kỳ tử vung lên, 12 phiên kỳ trong suốt lóng lánh từ giữa phi ra, sau khi bị pháp quyết thúc dục hóa thành 12 đoàn hàn quang quay chung quanh thân hình bay múa liên tục. Hàn lập nhẹ nhàng dẫm một chân xuống không chung, nhất thời dưới chân ngũ sắc quang diễm bay vọt huyễn hóa thành một đóa liên hoa ngũ sắc, nâng thân hình lên rồi từ từ phiêu phiêu bay lượn xuống bên dưới. Mặt ngoài liên hoa ngũ sắc diễm lệ dị thường, ngũ sắc quang hà chớp động, Hàn khí nhẹ nhẹ từ trung tâm phát ra chính là do ngũ sắc cực diễm biến ảo mà thành. Chương 2059, Ma thú. Hai người Hàn Lập và Loan Long Thiên Quân đứng lơ lửng bất động trên không trung phía trên hồ dung nham, thần niệm lặng lẽ quét về dung nham phía dưới. Chỉ cảm thấy bên trong dung nham ẩn chứa từng luồng dao động quỷ dị ngăn trở, sau khi tiến vào dung nham hơn trăm trượng, thần niệm lập tức không thể thâm nhập sâu hơn nữa. Chẳng qua đó là do thần niệm của Hàn Lập cường đại hơn xa đám người Long Loan Thiên Quân. Nếu đổi lại là một trong những vị ma tôn này sử dụng thần niệm dò xét, có thể thâm nhập vào dung nham 340 trượng cũng đã không tồi rồi. Ở khoảng cách hơn trăm trượng, Hàn Lập phát hiện ở một chỗ sâu bên trong hồ dung nham lờ mờ có một cái bóng đen khổng lồ nằm sấp ở đó, nhưng bởi vì luồng dao động ngăn trở bên trong dung nham nên căn bản không thể nhìn rõ, cũng chẳng biết bóng đen này có phải là mục tiêu của chuyến đi này con ma thú tu vi ma tôn hậu kỳ kia hay không. Tuy rằng bóng đen khổng lồ này như một vật chết không hề nhúc nhích, nhưng hàn lập vẫn tiếp tục giữ thái độ vô cùng cẩn thận lạnh lùng theo dõi cử động của nó mà trong khi đám người bạch vân hinh bố trí pháp trận hai gã lão tổ của bạch gia cũng hề nhàn rỗi chẳng biết từ lúc nào đại hán tóc vàng đã tế chiếc cổ kính hình lăng trụ kia lên giữa không trung trong nháy mắt đã hóa thành hơn trăm chiếc kính ảnh khiếm khuyết nằm rải rác phía trên hồ dung nham ma mà quang màu đen chớp chớp hướng xuống dưới đại hán liên tục nhép môi nhưng không phát ra tiếng động nào vẻ mặt trở nên nghiêm trọng Dễ nhận thấy trong tình huống đại bộ phận pháp lực bị áp chế, việc thi triển thuật này cũng không dễ dàng chút nào. Còn nữ tử tóc tím thì một tay kết quyết, trên người hiện ra một cái ma giáp trắng noãn như ngọc, đồng thời tay kia thì chảo vào hư không, một chiếc trường kích đen như mực trực tiếp xuất hiện trong tay. Binh khí này chỉ khẽ chấp lên một cái nhưng lại thấp thoáng hiện ra hư ảnh một con cự hổ một sừng đen kịt, không ngừng gầm nhẹ trong tay nữ tử, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát đả thương người. Sau khoảng thời gian một chén trà, sáu người bạch vân hình đã bố trí xong tòa pháp trận trong nháy mắt từng luồng hắc khí ở xung quanh hồ dung nham liên tục xuất hiện một luồng sát khí giết chóc sinh ra từ bên trong phảng phất như có một luồng hàn quang như ẩn như hiện ở bên trong dường như ẩn giấu vô số lưỡi đao sắc bén trong đó sáu tên đệ tử luyện hư của bạch gia liền náu mình bên trong hắc khí bắt đầu âm thầm khống chế cả tòa pháp trận loan long đạo hiếu pháp trận đã được chuẩn bị xong người hãy ra tay ép con thú này ra khỏi dung nham đi thấy tình hình như vậy đại hán tóc vàng hướng về phía Loan Long Thiên Quân truyền âm. Loan Long Thiên Quân vừa nghe xong, khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ dữ tợn, ngay lập tức hét lớn một tiếng, một ngón tay chỉ về viên bát màu xanh trên không trung. Chiếc bát này lập tức run lên, thể tích phình ra biến thành một vầng trăng tròn xanh lam, đồng thời bên trong vang lên một tiếng thanh minh, từ đó phun ra một cột sáng xanh đậm to bằng cái bát, khí thế hùng hổ xông vào dung nham bên dưới. Cột sáng tựa như một cây côn khổng lồ khuấy một trận trong hồ dung nham. Trong khoảnh khắc, cả mặt hồ đỏ thấm cuồn cuộn hỏa khí, từng cơn sóng dung nham cuồn cuộn dâng lên. Ngay sau đó, bên trong dung nham truyền đến một tiếng gầm nổi giận, dung nham tách ra hai bên, từ giữa phun ra một luồng lục khí, lục khí vừa tiếp xúc với cột sáng xanh lam đã mạnh mẽ đẩy cột sáng ra khỏi mặt hồ. Mắt thấy cảnh này, Loan Long Thiên Quân lập tức cười lạnh một tiếng, trên người phóng thích ra một luồng khí thức kinh người, đồng thời 10 ngón tay mập mạp hướng về phía viên bát xanh lam liên tiếp bắn ra hơn 10 luồng hắc mang, hắc mang lóe lên rồi hoàn toàn biến mất. Trong viên nguyệt vang lên tiếng thanh minh, trên bề mặt hiện ra vô số phù văn mờ ảo, lập tức bắn ra cột sáng xanh lam còn mạnh hơn lúc trước mất lần, uy phong điên cuồng tăng lên rồi từ không trung đè xuống, luồng lục khí sinh ra từ dung nham không kịp đề phòng, trong nháy mắt liền lóe lên rồi tiêu biến. Cột sáng xanh lam không chút khách khí xông vào sâu bên trong hồ dung nham. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả mặt hồ đều rung chuyển. Dường như một kích bất ngờ vừa rồi thực sự đã đánh trúng con ma thú ẩn thân bên trong hồ. Sao, vị phải chịu khổ lần này thế nào. Loan Long Thiên Quân cười ha hả châm chọc, tiếp tục thúc giục viên bát xanh làm công kích nhiều hơn nữa. Nhưng đúng lúc này, cả hang động đột nhiên dung chuyển mãnh liệt, hỏa diễm từ trong hồ dung nham liên tục bùng lên, trong nháy mắt liền biến ảo thành hỏa lãng đỏ thẫm mờ ảo, cuồn cuộn lao về phía Loan Long Thiên Quân, ngay cả Hàn Lập cùng Hàn Kỳ Tử ở bên cạnh cũng nằm trong phạm vi công kích của hỏa lãng. Hàn Lập chớp chớp mắt, sắc mặt chưa biến nhưng ngũ sắc liên hoa dưới chân đã xoay tròn, một luồng sáng ngũ sắc thì Hàn xuất hiện xung quanh cơ thể, dễ dàng ngăn cản hỏa diễm này ở bên ngoài. Hàn Kỳ Tử ở bên cạnh cũng không hề động tay động chân, 12 luồng hàn quang xoay xung quanh đột nhiên bành trướng, sau đó liền hóa thành một tầng hàn quang bảo vệ bên ngoài. Trái lại, người đầu tiên xuất thủ Loan Long Thiên Quân bị bao vây bởi hỏa lãng cuồn cuột, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng kinh sợ, thân hình bỗng nhiên bị một luồng cự lực vô hình điên cuồng đánh bật về phía sau, lao thẳng về phía thạch bích khổng lồ phía trên hồ dung nham thoáng chốc đã đâm sâu vào trong vài thước làm vô số đá vụn rất xuống. Trong khi đó, trên không trung chỗ mà ban nãy loan long thiên quân đứng đột nhiên xuất hiện một cái thú chảo lớn khoảng một trượng được lục diễm bao phủ, hơn nữa có vẻ chính nó vừa rồi đã một kích đánh bay loan long thiên quân. Thân thể của loan long thiên quân bị hãm sâu vào trong thạch bích, ngay cả quần áo trên người cũng bị hủy phần lớn, để lộ ra một cái chiến giáp đen như mực, chính vật này đã ngăn cản hơn phân nửa một kích mạnh mẽ vừa rồi, trừ việc có vẻ hơi nhếch nhác, chẳng qua là bị thương nhẹ mà thôi nhưng dù vậy thì sắc mặt của vị ma tôn mập mạp kia cũng trở nên đỏ thấm như máu trên mặt hiện lên sát khí hai tay vùng lên khiến thạch bích xung quanh lập tức vỡ vụn nháy mắt đã khôi phục tự do ngay sau đó hắn hơi ngượng ngùng tức tối chửi một tiếng một tay chảo vào không trung khiến hoàng quang lóe lên một chiếc quái nhận cán dài hình dáng giống như tam tiên lưỡng nhận đao thoáng chốc đã xuất hiện trong tay hắc khí bao phủ xung quanh đột nhiên bùng lên hai tay nắm lấy quái nhận cán dài nhanh như tia chớp chém về phía lục giếm cự chảo một lưỡi dao sắc bén màu vàng bắn ra, sau khi lóe lên rồi đột một kéo dài ra hơn 10 trường, hung hăng chém xuống thú chảo phía trước. Cái thú chảo kia nhìn thì khổng lồ nhưng vô cùng nhanh nhạy, trong nháy mắt đã lóe lên rồi nhập vào hư không, biến mất không thấy tung tích. Lưỡi dao sắc bén màu vàng lao đến nhưng chỉ có thể chạm vào hư không. Chẳng những như vậy, trên mặt hồ dung nham nổi sóng cuồn cuộn, một con quái vật khổng lồ bị bao phủ bên trong ma diễm xanh lam sông ra từ trong lòng dung nham, nó lớn chừng 20 trường trong miệng gầm lên âm thanh nặng nề như châu giống. Ở ngay gần đó, Hàn Lập và Hàn Kỳ Tử dường như đồng thời lui người về phía sau, một người thì trà sát hai tay bắn ra vô số tia sáng mờ ảo, người kia thì khu xử hai trong số 12 trong số 12 luồng hàn quang xoay xung quanh. Sau khi một tiếng trầm đục vang lên liền đánh thẳng về phía quái vật, hàn quang vừa lao đến liền tỏa ra tầng tầng băng hoàn màu trắng, bộ dáng dường như kỳ hàn vô cùng. Nhưng ma thú bị bao phủ bởi lục diếm chỉ bất thình lình lắc cái đầu khổng lồ một cái, lục diễm trên người lập tức hóa thành tầng tầng lục hỏa cho dù là tia sáng màu xám của hàn lập hay băng hoàn vừa tiếp xúc liền như gặp phải khắc tinh lập tức tan ra rồi biến mất thấy cảnh tượng như vậy hàn lập hơi dùng mình phải biết rằng nguyên từ thần quang của hắn chính là vật có thể khắc chế ngũ hành chi lực không ngờ lại bị ma diễm xanh lục phía trước dễ dàng hóa giải như vậy đây thật sự là một việc ngoài dự liệu chỉ có điều hai luồng hàn quang mà hàn kỳ tử phóng thích dường như có uy năng quỷ dị nào đó dù bị lục diễm bao phủ nhưng bạch quang đột nhiên sáng rực lên rồi tách lục diễm ra, đánh thẳng về phía bản thể của ma thú ở bên trong. Nhưng con ma thú kia chỉ hư lạnh một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra hai luồng hắc khí về phía hàn quang, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã biến chúng trở về trạng thái cũ là hai chiếc cờ trong suốt, từ trên cao rơi thẳng xuống. Sự sợ hãi thoáng hiện lên trong mắt của hàn kỳ tử, nhưng hai tay hắn ngay lập tức chảo xuống hư không bên dưới, hai chiếc cờ trong suốt đang rơi xuống đột nhiên run lên, sau đó hóa thành hai đạo bạch quang bay về phía hắn trong nháy mắt đã vô tung vô ảnh nhập vào thân thể hàn kỳ tử ngay lúc này con ma thú bên trong lục diếm gầm lên một tiếng quái dị nhiệt độ trong hang động đột nhiên điên cuồng tăng lên mấy lần một viên hỏa cầu đỏ thấm đậm đặc xuất hiện bên cạnh thân hình của ma thú sau đó lập tức phát động công kích về phía những người xung quanh nhưng cũng đúng lúc này đại hán tóc vàng và nữ tử tóc tím ở trên cao cũng không hề do dự xuất thủ đại hán lẩm bẩm trong miệng một tay điểm về phía những tàn ảnh đầy trời của cổ kính, ngay lập tức một tiếng sấm sét vang lên, cùng lúc đó, từ giữa những tàn ảnh tuôn ra từng luồng lôi điện màu đen, trong nháy mắt lôi điện đan vào nhau rồi hóa thành một chiếc lôi võng đen thui phủ xuống dưới. Còn nữ tử tóc tím thì lạnh lùng đâm chiếc trường kích màu đen trong tay về phía hư không, trong nháy mắt, hư ảnh hắc hổ khổng lồ như ẩn như hiện trên vũ khí lập tức giống lên một tiếng long trời lở đất, sau đó liền hóa thành một luồng hắc quang rồi lao xuống. Hắc quang đi đến đâu, hư không biến dạng đến đó chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện phía trên con ma thú không ngờ ngay cả hỏa cầu nồng đậm cũng không thể ngăn cản được chút nào nhưng ma thú phía dưới chỉ khẽ run người lục diễm trên thân đột nhiên bùng lên rồi huyễn hóa thành một con hỏa mãng ma tướng hai tay mở ảo ngay lập tức nhảy lên quấn lấy hư ảnh ma hồ tuy rằng cả hai cũng chỉ là do ma khí biến ảo mà thành nhưng chúng không ngừng tấn công lẫn nhau tiếng hổ gầm ngựa hí liên tục vang lên không khác gì hai con ma thú dữ tợn đang cắn xé nhau về phần tấm lôi võng màu đen quỷ dị kia sau khi được ma thú thúc giục, toàn bộ hỏa cầu đỏ thấm hiện lên trong hư không lúc trước lập tức bắn xối xả lên bầu trời, vô số hồng quang nổ tung, mạnh mẽ ngăn cản lôi võng dừng lại ở giữa không trung, không cách nào tiếp tục hạ xuống. Con ma thú này không hổ là ma tôn hậu kỳ, trong khoảnh khắc đã có thể dùng sức một người để chống chọi lại đại hán và mấy tên ma tôn khác mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng trong khoảnh khắc trì hoãn này, loan lòng thiên quân lắc thân mình một cái liền đột một xuất hiện trong hư không phía trên ma thú, mặt đằng đằng sát khí, một tay vỗ bụng, tiếng vù vù vang lên, một kiện bảo vật từ trong bụng phun ra. Bảo vật này chỉ cao khoảng một tấc, giống như một cái trống cổ nhưng toàn thân đỏ tươi, ngoài mặt được khắc vô số phù văn quỷ dị có hình dáng như hoa tuyết. Loan Long Thiên Quân vỗ nhẹ về phía cái trống, không một tiếng động vang lên nhưng không trung xung quanh đột nhiên xuất hiện từng cơn hàn phong, từng khối bông tuyết đỏ tươi được ngưng tụ thành, phô thiên cái địa rơi xuống dưới. Chương 2060, khoáng mạch kịch chiến thượng. Hoa Tuyết nhìn tưởng chừng nhỏ bé, nhưng khi tiếp xúc cùng hỏa cầu màu đỏ sậm liền kêu tư tư một tiếng rồi cùng nhau hồi phi yên diệt trong nháy mắt. Một cỗ khí kỳ hàn lan tỏa tràn ngập trên không hồ dung nham, liền đem hơi nóng ban đầu xua tan không còn một chút. Đúng vào lúc này ánh mắt hàn lập chợt lẽ, mười ngón tay hướng về phía ma thú bắn ra. Xuy suy chàng tiếng xé gió vang lên, mười đạo thanh quang kiếm khí léo lên nhằm thẳng hướng ma thú bay đến. Mà cùng lúc, hàn kỳ tử hư lạnh, hào quang quanh người trở nên rực rỡ, một cái đại thủ trắng noãn nhô ra kèm theo là một khối băng sơn trong suốt, khối băng lớn dần, một hồi sau đã to hơn 10 trường. Dưới sự thúc giục của ma công, khối băng liền nhắm đến ma thú mà hạ xuống. Trong thời gian một cái nháy mắt, đám ba người hàn lập đều hướng đến ma thú mà công kích. Bất quá, vào thời điểm này cả ba người ra tay so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, tất cả đều toàn lực sử dụng chân chính thần thông. Ma thú ở trong lục diếm tựa hồ cảm giác không ổn, trong miệng liền gầm nhẹ một tiếng trên người ma thú lục diếm cuồng trướng, nhắm phía không chung mà đánh tới, còn thân thể nương theo đó dần chìm xuống hồ dung nhạm tựa như muốn nhân thời cơ này mà bỏ trốn. Nhưng ngay lập tức, sáu người ẩn thân trong ma khí của Bạch Vân Hinh liền bấm quyết kích động trận pháp. Nhất thời ma khí nhộn nhạo chen nhau mà phát ra, kèm theo là vô số phong nhận trắng như tuyết từ tam phương tứ hướng bắn tới. Ở trên mặt hồ dung nham hình thành lên một tầng lưới bằng phong nhận gió mưa không lọt, liền đem ma thú vây chặt lấy. Mỗi đạo ảnh đều lạnh buốt hàn quang, lại phát ra tiếng rít thê lương bộ dáng như sắc bén vô cùng ngay cả ma thú kia thân thể có cứng rắn đến đâu cũng không dám tùy tiền chạy lọ ẩn vào lúc này đành thành thật đứng lại giữa không trung hoa tuyết băng sơn kiếm quang của ba người liên thủ liền đem cỗ lục diễm đánh cho tơi bời rồi ngân lên một tiếng rồng ngâm lao về đầu ma thú ma thú này quả không hổ danh là ma tôn hậu kỳ dù đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng cũng không hề hoảng loạn ngược lại như bị kích thích làm cho hung tính trỗi dậy lúc này nó hé mồn to ra đem toàn bộ lục hỏa bao phủ quanh thân một ngụm mà hút vào để lộ ra thân hình bản thể đúng là một con thú đầu lộc mình trâu chân sư tử hình dáng vô cùng dữ tợn sau khi đem toàn bộ lục diễm đang bao phủ quanh thân hút vào mà thú ngẩng đầu lên gầm một tiếng quái minh rồi phun ra một miếng thạch chuyên mà xanh lục miếng thạch chuyên đón gió cuồng trướng thành một tường đá lớn mênh mông bên ngoài có lục diễm bao bọc đem toàn bộ thân thể bên dưới che kín không thấy bóng dáng hoa tuyết kiếm quang ban sơn cùng nhau đánh lên tường đá Hàn lập hai mắt nhíu lại tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn vừa rồi bắn ra 10 đạo kiếm khí nhìn không mấy bắt mắt nhưng thực ra độ sắc bén của chúng thật không thua gì so với bản thể của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm. Bình thường nếu gặp phải pháp bảo đẳng cấp hơi thấp là có thể đem chém thành hai đoạn. Tuy không nghĩ sẽ đem 10 đạo kiếm quang này đả thương được ma thú, nhưng lại bị bức tường phía trước ngăn cản dễ dàng thì quả thật ngoài ý muốn. Lúc này nữ tử tóc tím nét mặt tràn đầy hắc khí, trong miệng khẽ phát ra một tiếng thanh minh, nhất thời trường kích trong tay hướng xuống hung hăng mà đánh tới. Một tiếng nổ chói tai phát ra, trường kích màu đen nhoáng lên biến lớn hơn mấy chục lần hóa thành một giải hắc sắc cầu vồng, rồi kéo dài ra mấy chục trượng hung hăng quấn lấy tường đá. Trong nháy mắt công phu, cảnh tượng như trời long đất lở. Toàn bộ không gian giống như trao đảo, tiếp theo một vầng thái dương màu đen ngạo nghễ hiện ra. Tường đá nhìn như không thể phá vỡ vậy mà vang lên một tiếng thanh thúy nứt ra vô số khe hẹp, có vẻ như sẽ vỡ vụn trong chốc lát. Nữ tử tóc tím nhìn cảnh này trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng phía bên kia ma thú lại há miệng phun ra một cỗ ma diễm màu xanh lục bay đến nhập vào tường đá. Lục diễm trên trên bức tường đại trướng, ngay lập tức trên bề mặt nguyên bản là vô số khe nứt nhanh như chấp liền lại như ban đầu, tường đá trở về trạng thái cũ mảy may không thể phá vỡ. Nữ tử tóc tím khuôn mặt trở lên trầm xuống lại đem ma công thúc dục trường kích bên ngoài tường đá trở lại nguyên dạng rồi nhoáng một cái huyễn hóa thành vô số kích ảnh to lớn tất cả đều lao đến bức tường công kích như phong ba bão táp. Nam tử tóc vàng ở bên cạnh nhìn hết cảnh này, pháp quyết trong tay liền biến đổi, cổ kính trên không trung phát ra một tiếng lôi minh hóa thành hơn trăm đạo tàn ảnh, sau lại phu ra hơn trăm tia lôi điện màu đen rồi hợp lại với nhau viễn hóa thành một cự kiếm lập lòe hắc sắc quang điện. Cự kiếm lớn chừng hơn 20 trượng, hướng thẳng phía dưới chạm xuống. Từng đạo hồ quang màu đen như vô số hắc sắc phi sao ồ ạt từ hư không hiện ra rồi bổ xuống phía trên tường đá, liền đem lục diễm đánh tan đi phân nửa. Hàn Kỳ Tử cũng hướng xuống băng sơn bên dưới điểm một cái, băng sơn lập tức nhoáng lên rồi biến mất không thấy tung tích. Cùng lúc không gian sau lưng ma thú dao động, một khối băng sơn như không báo trước từ trong hư không hiện ra, một cỗ hàn quang cuồn cuộn lao thẳng đến lưng ma thú mà đập xuống. Khối băng sơn chưa tới mà một cỗ lực lượng vô hình kèm theo hàn quang trong suốt đã một đòn đánh tới. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, ma thú đột nhiên nâng chân hướng về trước vỗ ra một chảo. Một màn quỷ dị xuất hiện. Móng vuốt của ma thú nhập vào hư không phía trước mặt tiêu biến không thấy bóng dáng, mà ngay lúc đó, phía sau lưng ma thú một cái lục diếm cự trảo quỷ dị hiện ra nhanh như chớp đập vào khối băng sơn trong suốt kia. Một âm thanh muộn hưởng vang lên, khối băng sơn trong suốt cùng với lục diếm cự trảo vừa chạm vào nhau liền bạo liệt mà khai. Băng sơn chấn động một cái rồi bay ra, mà cự trảo cũng nhoáng lên một cái rồi không thấy bóng dáng. Hàn kỳ tử khuôn mặt trầm xuống hai mắt chợt lóe hàn quang, một tay hướng về hư không điểm một cái, nhất thời khối băng sơn dừng lại, sau đó không một chút do dự hướng về ma thú lại lần nữa gào thét bay tới. Cùng lúc đó, Loan Long Thiên Quân thao túng huyết sắc tiểu cổ phát ra trầm thấp âm thanh, từ không trung vô số bông tuyết đỏ như máu rơi xuống, sau đó lại biến ảo thành vô số băng chùy hướng về ma thú một hơi lao đến. Đám huyết sắc băng chùy đánh lên tường đá bạo liệt ra vô số huyết quang, cùng tản mát một mùi tanh tưởi hôi thối. Một khắc sau, trên bề mặt tường đá hiện ra vô số lỗ lớn bé không đồng nhất, dường như đám huyết chỉ đều mang kịch độc tường đá kia dù có thần diêu vô cùng nhưng phải đối chọi với nhiều công kích như vậy dần hiện ra vẻ khó có thể cầm cự được thêm lộc thủ ma thú dù có phun bao nhiêu lục diễm nhưng vân không thể làm cho tường đá kịp thời hồi phục ma thú lập tức giống lên một tiếng trầm thấp bên ngoài thân thể có vô số ma văn hiện ra nhanh chóng bao quanh thân thể lưu chuyển không ngừng bức tường đá nguyên bản đang ở trên không trung cũng hiên ra loại lục sắc ma văn giống y hệt rồi đột nhiên rơi xuống nhưng lại bao lấy trên người ma thú hiện ra khối thạch cầu thật lớn. Lúc này đám lôi điện, trường kích, huyết trụy đang vây công thạch cầu liền công kích điên loạn không thôi. Hàn lập phóng suốt kiếm quang, huyễn hóa thành hơn trăm thanh sắc phi kiếm sắc bén, liền đem khối thạch cầu công kích cuồng loạn một hồi nhưng chỉ có thể để lại vô số lỗ nhỏ chứ không cách nào chân chính xuyên qua. Bất quá, thạch cầu chịu nhiều công kích lớn như vậy tự nhiên không thể nào kiên trì được lâu. Tầng lục diễm bao phủ bên ngoài dần ảm đạm biến mất đồng thời vô số đá vụn từ trên thạch cầu rơi xuống. Trông thấy cảnh này vô luận là đại hán hay nữ tử trên mặt không khỏi biểu lộ tia vui mừng, pháp quyết trong tay lại phát ra, đem thạch cầu công kích càng thêm mãnh liệt. Không chỉ như thế, sáu gã bạch gia đệ tử đang thao túng phong nhận phong tỏa mặt hồ, bỗng hướng phía bên trên kích động trận pháp hóa thành vô số đạo lợi nhận gia nhập công kích bạch cầu. Sau thời gian vài nhịp hô hấp, bề ngoài thạch cầu liền mỏng đi một lớp thật dày, tựa như sẽ vỡ bất cứ lúc nào. Hàn lập nhướng mày, trong lòng thực không tin có thể dễ dàng như thế bắt được con thú này. Con thú tuy bị bọn hắn nhất thời vây khốn nhưng cũng là hợp thể hậu kỳ ma thú, hơn nữa là ma thú lên so với cùng giai tu sĩ còn cường đại hơn mấy phần. Hàn lập tâm niệm vừa động, trong thạch cầu lộc thủ ma thú liền truyền ra một tiếng kêu kỳ lạ, mặt hồ dung nham phía dưới nguyên bản đang yên tĩnh bông nhiên ánh lửa đại phóng. Một cỗ xích diễm dung nham như thủy triều phóng lên cao, ngưng tụ thành một đoàn dung nham hỏa cầu, đem thạch cầu bao bọc bên trong gió mưa không lọt. Sau đó hỏa cầu hồng quang đại phóng, bề ngoài hiện ra vô số lục sắc phù văn, chợt mơ hồ một chút rồi biến ảo thành một cự nhân cao lớn hơn 10 trượng bằng dung nham. Toàn thân cự nhân xích diếm cuồn cuộn bốc cháy, cặp mắt chấp động không thôi, hai tay hướng bầu trời khẽ chỉ một cái nhất thời phát ra một tiếng ẩm vang. Tầng tầng sóng lửa từ thân thể hướng bốn phía ảo ạt phóng ra. Xích diếm trong cơ thể dung nham cự nhân tường chừng như vô tận, một thoáng nháy mắt liền đem không gian biến thành một biển trời ngập lửa. Tiếp theo đó cự nhân lại há to miệng phun ra một phiến hỏa diễm màu lục dung nhập vào biển lửa màu xích diễm, sau đó huyễn hóa thành hơn 10 đầu lục mãng hỏa xà dài hơn 10 trượng lao thẳng đến đám đại hán ma tôn. Hàn Lập cảm thấy trước mặt hồng quang chợt lóe lên, cả người như chìm cào trong biên lửa, trong lòng không khỏi cả kinh một phen. Một cỗ trí nhiệt ma khi bao phủ quanh thân không ngừng xoay chuyển làm cho cơ thể trở lên đình trệ, như có một có sức mạnh kỳ dị ẩn giấu trong biển lửa trói buộc thân thể vào một chỗ. Mà nguyên bản đám thanh sắc kiếm quang đang được thao túng lại bị biên lửa bao lấy, trở lên chậm chạp từng chút một, không riêng gì hắn mà đám ma tôn khác công kích trong biển lựa đồng dạng thất linh bát lạc, uy lực mười thành chẳng còn lấy một không thể tạo ra uy hiếp gì đối với ma thú. Hàn lập thần sắc không đổi, mấy ngón tay thoáng trùng xuống đem hơn 10 đạo kiếm quang cùng pháp lực trên đó tản ra. Bang bang, âm thanh bạo liệt liên tiếp vang lên. Đám kiếm quang bạo liệt liên tiếp trong biển lửa hóa thành một đoàn thanh quang đem phụ cận xích diễm đẩy lui ra, nhưng ngay lập tức càng nhiều xích diễm từ tứ phía lại tụ tập về bao phủ chặt chẽ. Hàn lập khuôn mặt lạnh băng khẽ thay đổi pháp quyết, lập tức ngũ sắc hàn diễm đem thân mình bao phủ vào rồi cuồng trước lên ngạnh đẩy xích diễm ra, nhân đó thân hình liền thoát khốn lao ra. Mà đúng lúc này trong hồ dung nham nháy mắt chuyển đến một âm thanh thét lên cực kỳ thảm thiết, nhưng ngay sau đó lại lập tức lại ngấm. chương 2061, khoáng mạch kịch chiến chung. Đang đứng trên không thúc giục tàn ảnh của quảng âm bảo kính. Đại hán nghe được âm thanh này thì cả kinh vội vàng hướng thần niệm quét qua hắc khí phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chính là của một tên đệ tử bạch gia mà hắn mang theo. Nếu là lúc bình thường, với tu vi của hắn chỉ trong nháy mắt là có thể tra xét rõ ràng tình hình trong trận pháp, nhưng lúc này, ngoài tu vi đang bị áp chế mạnh mẽ còn bị pháp lực của trận pháp ngăn trở, nên không cách gì nhận thức rõ ràng tình hình trong hắc khí. Chỉ có thể mơ hồ cảm thấy, trong pháp trận, một trong sáu luồng khí thức của mấy tên đệ tử đã biến mất. Đại hán tóc vàng cả kinh, chưa kịp phản ứng gì thì trong hắc khí hai tiếng hét thảm khác đã phát ra. Lại thêm hai luồng khí thức của bọn đệ tử tiêu biến. Tiền bối xin cứu mạng, Cùng với tiếng la lớn, một bóng người đột nhiên từ trong hắc khí lao ra, nhào thẳng đến Loan Long Thiên Quân vốn đang gần hắn nhất. Nhưng trong biển lửa này, cho dù toàn lực phi hành, tốc độ cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Mà Loan Long Thiên Quân vẫn đứng yên tại chỗ, bất quá thần sắc chỉ hơi thay đổi. Lão già đệ tử Bạch Gia này, thấy vậy thì lộ vẻ tuyệt vọng, cũng chẳng kịp mắng chửi gì Loan Long Thiên Quân, vội vã lăn nhanh thoát khỏi hắc khí. Nhưng một đạo bạch quang bỗng bắn nhanh tới, phát sau mà đến trước không hề chịu ảnh hưởng bởi biển lửa pháp lực chợt lóe lên liền đánh trúng tên bạch gia đệ tử này hộ thể ma khí của lão già liền tan tác hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng cái đầu đã rớt xuống đất lăn lông lóc nơi cổ đột nhiên bạch quang mờ mờ thoát ra một cái đầu khác hiện ra mờ nhạt nhìn không rõ chỉ thấy ánh mắt đỏ màu máu lạnh lùng liếc nhìn loan long thiên quân hai mắt loan long thiên quân vừa đối diện mục quang của cái đầu sáng lờ mờ này lập tức cảm giác lạnh lẽo rợn tóc gáy lan tràn khắp toàn thân cơ hồ như máu huyết trong người cũng ngưng lại thiên quân trong lòng hoảng hốt, vội rũ tay áo phóng ra một mặt cốt thuẫn chắn trước người, gió giết như quỷ khóc vang lên từng đợt. Lúc này, trong hắc khí lại vang lên hai tiếng nhỏ phốc, phốc, Bạch Vân Hinh cùng một tên đệ tử khác của Bạch Gia Phi độn ra, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Một người thì chạy đến Hàn Lập, người kia lại trốn tới Hàn Kỳ Tử. Cái đầu thoát ra từ cổ của lão già kia đờ đẫn liếc mắt nhìn hai người, bỗng nhiên một đạo bạch quang từ trong thân hình lão già vút ra, mập mờ chia thành hai, bắn tới Bạch Vân Hinh hai người chỉ chợt lóe lên đã quỷ dị tới ngay phía sau bọn họ. Tiền bối cứu mạng, hàn tiền bối, Bạch Vân Hinh cùng tên Bạch gia đệ tử kia hồn bay phách lạc hoảng sợ kêu lớn, đồng thời cũng phóng ra mấy kiện hộ thân ma khí hóa ra hắc khí tầng tầng, hào quang cuồn cuộn bảo hộ toàn thân. Tuy nhiên, hai đạo Bạch Quang kia cứ như là vô hình chi thể, bất chấp hắc khí hay quang hà, chỉ lóe lên đã xuyên qua, nhập vào thân hình hai người. Cả hai đồng la lên thảm thiết, hai cái đầu cùng rớt xuống, lại mọc ra hai cái đầu mờ mờ trăng trắng. trắng. Thứ bạch quang này cực nhanh khiến Hàn Lập cùng Hàn Kỳ Tử đều không kịp ra tay cứu giúp. Hai người đều biến sắc, nếu không phải bọn họ không thể thi triển độn thuật cùng bị vây trong cấm chế biển lửa, muốn cứu hai người đệ tử bạch ra vốn cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt ngó bạch vân hình hai người ngã xuống tại đương trường. Hàn Lập đảo ánh mắt qua thân thể của lão già sau khi bạch quang đã thoát ly, phát hiện xác chết đã sớm khô quắt lại, toàn bộ huyết nhục bỗng dưng biến mất, trông thật thảm thiết tình cảnh giống hệt như mấy di hài của mấy tên bạch gia đệ tử được phát hiện trong hầm mỏ. Xem ra mấy người bạch gia trông coi cứ điểm hẳn cũng đã chết thảm bởi con quái vật chưa biết tên này. Sau khi phân hóa tách ra, hai con quái vật dường như cũng biết những người trước mặt không phải dễ sơi như sáu người trước đó, cho nên tuy chiếm lĩnh thân thể hai đệ tử luyện hư kỳ của bạch gia, nhưng cũng chỉ dùng ánh mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn đám người hàn lập chứ không manh động công kích. Điều này cho thấy quái vật có linh trí không hề thấp khiến loan long thiên quân, Hàn Kỳ Tử và Lão Ma càng thêm kiêng kỵ. Bạch gia đại hán cùng nữ tử tóc tím sau khi thấy thần thông một phân hai của Bạch Quang thì liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đều kinh hãi, truyền âm nói nhau vài lời. Sau đó, đại hán tóc vàng lớn tiếng nói với Hàn Lập. Hàn Đạo Hiếu, người cùng với tiểu muội hãy tạm đối phó với con quái vật này. Ta cùng với Loan Long, Hàn Kỳ Tử nhị vị Đạo Hiếu sẽ xử lý con ma thú kia. Đợi khi giải quyết xong con ma thú, chúng ta sẽ lại liên thủ cùng hai người đối địch với con quái vật này. Lời vừa dứt, bạch sắc chiến giáp trên người nữ tử tóc tím đột nhiên phát tỏa hào quang mãnh liệt khiến lửa nóng đỏ rực xung quanh bị đẩy lùi lại. Nàng nhanh chóng bay thẳng đến Hàn Lập, còn Hàn Kỳ Tử nghe xong cũng chẳng nhiều lời, hai mắt âm trầm chớp lóe tinh quang, ngoài thân hơn 10 đạo hàn quang chuyển động vun vút, cũng thoát ra khỏi biển lửa hướng Loan Long Thiên Quân và Đại Hán tóc vàng bay tới. Hiện tại, đại địch trước mặt không phải là lúc tranh luận phải trái gì, vị ma tôn có bộ dáng băng lãnh này lặng lẽ làm theo ý kiến của đại hán tóc vàng, Hàn lập cười ảm đạm cũng chẳng phản đối chi, đợi nữ tử tóc tím phiêu động tới cách hắn chừng hơn 10 trượng mới truyền âm hỏi. Phúc thiên đạo hiếu, quái vật này quỷ dị như thế, người có nhận biết lai lịch của nó. Nói ra thật hổ thẹn, thiếp thân chính là lần đầu nhìn thấy thứ quái vật này. Tuy rằng ta đã từng xem qua một quyển thượng cổ kỳ thư. Trong đó có miêu tả một loại ma linh có mấy phần tương tự với quái vật trước mắt. Nhưng cũng khó xác nhận đây có phải thật sự là loại ma linh ấy hay không. Nữ tử tóc tím hơi trần trừ, rồi chậm rãi trả lời. Ma Linh, Hàn Lập nghe xong, thần sắc ngưng trọng, tuy rằng nữ tử nói khá mơ hồ, nhưng nhận thức rõ ràng đây là Ma Linh. Không sai, ta nghi ngờ quái vật này chính là Ma Linh do linh khí ở mạch khoáng này hóa ra. Nếu đúng như vậy, Ma Linh này chẳng những vô hình vô thể, đao kiếm nan thương, thủy hỏa bất xâm, hơn nữa miễn là ở trong mạch khoáng này ngay cả độn thuật cũng sẽ không bị áp chế nhiều. Chỉ là không biết vì sao nó lại liên thủ cùng với ma thú chúng ta cần phải cẩn thận ít nhiều đó. Nữ tử cẩn thận truyền âm nói, ra là vậy, để ta thử xem có phải nó thật sự đao kiếm khó thương tổn hay không. Hàn lập mạnh miệng, nhìn bạch quang đang chiếm lĩnh thi thể bạch vân hinh, mắt hiện hàn quang. Tiếp theo, hắn lại liếc mắt ngó qua đám người đại hán tóc vàng cùng hàn kỳ tử ba vị ma tôn. Lúc này, ba người đã phát động phản công nhằm vào con ma thú kia. Đại hán không những thao túng quảng âm bảo kính mà còn tung ra một đôi thiết câu, hắc khí trùng điệp bao vây dung nham cự nhân thiết câu không ngừng quay cuồng, mỗi lần giáng xuống đều tạo ra từng lỗ lớn cỡ miệng chén. Loan Long Thiên Quân thì hóa lớn thân hình, cuồng trướng tới mấy lần, hả miệng phun ra một cổ quái phong tím mờ, từ bốn phương tám hướng áp tới, từng chút một ngạnh kháng bước lui biển lửa. Còn Hàn Kỳ Tử thì lại biến thân thể thành một bức băng tượng sáng trong, lóng lánh. Hai tay giơ lên, từng trận kỳ hàn chi lực cuồn cuộn tuôn ra. Một thân cực hàn thần thông phát huy tới cực điểm, con ma thú đầu nai kia tuy rằng lợi hại nhưng bị ba tên ma tôn đem thần thông toàn lực công kích, ngay lập tức rơi vào thế hạ phong. Dung nham bên ngoài thân hắn bị thương tổn nặng nề, dù vậy, do được hồ dung nham bên dưới liên tục chữa trị khôi phục lại, hắn cũng tạm kiên trì tận sức kháng cự khiến ba gã ma tôn nhất thời không thể giải quyết dứt điểm con thú này. Thấy tình hình vậy, hàn lập mặt không đổi sắc, tay giơ lên, thanh quang chợt lóe hiện ra một thanh kiếm dài ba xích màu xanh mờ, hướng quái vật trong thi thể Bạch Vân hình chém tới trường kiếm lóe lên liền biến mất nơi tay hàn lập lập tức ngay trên đầu thi thể bạch phân Hinh, không gian chập trần rồi một đạo ánh sáng xanh mở lóng lánh hiện ra như một luồng gió nhẹ phóng xuống ngọn gió thổi qua vô thanh vô tức cái đầu bạch quang mở ảo của ma linh liền dọc giữa hai mắt bị chém thành hai mảnh chính là thần thông ngựa kiếm hóa kiếm thành tơ trong tay một hợp thể hậu kỳ như hàn lập thần thông này được phát huy đến trình độ quỷ thần khôn lường dễ dàng chém banh cái đầu kia Âm thanh sắc nhọn trói tai từ hai mảnh đầu trắng sáng phát ra khiến thần thức người nghe không khỏi bị chấn động. Thi thể không đầu của Bạch Vân Hinh chớp mắt đã trở nên khô quắt lại. Liền sau đó, hai mảnh đầu tách ra bay khỏi thi thể, ở lưng trường hợp lại làm một, biến thành một đạo quang ảnh trắng mở bắn nhanh về phía Hàn Lập. Xét thần niệm cường đại như Hàn Lập, dĩ nhiên hắn không coi công kích sắc nhọn của âm ba vào đâu, nhưng thấy quang ảnh ngay tại biển lửa không bị chút ảnh hưởng vút đến, mắt cũng hơi nhíu lại, vội phất tay áo. Trong chớp nhoáng, mấy chục mũi tiểu kiếm màu xanh bắn vọt ra chấp lóe hóa thành các đạo ánh sáng xanh óng ánh đón trận quang ảnh quang ảnh đang phóng tới liền hơi khựng lại chỉ thấy ánh quang lấp lóe quang ảnh đã bị những đạo thanh ngân nhàn nhạt kia phân liệt thành mấy chục mảnh lớn nhỏ khác nhau tuy vậy điều khiến người khác sững sờ chính là những mảnh quang ảnh kia chỉ nhoáng một cái đã tụ tập lại khôi phục hình dáng ban đầu tiếp tục xẹt đến hàn lập đúng là đao kiếm nan thương xem ra thật sự là ma linh do mạch khoáng nơi đây sinh thành hàn lập thì thào Hắn cũng không biến sắc, lại phất tay áo, một đoàn ngân diễm từ bên trong cuốn ra, xoay tròn, vừa vặn kích thẳng vào bạch sắc quang ảnh. Âm tiếng nổ vang động, hỏa diễm màu bạc bùng phát mạnh mẽ, ngay tại trên người quang ảnh bốc cao mấy thước. Trong nháy mắt, liệt hỏa đã bao trùm toàn bộ quang ảnh. Nữ tử tóc tím ở gần đó vừa quan sát một đầu ma linh còn lại vừa chú ý theo dõi hành động của Hàn Lập. Ngay khi nàng nghĩ ngân sắc hỏa diễm rốt cuộc cũng sẽ không làm gì được ma linh, thì chuyện tình chấn động xuất hiện. Quang ảnh bị ngân diễm vây khốn trong phút chốc, bỗng phát ra tiếng la rú thê lương chói tai, sau đó thì lăn lộn điên cuồng tại chỗ, xem chừng cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người. Chương 2062, khoáng mạch kịch chiến hạ. Vừa hết thời gian khoảng hai lần hô hấp, tiếng tiêm minh liền dừng lại, quang ảnh bị ngân diễm thiêu cháy thành một luồng khói xanh. Nữ tử tóc màu tím ở gần đó vừa thấy cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ vừa mừng vừa sợ, trong lòng không kìm được thầm nghĩ chẳng lẽ lời đồn là giả, ma linh này thực ra rất sợ hỏa diễm. Suy nghĩ này của nàng vừa nảy ra trong đầu, ngay lập lức không hề trần trừ ra tay với một ma linh khác. Nàng ném trường kích trong tay vào không trung, ngay tức thì một tiếng hổ gầm truyền đến, trường kích trực tiếp biến ảo thành hư ảnh một con hổ một sừng khổng lồ, nó há mồm phun ra một luồng sáng mờ ảo, lóe lên rồi bắn trúng một con ma linh khác. Một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy thân thể mà ma linh này chiếm cứ cùng lớp xương mù biến ảo thành đầu lâu bị xé toạc và thiêu hủy, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ tiếp đó nữ tử trà sát hai tay rồi lại vung về phía xa từng luồng lôi hỏa đen kịt điên cuồng bắn ra xối xả như mưa hóa thành vô số tia hắc diễm quấn những mảnh vụn của ma linh vào trong bùng cháy mạnh mẽ nữ tử tóc màu tím thở dài vẫy tay về phía không trung để thu trường kích trở lại nàng nhìn thấy cảnh tượng ma diễm cuồn cuộn ở xa xa trên mặt nở một nụ cười xem ra ma linh này cũng không khó giải quyết như trong điển tịch ghi lại nếu thật sự có thể giải quyết đơn giản như vậy đó quả thực là một chuyện may mắn nàng không nhịn được nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩa này vừa xuất hiện trong lòng nữ tử, đột nhiên hắc diễm ở xa xa nổ tung, từng luồng ma diễm bắn ra bốn phương tám hướng, hơn nữa trong đó có vô số điểm sáng cỡ ngón cái. Những điểm sáng này tách ra từ trong ma diễm, lập tức biến đổi phương hướng hội tụ lại một chỗ, những tia sáng lóe lên rồi lại lần nữa biến ảo thành một bóng trắng lờ mờ. Hắc ma diễm mà nữ tử tóc tím phóng ra dường như hoàn toàn không thể làm tổn thương ma linh này. Điều này sao có thể? Khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử biến đổi, không nhịn được hít một ngụm lương khí, lúc này mới biết ngân diễm mà vừa rồi Hàn Lập phóng ra dường như còn có huyền cơ khác trong đó. Nhưng vào lúc này, bóng trắng do Ma Linh biến thành lại lặng lẽ hóa thành một luồng sáng lao về phía nữ tử, chỉ thoáng chốc đã đến một nơi cách nữ tử tóc tím mấy trượng. Trong lòng cả kinh nhưng động tác của nữ tử áo tím không hoảng hốt chút nào, trường kích trong tay run lên, hóa thành vô số hắc mang đâm về phía luồng sáng, đồng thời tay kia thì kết quyết rồi dương về phía trước một tiếng nổ vang lên một luồng lục quang từ lòng bàn tay bay ra sau khi lóe lên liền đón gió mà phình ra hóa thành một cái lợi nhận kích thước như sa luân hình dáng phẳng phất như hình trang lưỡi liềm thế nhưng bóng trắng đang lao đến không hề có ý né tránh cuối cùng vừa vặn đâm thẳng lên trên hắc mang cùng lục quang rắc âm thanh dạn nứt vang lên bóng trắng vặn vẹo cũng không biết như thế nào mà nhoáng lên một cái rồi xuyên thủng qua hắc mang cùng lục quang lao thẳng về phía nữ tử tóc tím nữ tử tóc tím thấy cảnh tượng như vậy khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, trong miệng quát một tiếng, thân thể mềm mại thoáng chốc đã cao lên vài tấc, đồng thời ném trường kích trong tay đi, một bàn tay năm ngón thon thon xuất hiện, đánh một quyền về phía bóng trắng ở phía trước. Nắm tay nhìn thì cực kỳ xinh xắn nhưng trong nháy mắt khi đánh ra, không gian phía trước đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm, hư không mấy trượng xung quanh như sụp đổ, một luồng sáng màu xám bùng lên, không khí lân cận điên cuồng lao vào trong đó. Không gian lực, ở lân cận, vừa nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập không khỏi nhíu hai mắt lại, trên mặt xuất hiện một ít dị sắc. Mà quang ảnh do ma linh biến thành đúng lúc đó đang ở bên trong quầng sáng, phát hiện có điều không ổn liền liều mạng dẫy ruộng, thân hình như rắn không xương lúc dài lúc ngắn uốn lượn liên tục, nhưng dưới hấp lực của quái ở chỗ bùng nổ bên trong quầng sáng kia, nó vẫn tiếp tục bị kéo về phía trung tâm của quầng sáng một chút một. Nữ tử tóc tím vừa thấy ma công có hiệu quả tự nhiên mừng rỡ càng không thể buông lơi, một nắm tay xinh xắn khác đánh ra một luồng sáng màu xám, cũng đánh ở một chỗ tương tự trong hư không sau một âm thanh trầm vang, luồng sáng màu xám ban đầu khẽ run lên, không khí từ bốn phía đổ vào đều hóa thành từng luồng từng luồng cuồng phong, hấp lực do bùng nổ thoáng chốc càng trở nên điên cuồng hơn trước. Dù cho thân thể của ma linh kia là vô hình cũng chẳng thể chống lại. Chỉ nghe một tiếng phốc vang lên, quang ảnh màu trắng bỗng chốc đã bị hút vào trung tâm của luồng sáng màu xám, đồng thời cũng bị một luồng lực lượng quỷ dị từ lợi nhận nghiền nát trong nháy mắt. Đôi mắt long lanh của nữ tử áo tím lấp lánh tinh quang, khóe miệng hơi nhếch lên, một tay kết quyết, từng luồng hắc khi ngoài thân quay cuồng bất định, một ngón tay thon dài chậm rãi điểm về phía luồng sáng màu xám, tính toán muốn thi triển một loại bí thuật cực kỳ lợi hại để hoàn toàn giải quyết ma linh đang tạm thời bị vây khốn kia. Nhưng đúng lúc này, Hàn Lập đang ở bên cạnh đột nhiên nhíu lông mày nói, cẩn thận. Nữ tử tóc tím ngẩn ra, chưa hiểu ý nghĩa câu nói của Hàn Lập là gì thì luồng sáng màu xám trước người bất thình lình bùng nổ, tiếng xé gió suy suy vang lên, mấy trăm tia sáng trắng từ giữa bắn ra, chỉ trong nháy mắt đã đánh đến thân hình của nữ tử. Lớp lớp màn hào quang trên thân nữ tử tự động bùng lên, nhưng những tia sáng trắng kia hoàn toàn nhẹ nhàng xuyên thủng qua như không có gì, đánh mạnh lên chiếc chiến giáp trắng như ngọc bên ngoài thân của nữ tử. Cũng không biết là chiến giáp này được luyện chế từ loại tài liệu nào, trên bề mặt bị bạch ti tấn công không ngờ lại bộc phát ra từng luồng bạch mang. Bên trong những bạch mang này thấp thoáng hiện ra một đám phù văn màu bạc kích thước không đồng nhất, sau đó tạm thời ngăn cản những tia sáng trắng ở bên ngoài nhưng mấy trăm tia sáng trắng dường như ẩn chứa một lực lượng cực kỳ đáng sợ, đột nhiên run lên rồi nảy sinh một luồng cự lực khiến cho nữ tử tóc tím hoàn toàn không thể ngăn cản. Thân hình của nàng chấn động, sau đó không tự chủ được bay ngược về phía sau. Tiếp đó, mấy trăm tia sáng trắng ngưng tụ lại một cách quỷ dị, huyễn hóa ra một cái quang ảnh lờ mờ ngay ở vị trí trước kia nữ tử tóc tím đứng, hai cánh tay chảo về phía nữ tử tóc tím. Tiếng ầm ầm vang lên, quang thủ lớn khoảng hai trượng hiện ra trong hư không bị phá vỡ, chảo về phía nữ tử một cách tàn ác, chưa chụp được nữ tử tóc tím nhưng hai luồng cự lực khổng lồ đã hóa thành hai cơn lốc xoáy gào thét lao tới. Tuy nữ tử tóc tím có thần công hộ thể mạnh mẽ nhưng khi thấy thanh thế đáng sợ của quang ảnh, khuôn mặt xinh đẹp cũng không nhịn được mà trở nên tái nhợt, trong lòng biết nếu thật sự chúng một kích như vậy, cho dù có thể may mắn tránh khỏi vẫn lạc nhưng tuyệt đối sẽ trọng thương không nhẹ, lúc này liền cắn răng, tâm lý liều mạng cũng nảy sinh trong lòng. Sau khi một tầng huyết khí xuất hiện trên mặt nữ tử, hắc mang sau lưng chợt lóe lên, huyễn hóa ra một ma tướng đầu hổ thân người vô cùng dữ tợn. Ma tướng này gầm nhẹ một tiếng, hai cái ma chảo khổng lồ ngay tức khắc chia ra hai bên xuyên qua lốc xoáy, chính diện nghinh tiếp hai quang thủ. Nhưng nàng vẫn hơi coi thường thủ đoạn của ma linh, trong nháy mắt khi ma chảo tiếp xúc với quang thủ, quang thủ ở phía trước đột nhiên uốn lượn, không ngờ ở một góc độ không thể tưởng tượng nổi lại hiện lên hai ma chảo, thoáng cái đã xuất hiện ở đỉnh đầu của nữ tử tóc tím, lật tay vỗ xuống dưới, Nữ tử tóc tím thầm kêu một tiếng không tốt, muốn phản ứng nhưng đã quá muộn, chỉ có thể điên cuồng tập trung pháp lực toàn thân ra bên ngoài cơ thể, chiến giác màu trắng lập tức trở nên sáng lóa, ý định muốn để thân thể đỡ lấy đòn này. Vào thời khắc quang thủ khổng lồ uốn khúc đánh xuống, hư không lân cận đột nhiên đồng thời chấn động, hai tiếng phốc phốc vang lên, hai luồng ngân diễm lóe lên rồi bắn tới, đúng lúc suốt khi bất ý đánh lên hai quang thủ khổng lồ. Âm, quang thủ hơi ngừng lại, thoáng cái đã bị ngân diễm cuồn cuộn bao phủ, trong nháy mắt biến thành hư ảo bên trong ánh lửa. Mà ngay sau đó, hai luồng ngân diễm lại bùng lên một cách quỷ dị, không ngờ trong nháy mắt liền dung hợp lại một thể, hóa thành một con hỏa điều màu bạc chừng một trượng, hai cánh mở ra, lao về phía bản thể ma linh kia. Chính là Hàn Lập đang ở bên cạnh, thấy nữ tử gặp nguy hiểm cuối cùng đành tự mình ra tay. Bản thể của ma linh vừa thấy ngân điều lao đến, đương nhiên vô cùng sợ hãi, thân hình khẽ lay động liền bắn ra ngoài vài chục trượng một cách quỷ mị, sau đó liền há miệng phun ra từng luồng tinh quang đỏ tía. Những tinh quang này vừa rời khỏi miệng không ngờ thoáng chốc đã biến ảo thành hơn 10 đạo kiếm quang màu tím tung hoành, lóe lên rồi chạm về phía thân của hỏa điều màu bạc. Ngân diễm ngoài thân của hỏa điều bùng lên, nhận lấy những kiếm quang màu tím đó như chẳng có việc gì, toàn thân không ngờ lại không hề có vẻ gì là bị tổn thương. Trái lại, kiếm quang màu tím bị ngăn cản không khỏi liên tiếp dừng lại vài lần, mà trong khoảnh khắc này, ma linh kia liên tiếp lóe lên vài lần, đột nhiên nhập vào bên trong thạch bích của động quật phía sau, không thấy bóng dáng đâu nữa. Hàn lập thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt hơi đổi, nâng tay vẫy về phía hỏa điểu màu bạc, lập tức khiến hỏa điểu này kêu lên một tiếng, hóa thành một luồng ngân diễm rồi bay trở về. Hỏa điểu lóe lên rồi nhập vào trong thân thể, từ từ biến mất. Lúc này, nữ tử tóc tím kia cũng thả lòng người ổn định thân hình, vội vàng hướng về phía Hàn lập ở xa xa thi lễ cảm ơn. Đa tạ Hàn huynh tương trợ, nếu không lần này thiếp thân thật đúng là thiếu chút nữa phải chịu độc thủ của ma linh. Ân này, sau khi trở về thiếp thân nhất định sẽ báo đáp. Đạo hữu quá khách khí rồi, nếu hàn mộ đã được mời đến đây, ra tay tương trợ vốn là việc cần phải làm. Chỉ đáng tiếc là linh trí của ma linh này dường như không thấp, xem ra muốn bắt nó một lần nữa chỉ là cũng không phải là chuyện dễ. Hàn lập mỉm cười rồi trả lời, ân cứu giúp, thiếp thân nào có thể quên được, chỉ có điều ma linh này nhất định phải bị trừ bỏ, nếu không mạch khoáng nơi này không cách nào tiếp tục khai thác như bình thường được. Xong bây giờ trước tiên ứng phó với con ma thú này rồi hãy nói. Nữ tử tóc tím cười khổ một tiếng rồi trả lời, tiếp đó quay đầu liếc về phía trận chiến bên kia, lập tức hít sâu một hơi rồi xông tới. Chỉ thấy ở bên kia, tên khổng lồ dung nham tỏa ra hỏa diễm đỏ thấm toàn thân tựa như vô cùng vô tận, cho dù đã bị đại hán tóc vàng và ba tên ma tôn hợp lực ép vào thế bất lợi nhưng hung diễm vẫn không suy giảm chút nào, trái lại, hai nắm tay khổng lồ đấm lung tung về phía ba tên lão ma từng luồng từng luồng hỏa đoàn xanh biết kích thước bằng cả một cái lầu các hóa thành những ngôi sao băng không ngừng bay đến bên trong hỏa đoàn khổng lồ ẩn chứa uy phong rất đáng sợ ba tên ma tôn cũng vô cùng cẩn thận không dám đón đỡ chỉ có thể ẩn nấp hoặc né tránh mà thôi con ma thú đáng sợ này không hổ là có tu vi ma tôn hậu kỳ nếu chỉ có đám đại hán tóc vàng ba người muốn đánh bại con thú này chỉ sợ quả thật là một việc vô cùng khó khăn đương nhiên hàn lập cũng nhìn thấy cảnh này hắn cười nhạt một tiếng rồi một tay kết quyết, ma khí sau lưng cuồn cuộn tỏa ra, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng hiện lên, nhanh chóng lao về phía cuộc chiến bên kia. chương 2063, giải quyết, nửa ngày sau, trên bề mặt của cồn cát khổng lồ đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, một tòa kiến trúc hình tam giác vươn lên làm đỉnh cồn cát nước toát ra. Vô số đá vụn văng lung tung, một luồng lục diễm cuồn cuộn bay lên, nó quanh quẩn trên không chung một lát rồi bay vụt về phía phương xa bên trong lục diễm phảng phất như có một con ma thú đầu hưu không ngừng gầm gừ, toàn thân loang lỗ vết máu đỏ thấm, trên người chi chít vết thương, ban đầu vốn là bốn cái thú chảo nhưng giờ lại thiếu mất một cái. Nhưng cũng đúng lúc này, một luồng ngân quang chói mắt nhanh như tia chớp đột nhiên từ dưới bay lên, nhanh chóng quấn lấy con ma thú khổng lồ bên trong lục diễm. Ngay tức khắc, một tiếng gầm đau đớn vang lên, lục diễm bùng lên sau đó hóa thành một luồng lục quang lao về phía chân trời, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa trên không trung lúc này ngoại trừ một vệt máu đỏ thấm cũng chỉ có nửa đoạn sừng quái dị màu tím trong suốt đang rơi xuống sau khi vang lên một tiếng trầm đục liền rơi xuống cát chiếc sừng lún sâu vào vài thước dường như vô cùng nặng lúc này một bóng người chậm rãi bay ra từ cái hố to nứt ra bởi kiến trúc hình tam giác bóng người dừng lại rồi lơ lửng trên không trung người này mặc một chiếc trường bào màu xanh khuôn mặt vô cùng trẻ trung chính là hàn lập hàn lập ngẩng đầu lướt về phía phương hướng mà quái thú biến mất sau đó lắc lắc đầu rồi cúi xuống liếc qua vết máu của ma thú trên mặt đất, khi hắn nhìn thấy nửa đoạn sừng tím lún vào bên trong cát, trên mặt lộ vẻ như cười như không. Hắn khẽ nhấc tay chảo về phía hư không trên mặt đất, một luồng sức mạnh vô hình lập tức phóng ra. Một tiếng vèo vang lên, nửa đoạn sừng tím từ trên mặt đất bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống tay Hàn Lập, dường như không có chút trọng lượng nào. Hàn Lập hướng thần niệm lướt qua chiếc sừng tím, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi, dường như nhận ra điều gì đó bàn tay khẽ lật mảnh sừng lập tức lóe lên rồi biến mất ngay sau đó bên trong cái hố to có một bóng người thướt tha bay ra chính là nữ tử tóc tím của bạch gia nàng ta vừa thấy hàn lập liền mỉm cười môi anh đào hé mở hỏi một câu hàn huynh cho dù không kịp đuổi theo con ma thú kia cũng không sao cả con thú này đã bị năm người chúng ta hợp lực đánh trọng thương có lẽ sau này cũng không dám đến gần mạch khoáng nơi đây đâu tiên tử yên tâm Lúc con thú này bỏ trốn đã bị ta chém thêm một kiếm nữa, hơn nữa trước đó còn bị thương nặng, không tính dưỡng mấy trăm năm thì không thể nào khôi phục như lúc ban đầu. Hàn lập lấy tay chỉ về phía vệt máu đỏ thấm kia, thản nhiên trả lời. Thì ra là vậy, tốt quá, phiền toái này rốt cuộc đã được giải quyết. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại hội hợp với đám người gia huynh, bàn bạc một chút về việc của hắn đi. Nữ tử tóc tím lướt qua bãi cát mà Hàn lập chỉ, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nhưng lập tức nghĩ tới việc nào đó, nói được chúng ta đi thôi hàn lập không có ý kiến khác lập tức gật đầu rồi bay về phía hố to nữ tử nhìn về phía vết máu nghĩ sơ một chút rồi vỗ tay vào hư không một tiếng ầm vang lên một cái hố to xuất hiện trên cát trong nháy mắt đã cuốn toàn bộ vệt máu của ma thú vào bên trong rồi chìm xuống sau khi thấy vậy nữ tử mới hoàn toàn yên tâm rồi theo sau hàn lập bay xuống phía dưới mấy canh giờ sau trong hang động vừa kịch chiến ban nãy hàn lập nữ tử tóc tím Đại Hán tóc vàng cùng ba tên ma tôn kia đang tụ tập lại một chỗ để bàn bạc chuyện gì đó. Trong đó, thần quang trong mắt Loan Long Thiên Quân cùng Đại Hán tóc vàng thì ảm đạm, sắc mặt hơi tái nhợt, dường như đều hao tổn một chút nguyên khí. Trái lại, hai mắt lộ ra từ mặt nạ của Hàn Kỳ Tử vẫn lãnh đạm như cũ, thần quang sung túc không khác gì lúc đầu. Phúc Thiên Tiên Tử, theo lời ngươi nói, con ma linh kia tám chín phần là thành linh tại mạch khoáng này. Nếu đã nói như vậy ma linh này sẽ không rời khỏi mạch khoáng, nếu không nó sẽ tự động biến mất. Khuôn mặt mập mạp của Loan Long Thiên Quân rung lên, đôi mắt tì hí chấp chấp rồi nói. Con ma linh này chỉ trong khoảnh khắc đã giết sạch sáu tên đệ tử luyện hư của bạch gia chúng ta, chỉ sợ đẳng cấp cũng không thấp, nói không chừng đã có năng lực rời khỏi nơi này hoạt động độc lập. Nữ tử tóc tím cũng không quá chắc chắn, cũng đúng, cho dù chính ta ra tay cũng không thể diệt sát sáu tên cấp bậc luyện hư nhanh như vậy được. Không biết Bạch Huynh có suy nghĩ gì không? loan long thiên quân đâm chiêu một chốc rồi sau đó hỏi một câu tuy rằng đã đánh trọng thương ma thú rồi đuổi đi nhưng nếu vẫn còn con ma linh kia mạch khoáng này vẫn không thể khai thác một cách bình thường chỉ sợ bạch mỗ còn phải nhờ sự giúp đỡ của ba vị đạo hữu lần nữa nếu không chỉ dựa vào ta cũng ngũ muội thì không hề nắm chắc giải quyết được con ma linh này đại hán thẳng thắn nói vừa nghe xong loan long thiên quân và hàn kỳ tử liền quay đầu liếc mắt nhau sau đó mới nhướng mày chầm chậm nói bạch huynh Điều này e rằng không thích hợp, trước kia ta chỉ đáp ứng việc đối phó với con ma thú tu vi ma tôn hậu kỳ mà thôi, còn con ma linh này cũng không phải là mục tiêu đã giao hẹn trước đó. Hơn nữa ma linh này quỷ dị như vậy, ngay cả Phúc Thiên Đạo Hiếu cũng thiếu chút nữa gặp phải độc thủ, mức độ nguy hiểm chỉ sợ còn hơn con ma thú kia. Và lại, trong hành động lần này, bởi vì có sự quấy rối của ma linh này nên ta đã phải chịu nguy hiểm không nhỏ, nếu không tại hạ cũng không phải ăn nhiều thiệt thòi như vậy. Loan Long Thiên Quân ho nhẹ một tiếng, Bộ dạng dường như không muốn mạo hiểm lần nữa. Còn Hàn Kỳ Tử thì tuy không nói gì nhưng rõ ràng cũng có ý kiến không khác biệt lắm. Đại Hán tóc vàng nghe xong lời này, sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng nảy sinh một chút phẫn nộ nhưng vẫn nói một cách vô cùng bình tĩnh. Chuyện ma linh lúc này là sai sót của Bạch gia chúng ta, trước đó không tra xét nên không biết sự tồn tại của nó, nếu không thì nhất định sẽ chuẩn bị pháp khí đặc thù tương ứng để đối phó với nó. Song Loan Long huynh cứ yên tâm, chỉ cần mấy vị tiếp tục ra tay tương trợ, bạch ra chúng ta nguyện ý tăng gấp đôi thủ lao trước đó. Hơn nữa, tuy rằng con ma linh kia có thần thông phi thường quỷ dị nhưng ma diễm của hàn đạo hữu dường như có thể khắc chế loại ma linh này, đồng thời còn xuất kỳ bất ý đánh chết một cái hóa thân trong đó. Hiện giờ nó hẳn là bị thương không nhẹ, nói không chừng thần thông trên người đã mất đi non nửa, đây chính là cơ hội để chúng ta diệt sát nó. Sau khi nói xong, đại hán hướng về phía hàn lập mỉm cười rồi lẳng lặng truyền âm. Chỉ cần Hàn Huynh đồng ý hỗ trợ diệt trừ con ma linh này, ngoại trừ việc tặng Đạo Hữu một con lục túc ma tích, Bạch Mỗ xin hứa sẽ để Đạo Hữu lựa chọn ba kiện bảo vật trong bảo khố của Bạch gia. Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt lại, đương nhiên cũng đã động tâm, tỉnh bơ gật đầu đồng ý. Đại Hán thấy vậy, trong lòng khẽ thở phào một hơi. Nếu đối phó với con ma linh kia, việc Hàn Lập có thần thông ngân diếm có thể khắc chế nó đương nhiên là không thể thiếu. Thù lao gấp đôi, bao gồm cả huyết nha mễ sao? Loan Long Thiên Quân vừa nghe Đại Hán nói xong, sắc mặt lập tức trở nên hớn hở vội vàng hỏi thật không phải, bạch gia chúng ta quả thực đã không còn huyết nha mế, nhưng bạch mỗ nguyện dùng một khối huyết luyện tinh kim xem như thay cho thù lao, loan long huynh thấy như thế nào. Ta nhớ dường như đạo hữu cũng đã tìm vật đó trong một khoảng thời gian. Đại hán tóc vàng tựa hồ đã dự tính trước, không lưỡng lự trả lời. Huyết luyện tinh kim, vật này tuy không bằng huyết nha mễ nhưng đối với ta quả thật cũng đủ để đền bù thù lao. Loan Long thiên quân trước tiên là ngẩn ra, sắc mặt âm tình bất định trong chốc lát, sau đó hơi miễn cưỡng đáp ứng. Tốt, Hàn Kỳ Tử đạo hữu và Hàn huynh cũng không có ý kiến gì khác chứ? Đại Hán mừng rỡ, quay đầu hơi Hàn Kỳ Tử, sau khi chớp mắt vài cái, Hàn Kỳ Tử chậm rãi gật đầu. Còn Hàn Lập thì đương nhiên là mỉm cười, trực tiếp tỏ vẻ đồng ý. Vì thế bọn hắn bắt đầu bàn bạc phương pháp đối phó với con ma linh kia, cuối cùng cũng thống nhất đưa ra một phương pháp có khả thi. Khoảng thời gian sau đó, những người có liên quan bắt đầu cầm ma thạch trong tay, đả tọa điều tức ngay trong hang động, không hề vội vàng lập tức hành động. Mấy ngày sau, khi mọi người đã hồi phục một phần pháp lực tiêu hao liền chia binh thành hai đường bắt đầu hành động. Hàn lập cũng nữ tử tóc tím tiếp tục cùng một tổ, đại hán tóc vàng thì đi cùng loan long thiên quân, hàn kỳ tử, hai nhóm xuôi theo mạch khoáng theo hai hướng khác nhau để lục soát hầm mỏ. Hai ngày sau, ở bên trong một cái hầm mỏ vô danh, nữ tử tóc tím tay cầm viên bàn đi ở phía trước, còn hàn lập thì thủng thỉnh theo sau. Tốc độ của nàng cũng không nhanh lắm, Thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn gì đó trên viên bàn nhưng vẫn không có vẻ gì là có phát hiện mới. Cái linh bàn này thật sự có thể cảm ứng được vị trí của ma linh sao? Cuối cùng thì Hàn Lập cũng mở miệng hỏi. Hàn huynh cứ yên tâm, tuy rằng linh bàn này không phải là ma khí chuyên để đối phó với ma linh, ban đầu vốn chỉ dùng để tra xét một vài loại tài liệu hiếm thấy, nhưng trong tình huống này vẫn có thể dùng được một chút. Chỉ cần ma linh đến gần chúng ta trong vòng 100 trượng, ta lập tức có thể phát hiện ra nếu không thì với đặc tính của ma linh là có thể hòa hợp thành một thể với mạch khoáng này cho dù dùng thần niệm căn bản cũng không thể giả soát được nữ tử tóc tím quay đâu lại mỉm cười ngọt ngào rồi trả lời nhưng linh trí của ma linh này cũng không thấp chị e sẽ không chủ động đến gần chúng ta hàn lập lắc đầu nói vậy chúng ta sẽ trực tiếp tìm kiếm căn nguyên của ma linh này cho dù nó là một tia linh tính của mạch khoáng biến ảo mà thành một khi căn nguyên bị hủy đi thì cũng sẽ tự động tiêu vong nữ tử trả lời không chút do so dự Tuy là nói vậy nhưng mạch khoáng rộng như thế này, việc tìm kiếm căn nguyên chỉ e cũng chẳng dễ dàng chút nào, nói không chừng còn phải bận rộn hơn 7-8 ngày. Hàn lập thở dài một hơi rồi nói, Hàn huynh nói vậy có chút trái lương tâm đấy, bạch ra chúng ta đã phải trả một cái giá lớn, chẳng lẽ ngay cả thời gian 6-7 ngày cũng không đáng sao. Nữ tử khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ quyến rũ. Hắc hắc, việc này nếu tính toán quả thật là thất lễ. Hàn lập cười khà khà, nói một câu rất thâm ý nữ tử chớp chớp đôi mắt long lanh, đang muốn nói gì đó thì trên người đột nhiên vang lên tiếng vù vù trầm đục, nàng giật mình ngẩn người một chút rồi lập tức vỗ vào giữa eo, ngay lập tức có một vật bay ra. Đó chính là một kiện ma khí có hình dạng chiếc lệnh bài. Khi nữ tử lấy tay điểm vài cái lên chiếc lệnh bài, từ giữa liền truyền ra giọng nới vui mừng của đại hán tóc vàng. Ngũ muội nhanh chóng quay về đi, chúng ta đã tìm ra được con ma linh kia, hơn nữa đang liên thủ diệt sát nó. Quả nhiên giống với suy đoán trước đó, ma linh này vô cùng yếu ớt, căn bản không cách nào tranh đấu trong thời gian dài. Nữ tử nghe xong không khỏi có chút giật mình, mà Hàn Lập ở bên cạnh cũng nghe thấy, khẽ cười nói. Xem ra chúng ta không cần phải ở lại đây 10 ngày nửa tháng, có thể nhanh chóng trở về huyễn giả dạ thành rồi. chương 2064, tái kiến dị Ma Kim. Một tháng sau tại phía ngoài huyễn khiếu sa mà có một đoàn bát túc ma tích từ trong bão cát mịt mù hiện ra, trên mỗi đầu ma tích đều có một người ngay ngắn ngồi đúng là đám người Hàn Lập theo Bạch Gia phản hồi từ khoáng mạch trở về. Lúc trước, Hàn Lập biết được ma tinh kia bị đám người theo đại hán tóc vàng giết chết, lập tức từ trên đường truy đuổi cùng nữ tử tóc tím và đám ma tôn còn lại hội hợp cùng nhau, cuối cùng tại chỗ của ma tinh kia tìm được một khối lớn tinh thạch màu xám trắng. Tuy rằng linh tính của khối tinh thạch bị mất gần hết, nhưng vẫn là một kiện tài liệu luyện khí cực kỳ chân quý, cuối cùng bị đại hán tóc vàng không khách khí thu lại. Về phần quá trình chém giết ma tinh nọ, Hàn Lập không một lời hỏi qua, đám người loan long thiên quân cùng Hàn Kỳ Tử cũng không có ý tứ muốn nhắc lại. Nhưng bởi Hàn Lập chủ động yêu cầu, đám người này thành thành thật thật chờ tại nơi ma tinh bị tiêu diệt, hai ngày sau liền hội họp rồi cùng nhau tiêu sái một đường thuận tiện ra đi ra khỏi huyễn khiếu sa mạc. Vừa ra khỏi sa mạc, Hàn Lập chỉ cảm thấy thân thể nhẹ lâng lâng, cỗ lực lượng thần bí bao quanh cơ thể liền tán đi sạch sẽ, đồng thời trong cơ thể pháp lực nguyên bản bị áp chế chín phần lại nháy mắt khôi phục như cũ. Cảm nhận được pháp lực trong cơ thể tràn đầy trở lại, Hàn Lập không khỏi thở nhẹ một hơi. Lúc trong huyễn khiếu sa mắc, cảm giác pháp lực bị áp chế rất khó chịu, hắn nghĩ đến việc sau này có thể phải ở trong sa mạc này mấy chục năm trong lòng liền âm thầm cười khổ không thôi. Bất quá mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, thậm chí còn có thể thu đến tay một đầu bát túc ma tích. Thu hoạch này cũng xem như không nhỏ đi, giờ đây chỉ cần chờ đám người lũng ra lão tổ hội họp nữa thôi. Nhưng hiện tại, Bạch gia chấp nhận cho hắn lựa chọn ba kiện bảo vật trong bảo khố, chắn chắn sẽ đem lại một sự kinh hỉ nho nhỏ đi. Hàn lập thầm nghĩ vậy, trong lòng lại không khỏi có một tia chờ mong. Sau khi pháp lực không còn bị áp chế thì với tốc độ phi hành của đám người hợp thể kỳ, chỉ mất nửa ngày là có thể nhìn thấy được bóng dáng của viễn dạ thành. Mấy canh giờ sau đám người hàn lập, loan Long thiên quân, hàn kỳ tử ba người đã an vị trong một căn phòng sang trọng mang chút phong cách cổ xưa, cùng với một nữ tử chủ tỏa thần thái thoải mái đàm đạo cùng nhau nhưng lúc này nam tử tóc vàng lại vô ảnh vô tung, tựa như đang phải xử lý sự tình nào đó quan trọng hơn nơi khác. Điều này cũng khó trách, toàn bộ bạch gia đều dựa vào hai gã ma tôn tỏa chấn, nay cùng lúc rời bỏ gia tộc đi liền hai tháng, nay tự nhiên phải có một ít sự tình cần xử lý. Qua thời gian khoảng một bữa cơm, nơi cửa lớn gian phòng chợt nhoáng lên một cái tiếp theo chính là hán tử tóc vàng đang chậm rãi đi đến. Vị bạch gia lão tổ này bộ dáng tươi cười, tựa như gặp chuyện gì cực kỳ vui mừng. Bạch huynh, người xử lý chuyện trong tộc thật nhanh a à. Loan Long Thiên Quân khẽ liếc nhìn Đại Hán một cái, gò má béo úm trên mặt rung lên, hỏi một câu. Ha ha, chỉ là một ít chuyện nhỏ thôi. Bất quá, ngoài việc xử lý một chút công việc ra, ta cũng đem tất cả thù lao đã đáp ứng các vị đạo hữu đến đây. Ba vị hãy lại nhìn xem một chút đi. Đại Hán cười lớn hàm hồ đáp lại vài câu, tay áo hướng về phía ba người vung lên ngay lập tức tả hữu mỗi bên một kiện viên hoàn màu đen bay ra. Ba người hàn lập thủ chảo khẽ động liền đem viên hoàn nhiếp vào, sau đó dùng thần niệm đảo qua. Một lát sau, loan long thiên quân cùng hàn kỳ tử ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng, cùng đem vòng chữ vật thu lại rồi đứng lên. Mà hàn lập sau khi xem xong, trên mặt bất động thanh sắc, thanh quan liền chớp lên viên hoàn trong tay liền biến mất không thấy bóng dáng. Lần này ra tay tương trợ, tại hạ bị tổn hao một ít nguyên khí cần phải trở về động phủ tính dưỡng một đoạn thời gian. Bồn tọa không quấy dày nhị vị đạo hữu nữa. Loan Long Thiên Quân không khách khí một tay thu lấy thủ lao, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Nếu Loan Long Huynh đã ly khai vậy thì tại Hạ cũng không ở lại đây lâu. Hàn Kỳ Tử cân nhắc một chút, liền đồng dạng khàn khàn nói. Hàn Lập thấy vậy ánh mặt chấp động, nhưng vẫn ngồi im trên khế một ly không động. Mặc cho Loan Long Thiên Quân cùng Hàn Kỳ Tử thần sắc ngạc nhiên nhìn qua. Nhưng Hàn Lập trên mặt không lộ ra lấy một tia dị sắc. Nam tử tóc vàng thấy vậy tự nhiên khách khí mời lại đôi câu, nhưng gặp hai kia người không có ý tứ ở lại, liền đưa họ đến cửa đại sảnh rồi phân phó đám đệ tử tiễn họ đến cửa thành rồi mới quay lại. Lúc này Hàn Lập trong phòng bộ dáng thản nhiên nhấm nháp một ly linh trà. Hàn Huynh, người thật phi thường điềm tĩnh đi, hiện tại hai vị đạo hữu loan long cùng Hàn Kỳ Tử đã không còn ở lại, chẳng nhẽ đạo hữu không sợ hai huynh muội đem ba kiện bảo vật lưu lại sao? Nam tử tóc vàng thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy con mắt lưu chuyển, thâm thúy hỏi một câu. Bạch Huynh nếu thực sự keo kiệt như vậy, chỉ sợ bạch gia đã không thể tồn tại đến ngày hôm nay a à. Hàn lập nghe xong không hề tức giận ngược lại trên mặt đầy thiếu ý đáp lại. Hắc hắc, lời này thật không giả đi, bạch gia nếu chỉ vì vài kiện bảo vật mà thất tín như vậy, há có thể bình yên đứng vững tại huyễn giả thành sao? Ngũ muội người đưa Hàn huynh đến bảo khố của chúng ta lựa chọn ba kiện bảo vật đi. Vô luận là loại bảo vật nào, chỉ cần Hàn đạo hữu nhìn chúng thì cứ việc thu lấy là được. Nam tử tóc vàng phất tay, hào phóng dị thường nói. Vâng, đại ca, Hàn Huynh, mời theo thiếp thân. Tử phát nữ tử đáp ứng một tiếng rồi hướng Hàn Lập thản nhiên cười nói. Hàn Lập cũng không khách khí hướng phía đại hán chắp tay một cái, liền theo nữ tử ra khỏi cửa phòng. Đại hán thấy Hàn Lập bóng dáng biến mất sau cánh cửa trên mặt nét tiêu ý liền biến mất, thay vào đó là nét trầm ngâm rồi lắc đầu thì thào vài câu tự nói. Thật có chút đáng tiếc, sớm biết đầu ma linh kia dễ giải quyết như vậy thì đâu cần mất đi số thù lao hậu hĩnh kia. Bất quá, cũng may chuyện khoáng mạch đã được giải quyết hoàn toàn, số tổn thất này sau này có thể bù lại. Khoảng nửa khắc sau Hàn Lập xuất hiện trước cửa một tòa lầu các bị cấm chế bao phủ. Ở phía ngoài lầu các có ít nhất khoảng 10 tên đệ tử tinh nhuệ của Bạch Gia ẩn nấp canh giữ. Bất quá có nữ tử tóc tím dẫn đường, Hàn Lập tự nhiên có thể tiến vào một cái đại sảnh bên trong mà không chút trở ngại nào. Ở bên tường đại sảnh có 8 bức tượng ác quỷ bằng thanh đồng tư thế giữ tợn, đứng ở hai bên như là một đám thủ vệ mà ở giữa các bức tượng được chia ra làm 12 chiếc giá gỗ, trên mỗi giá gỗ hào quang chấp động, phân biệt là một đám ma khí hoặc tài liệu có bộ dáng kỳ lạ, ngoài ra còn một số lớn nhỏ bất đồng hộp ngọc, thậm chí là vài cái chai lọ gì đó. Nữ tử tóc tím không tiến vào đại sảnh mà đứng ngay lối vào, hướng tới tám bức tượng thanh đồng một tay bấm quyết sau đó há mồm phun ra một cái tử sắc ngọc bội. Ngọc bội vừa hiện ra liền hướng phía đại sảnh một tia bắn đi, một tiếng muộn hưởng vang lên sau đó nhập vào hư không không thấy bóng dáng. Hàn huynh, nơi này chính là một tàng bảo khố của bạch gia chúng ta, người ở đây có thể lựa chọn lấy ba kiện bảo vật đi. Nữ tử pháp quyết trong tay buông lỏng xong lại nhìn Hàn Lập khẽ cười nói. Vậy Hàn Mỗ sẽ không khách khí, Hàn Lập hướng vào đại sảnh nhìn qua lãnh đạm trả lời. Lấy mức độ thần niệm cường đại cùng kinh nghiệm phong phú, vừa đào qua đã đem 89 phần tên tuổi cùng công dụng đám bảo vật hiểu rõ. Số còn lại hầu hết là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nên phải cẩn thận xem xét một chút, trong lòng hắn cũng có chút hứng thú, Hàn lập thân hình vừa động, bước lại một cái giá gỗ cách đó không xa, bàn tay chấp động nhắm một kiện tài liệu giống miếng gỗ cháy cầm lên cẩn thận xem xét. Nữ tử tóc tím đứng nơi cửa nét mặt mỉm cười cũng không có giảng giải điều gì, cũng không đưa ra lời đề nghị nào. Hiển nhiên ba kiện bảo vật kia đều mặc cho Hàn lập tự mình lựa chọn. Hàn lập nhìn kiện tài liệu trong tay một lát liền bất động thanh sắc thả trở về, đôi mắt cũng không thèm chấp động hướng những vật phẩm còn lại trên giá gỗ một cái, lại đi về chiếc giá gỗ bên cạnh lấy một cái hộp ngọc được dán bùa phong ấn gắt gao lên xem. Hộp ngọc này chi chít dày đặc ký hiệu ngân quang như ẩn như hiện lưu chuyển không ngừng. Hàn lập hướng hộp ngọc ánh mắt lướt quá, lại dùng thần niệm mạnh mẽ tra xét cẩn thận sau đó không nói lấy một lời đem vật này thu vào vòng chữ vật. Ở chỗ cửa, thấy hàn lập hành động như vậy nữ tử tóc tím trên mặt không khỏi hiện ra một tia dị sắc. Mà lúc này hàn lập lại đem mở nắp một cái bình lớn cỡ bàn tay khẽ ngửi rồi hạ xuống, trên mặt thoáng một tia do dự nhưng rồi cũng trả lại chỗ cũ. Cứ như vậy Hàn Lập xem qua một mạch hơn phân nữa giá gỗ, nhưng vẫn chưa lấy thêm bất kỳ món bảo vật nào nữa. Điều này làm cho nữ tử hiện lên một vẻ ngạc nhiên, dù sao thì mấy giá gỗ vừa rồi cũng có mấy món bảo vật có giá trị không dưới hộp ngọc mà Hàn Lập đã thu khi nãy. Khoảng một tuần trà sau Hàn Lập bước đến hai cái giá gỗ sau cùng, thần sắc vừa động, nhìn chăm chú vào một vật trên đó không rời đi. Đó là một khối khoáng thạch lớn bằng đầu người màu trắng đen, phát ra hào quang chấp động không ngừng. Đây đúng là một khối dị ma kim mà Hàn Lập đã từng gặp qua ở huyết Nha thành, chẳng qua là thể tích lớn chừng gấp 10 lần khối trước đây. Hàn Lập đứng nhìn một hồi lâu bỗng nhiên tay áo hướng đến rung lên một cái, một cỗ thanh quang đảo qua, giá gỗ đang chứa khối khoáng thạch liền trở nên trống rỗng. Ở ngoài của, nữ tử tóc tím thấy một màn như vậy đôi mắt đẹp không khỏi chấp động, gương mặt hiện lên một tia kinh ngạc không thôi. Khối dị ma kim to lớn như vậy cũng có thể xem như vật hi hữu, nhưng so với các loại bảo vật khác trong bảo khố thì đây hẳn là loại tài liệu có giá trị thấp nhất. Hàn Lập tuy là một gã ma tôn thần bí, nhưng một tay lấy đi vật này đối với nàng quả là một điều ngoài ý muốn.